ai thấy em không giờ. Đây là em mới đặt ở. Có ai thấy em không giờ. Nọ thấy ai luôn. Trời ơi 21 người. Sợ thật. Bắt đầu nhìn thấy em chưa mọi người? Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Thả tim, thả like, chấm bài và chia sẻ livestream giúp em nhá. Cổ tàu cái số điện thoại. Trời ơi, hôm qua có mấy mẫu rất là đắt hàng thật sự. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Nói thật là em mới ngủ dậy mắt vẫn còn rất là sưng luôn ấy. Bắt đầu nhìn thấy em chưa? Đơn 5 ngày chưa nhận được thì chịu khó chờ đi em ạ. Bởi vì thật ra thời điểm này ấy, 5 ngày chưa nhận được là bình thường, thật sự là như vậy. Bởi vì đầu năm khan hàng, khan thợ kinh khủng ấy. Cảm giác còn khan hơn cả cuối năm ấy mọi người. 1.500 người xem rồi, mọi người bắt đầu nhìn thấy em rồi. Thả tim, thả like, chấm bài và chia sẻ livestream giúp em. Cố gắng đẩy view lên thật nhiều, đẩy view lên thật cao nha mọi người ơi. Cố gắng. Được chưa? Rồi cho em xin cái đá trắng này đi. Đá trắng này là chỉ còn khoảng tầm 1.000 chiếc nữa là hết đá rồi. Cho nên là mọi người tranh thủ nhá. Đẩy view lên cho em. Livestream này em lại tiếp tục tặng tiền. Bây giờ like nào cũng phải tặng trong cái lúc giai đoạn mà thời kỳ mà tương tác kém như thế này thì phải bắt đầu phải tặng thôi. Chứ còn em nói thật, em xem cam mà lúc nào mà nhân viên mà ngồi chơi em sốt ruột lắm. Nên là mọi người thấy đấy, tối qua like và trưa nay em lại phải like để đủ đơn cho nhân viên làm mấy ngày ấy. 1.800 người xem rồi, 2.000 người xem bắt đầu bán hàng nha các chị nha. 2.000 người xem em Linh bắt đầu bán hàng cái chân váy em đang mặc này. Và cái áo đá này tối qua lại tiếp tục bán được 1.000 chiếc nữa, có nghĩa là em chỉ còn khoảng 1.000 chiếc nữa thôi. Tại vì cái áo đá này đặc điểm của nó là đá nó rất là khan. Vải nó không khan nhưng mà đá nó khan, thành ra là nó mà hết đá là chịu luôn á. Quần bò có co giãn không ạ? Dạ em không ạ. Hello heo heo nhá. Quần bò không co giãn đâu. 1.800 người xem rồi mọi người đẩy view lên. Dạo này có cái kiểu view là cứ đứng ở một chỗ nhá. Ví dụ như cứ lên được 1.700, 1.800 đứng mẹ đấy luôn, không lên nữa. Chắc hiểu kiểu gì luôn đấy. Dạo này bị làm sao ấy mọi người. Bắt đầu nhìn thấy em chưa? Nhận giày búp bê nữa không? Dạ em vẫn có, chỉ có duy nhất cái màu kem size 37 và màu sữa size 36 là hết thôi. Còn lại tất cả các size em vẫn còn, bởi vì bây giờ hàng chưa về bù được. Thì bây giờ còn size nào các chị chốt giúp em size đó. Đẩy lên cho em 2.000 người xem để em bắt đầu bán hàng nhá. Mọi người nhìn cái set đồ em đang mặc này, trời ơi. Set này mà bảo không trẻ nữa thì thôi, thật sự set này mà bảo không trẻ nữa là thôi này. Chấm bài, thả tim, thả like và chia sẻ thật nhiều. Like nào em cũng sẽ tặng tiền, như like ngày hôm qua là em tặng mọi người 7 hay là 800.000 ấy. Thì tối nay kèm với like tối nay là em sẽ công bố luôn. À kèm với like chiều nay là tối em công bố luôn. Chị Linh cho em hỏi chút đồng hồ hãng gì vậy? Cái này đồng hồ hãng Huawei của Trung Quốc nha mọi người. Được chưa? Còn set đỉnh không? Mọi người biết không? Set đỉnh ngày hôm qua em bán được hơn 800 set. Mặc dù là set đấy là gì ạ? Thị trường rất nhiều người bán, hàng trăm hàng nghìn người bán luôn, hot girl, không có một hot girl nào không bán. Hay là các nhà livestream hình như hầu như nhà nào cũng bán. Em bán ở thời điểm này là em bán muộn đấy, bởi vì là em kiểu khó tính. Em cứ phải kiểu như là chọn được cái mẫu nào mà em thật ưng thì em mới bán, thành ra là em bán hơi muộn. Thế mà em vẫn bán được 800 set mà em nói rồi, livestream tối ngày hôm qua cũng không hề đắt hàng mọi người, cũng rất là bình thường. View cũng chỉ được có 2.000 mấy thôi. 2.000 người xem là em bắt đầu bán hàng mọi người. Cố gắng chia sẻ mạnh mẽ lên nhá. 2.000 người xem là em bắt đầu bán hàng. 1.800 rồi. Về túi chuông chưa chị? Dạ em vẫn chưa. Quần kaki đi bạn. Ok, thả tim thả like và chia sẻ nhiều lên giúp em nào. Cố gắng lên mọi người ơi. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo đang mặc mọi người biết không? Em bán được bao nhiêu ạ? Em bán được hôm đầu tiên tung ra em bán được 2.000 chiếc. Và tối ngày hôm qua lại tiếp tục bán. 55 cân có mặc được set chị mặc không? Chắc chắn là mặc được rồi. Và em bắt đầu giới thiệu luôn này. Áo em đang mặc ghi cho em là áo đá. Còn chân váy em đang mặc, chân váy này tối qua em vẫn bán được hơn 500 chiếc. Hơn 500 chiếc một buổi tối, như thế là đối với cái thời điểm mà ế như bây giờ thì nó là thành công rồi đó mọi người. Lên set đỉnh đi chị. Ok, nói thật là mắt mới ngủ dậy vẫn còn sưng mà còn không đọc được comment nữa này. Nó đang hơi bị mờ, nó chưa tỉnh ngủ hẳn đi mọi người. Quần u mì nắp túi kia còn không chị? Quần u mì nắp túi là cái gì ạ? 2.000 người xem cho em đi để em bắt đầu tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất hả? 2.000 người xem đi để em bắt đầu tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất là 200.000 đồng, được chưa nào? Áo này sẽ ghi giúp em là áo đá trắng, màu này cho em sẽ là đá sữa, màu này cho em sẽ là đá gì ạ? Đá đen, đá nâu và đá này sẽ là đá đỏ và màu nâu vẫn là màu em bạn đắt hàng nhất. Set chị mặc bao nhiêu? Còn chân váy em đang mặc có mã là CV5, mạng lag quá sốt. Ồ thế à chị, mạng lag quá à? Thế thì mọi người tắt đi vào lại giúp em cái, chứ bây giờ thì em cũng chỉ có một duy nhất một cái mạng này để like cho mọi người thôi. Áo chị mặc mã là gì? Áo em đang mặc gọi là áo đá. Áo đá màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Màu thứ hai sẽ là màu sữa, màu thứ ba sẽ là màu đen, màu thứ tư sẽ là màu nâu và màu cuối cùng cho em sẽ là đá đỏ. 72.000 đồng một chiếc, em nói đi em mất sạch lộc. Ngày đầu tiên em tung ra trong một ngày em bán được 2.000 gì ạ? 2.000 áo. Like dạo này cứ mờ đấy là do mạng ấy, chứ còn em đang like bằng camera thường 100%. Camera thường không hề có app đâu cho nên là nó hơi tối so với bình thường. Túi chuông em vẫn chưa về đâu chị ơi. Áo đá kèm màu kèm số điện thoại, còn chân váy em đang mặc sẽ gọi là gì ạ? CV5. CV5 em chốt trong like là 132.000, bao chất, bao giá và bao hình hài cho các chị.
form to, hàng này của Hot Girl thì không cần phải nói giá, thì các chị cũng biết là giá ở tầm bao nhiêu rồi. Còn em bán chân váy này là 132.000 và có 3 size ML. Size to nhất thoải mái cho các chị đến bao nhiêu ạ? Đến 60 cân đổ về mặc được. Như em là 49-50 và hiện tại em đang mặc size S thoải mái nha mọi người nhá. Túi em đang đeo có bán nhưng hiện tại đang hết. Dép em đang đi thì nói thật là em đang đặt 500 đôi rồi và mấy ngày nữa hàng sẽ về, trời sao tụt view ghê thế. Mọi người nhá, 500 đôi và mấy đây này, đôi này em đi từ năm ngoái, nó rất là bẩn mọi người thấy chưa, kiểu để nó bụi màu trắng để nó bụi ấy. Là em đi cái đôi này từ năm ngoái rồi. Thì em đang đặt cho mọi người, có gì hẹn mọi người like sau hoặc like sau nữa thì em sẽ like nhá. Trời ơi áo đá vẫn chốt quá trời. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này là 72.000. Còn chân váy em đang mặc em chốt trong line này là 132.000, mã của nó sẽ là CV5 kèm size và kèm số điện thoại, áo đá kèm màu và kèm số điện thoại và CV5. Trời ơi hết hàng nha mọi người. Cái CV5 này nói thật là em về được có 300, hơn 300 thôi, và mọi người tiếp tục phải chờ hàng nha mọi người nha. À, kêu nhân viên rep tin nhắn giúp em nhé, em không có người rep tin nhắn đâu mọi người ơi. Quần bò xanh về chưa? Dạ ngày hôm qua em về được, ngày hôm trước em về được 800, ngày hôm qua là hình như là về kaki, còn ngày hôm trước là về được 800 hay 900. Đây là mã này chị ơi, là mã này. Và tối ngày hôm qua em, mọi người biết không, cái livestream chiều ngày hôm trước view cũng chỉ được như thế này thôi, không đến 2.000 người coi nhá, cách đây 3 ngày đúng không, là view cũng chỉ đến như thế này thôi, không đến được 2.000 người coi, cứ 1.800 mà em bán được bao nhiêu mọi người biết không, 1.000, hơn 1.100 cái quần này, nói điêu mất sạch lòng luôn. Và quần này mà đóng thùng với áo này cũng là đỉnh luôn. Quần này mã của nó sẽ là Q5, không biết là có ai ở đây đã nhận được hàng chưa, đẩy lên 2.000 người coi cho em đi ạ. 2.000 người để em bắt đầu tặng cho người chia sẻ like nhiều nhất mọi người nha, cố gắng lên, cố gắng tương tác nhiều lên giúp em mọi người, cố gắng. Ủa bây giờ mới bắt đầu có thông báo này, livestream của em bây giờ mới bắt đầu có thông báo hay sao ấy, máy em là bây giờ mới có thông báo luôn này mọi người. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa ạ? À, làm sao mà biết mình được chốt đơn? Chị cứ lên mã cách số điện thoại, xong rồi lúc nào mà có nhân viên bên em gọi điện hoặc nhắn tin thì có nghĩa là mình được chốt đơn, được chưa? Rất là dễ hiểu mà, được chốt tiền này, được khi nào mà các chị được tổng tiền thì có nghĩa là khi đó các chị được chốt đơn. Quần này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Q5 này của em có tất cả là 3 size ML và form thoải mái, size to nhất cho các chị đến 64 cân đổ về. Còn chân váy em đang mặc thì sẽ là CV5. Chờ quần này em đang cầm sẽ là Q5 nha mọi người. Hôm trước là em đăng cái ảnh buổi tối ấy, gần 100 cái comment, nhưng sau khi tối hôm đó là em không thể lên được. Lý do là bởi vì tối hôm đấy là hàng không về kịp, và đến trưa ngày hôm sau thì mới lên, mà trưa thì chắc chắn là tương tác không thể bằng buổi tối được. Chị ơi gọi nhớ của shop là phải đặt lại đấy, chứ còn các bạn ấy em nghĩ là chẳng gọi lại đâu. Các chị cố gắng để ý điện thoại, còn nếu như mà không được kiểu như là bỏ lỡ cuộc gọi ấy thì chắc là sau đó các chị phải đặt lại á. Còn túi chuông không vậy chị, giá đang hết sạch hàng, chắc phải 10 ngày nữa hàng mới về. Q5 là dáng baggy và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người Q5 luôn nhá. Áo đen nơ đá còn không chị ơi? Áo đen nơ một cái đá em còn nhá. Mới về thêm đủ hơn 500 chiếc rồi. Trời ơi lại tụt view rồi, cố gắng tương tác lên cho em cái xem nào mọi người, sao mà tương tác kém thế. Em ơi sao mà tương tác nó kém kinh khủng dị vậy. Em lên là cô gái đeo đội mũ đeo kính đây. Cô gái này đúng không? Cô gái này hôm qua em cũng bán được nhiều. Cô gái này là bao nhiêu? Có 80 mấy nghìn thôi, 83 nghìn nha. CV5 mặc hợp với sơ mi cổ tàu không? Em thì em nghĩ là mặc thì vẫn được, nhưng mà để mà nói hợp bằng áo phông thì em nghĩ là không hợp bằng. Bởi vì cái cổ tàu đấy là nó một cái dáng hơi công sở, thì cái dáng đấy em nghĩ là các chị nên mặc với kiểu dạng áo phông, mặc với dạng ví dụ chân váy tắc ta, hoặc là CV8, hoặc là CV1, hoặc là quần vải gì đó. Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em nào. Tối ngày hôm qua em cũng tặng tiền mọi người rất là nhiều rồi, trưa nay em lại tiếp tục tặng tiếp, cho nên mọi người cố gắng chia sẻ và tương tác nhiều lên giúp em nhá. Chân váy của em đang mặc sẽ là CV5, em qua mẫu CV5 luôn. Còn quần kaki nâu không? Dạ màu nâu hiện tại bên em hết sạch hàng. Em nói thật với chị là kể cả cái hàng mẫu cũng không còn nữa luôn. Hàng mẫu của CV5 hiện tại quay nhầm. Hàng mẫu của kaki nâu hiện tại cũng không còn nữa luôn. Lên set đỉnh đi chị. Ok, em chuẩn bị lên set đỉnh nhá. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên hộ em chuẩn bị lên set đỉnh nha mọi người, nhìn giúp em này. Sơ mi cổ đen đi, ok. Cái mã đấy hôm qua em bán được hơn 400 chiếc ấy. Nói chung là em tối qua là em thấy có mấy mã là nói chung là mặc dù là like thì không đông người xem, nhưng mà bán có mấy cái mã khá là đắt hàng đây mọi người, nhìn giúp em cái quần này, mặc với cái áo đá này đỉnh chưa? Cái quần này mặc với cái áo đá đỉnh chưa? Mọi người vẫn đang trên chốt CV5 đây mọi người thấy chưa? Cái quần form nhà em này. Còn dép này thì hẹn mọi người like sau nhá. Dép này thì em hẹn mọi người like sau. Ghi em mã này sẽ là Q5 kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Q5 em bán cho like, cho vào trong like này cho các chị là 100 bao nhiêu? 138.000 đồng một chiếc Q5. 138.000 đồng một chiếc Q5. Cú pháp cho em sẽ là gì ạ? Q5 kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? Là 138.000. Và hàng nhà em có full 3 size ML, size to nhất thoải mái cho các chị đến 100, à quên, đến 64 cân đổ về mặc được, đến 164 cân. Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Túi em đang hết hàng rồi chị ơi. 50 cân chỉ cần mặc giúp em size S giống như em thôi. Em 49,5 gần 50, em đang mặc size S thoải mái. 50 đổ về là mặc S. Từ tầm 51, 52 đến tầm 56, 57 là mặc M, và từ tầm 57, 58 đến 63, 64 mình mặc giúp em size L. Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Em hỏi
hỏi ai ở đâu bán cho mọi người cái quần này với giá 138.000. Thật sự em bán xong khách em còn hỏi là bán hàng vì đam mê là sao bán rẻ thế. Và khách lẻ nhà em có những người mua bill đến 20 mấy triệu, nó điêu mất lọc luôn. Các chị có biết tại sao không phải người ta mua bạc 20 mấy triệu đâu, mà người ta mua về để bán đấy mọi người. Người ta lấy giá xỉ bằng giá lẻ, mọi người lấy xỉ bằng giá lẻ. Q5 này mọi người nhìn từ đằng sau này, Q5 chia sẻ với anh ơi, Q5 kèm size và kèm số điện thoại 138.000. Còn áo em đang mặc bây giờ em bắt đầu lọc bảng màu nhé. Áo em đang mặc gọi giúp em là áo đá. Áo đá này thì nó thật bán với số lượng kinh khủng khiếp. Áo đá này em có tổng tất cả là bao nhiêu màu nhỉ? Tổng tất cả là 5 màu. Ủa sao cái bảng áo đá mình vừa cầm mình để đâu rồi? Tại này mình lú thế nhỉ? Cái bảng áo đá em vừa cầm em để đâu ấy? Ủa? Rõ ràng là em lấy ra để bán rồi mà. Cái áo đá này này, áo đá này có mấy màu nhỉ? 5 màu. Rồi em để đâu? Lúc nãy là treo ở đây mà. Tôi tìm xem xem nào. Áo đá đâu? Ủa? Sao ảo thế? Áo đá kèm gì ạ? Đây. Ngáo thật sự. Áo đá kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Áo đá màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Áo đá màu này cho em sẽ là gì ạ? Màu sữa. Áo đá màu này cho em sẽ là màu đen. Màu tiếp theo sẽ là màu nâu và màu cuối cùng sẽ là màu đỏ. Và thật sự màu đắt hàng nhất là màu nâu. Sau đó là mới đến đen, đỏ và trắng. Còn màu sữa thì nói thật là bán được ít nhất. Màu em bán được 3.000 cái và màu sữa em chỉ bán được hơn 100 cái thì các chị biết rồi đấy. Màu sữa là màu bán được ít nhất. Phía sau cây okay, treo đồ em. Hổ em hơi ngáo, thông cảm hộ em. Ví dụ em bán này sẽ là gì ạ? Áo đá kèm gì? Kèm màu và kèm số điện thoại 70 mấy nghìn ạ. 72.000 đồng một chiếc, nhận hàng được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Mọi người chia sẻ livestream mạnh mẽ lên giúp em nhé. Tư vấn size quần em mặc đi, em vừa tư vấn rồi đấy chị ơi. 50 cân đổ về mình mặc giúp em size S, từ 51 đến tầm 56, 57 mình mặc size M, từ 57, 58 đến tầm 63, 64 cân mình mặc giúp em size L nhé. Áo đá này một ngày em tung ra em bán được 2.000 chiếc, em nói đi em mất sạch lọc luôn, 2.000 chiếc trong một ngày tung ra thì các chị biết là hot như thế nào. Áo đá màu này sẽ là màu trắng, cái chỗ này nó là đá này, này sẽ là sữa này, này sẽ là đen này, này sẽ là nâu và này sẽ là đỏ. Thế bây giờ em lên set đỉnh cho mọi người được chưa? Set này này, mặc dù là thị trường bán rất nhiều và hàng rẻ cũng có, và em cũng có cả hàng rẻ luôn. Em bán là bán hàng đắt, tức là hàng chuẩn lại đẹp cho mọi người ấy, là em bán 184. Và ngày hôm qua em bán được hơn 800 cái set này. Bây giờ mọi người có muốn lên cái set đỉnh này không, để em lên luôn nha mọi người nha. Becky ghi giúp em, mã này không phải là Becky, mình ghi giúp em là Q5 kèm size. Chị Loan Nguyễn lên số điện thoại giúp em. Mọi người chốt Q5 siêu nhiều luôn. Không đơn tối qua mà chốt rồi thì không rồi được đâu chị ơi, tách riêng ra giúp em. Quần Q5 kèm gì ạ? Kèm size lại tụt view tiếp. Q5 kèm size và kèm số điện thoại, áo đá kèm màu và kèm số điện thoại. Em qua mẫu tiếp theo nhá. Bây giờ em lên lại set đỉnh cho mọi người, cái set đỉnh hôm qua nhá. Hay là mọi người muốn em lên cái gì mọi người comment cho em biết nào. Áo đá kèm màu kèm số, chị lên phong Mickey. À không, em lên cái phong cô gái này đi. Phong cô gái này hôm qua bán được rất là nhiều. Đây thì phong cô gái này, phong cô gái này ngày hôm qua là em bán được, thật sự là bán được. Đâu rồi nhỉ? Đây. Không, cô gái của em đây, cô gái này, hàng này là hàng cốt tông tàu, không phải là cốt tông khô nha mọi người nha. Hàng này là thứ nhất là hàng cốt tông tàu. Tụt view rồi mọi người ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Xem được bao nhiêu lượt chia sẻ nhiều lên. Em tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất là 200.000 đồng. Tiếp tục đẩy view lên giúp em, như ngày hôm qua là em tặng cho mọi người tận 5 người à. Tận 5 người, tối ngày hôm qua là em tặng cho mọi người tận 5 người á. Quần chị mặc mã là gì? Trời ơi, mới được có 389 lượt chia sẻ thôi, mọi người chia sẻ nhiều lên giúp em. Tối à quên, quần em đang mặc mã là Q5. Quần em đang mặc mã là Q5 chị ơi. Mã là Q5 đây này, mọi người nhìn thấy chưa? Hình này, hình của nó là hình ép nhiệt, không phải hình in đâu. Em mặc cho các chị xem luôn nhé. Áo cô gái bao nhiêu ạ? 83.000 đồng. Ví dụ như bình thường mà những cái hàng cốt tông tàu này em sẽ bán là 93, mọi người nhớ không? 93. Nhưng mà hàng áo này em sẽ chốt cho mọi người là 83, tại vì cái hàng 93, 94 á thì hàng có phụ kiện nó sẽ đắt hơn một tí. Còn hàng này thì nó là hàng hình ép thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà đáng nhẽ ra như áo này thì cũng phải bán là 89 chứ không bán được 83 đâu. Q5 kèm màu và kèm em xin lỗi, Q5 kèm size và kèm số điện thoại, không phải kèm màu đâu. Lên xếp quần kẻ đi, ok, để chờ em một chút này. Q5 bao nhiêu ạ? 138.000. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người áo này. Áo này sẽ ghi giúp em là áo cô gái. Áo cô gái em chốt trong livestream này cho các chị là 83.000 đồng. Chia sẻ nhiều lên giúp em mọi người ơi. Chia sẻ nhiều lên cho em nào, cứ 500 người, 500 lượt chia sẻ là sẽ được một người, là sẽ được tặng một người. Cứ 500 lượt chia sẻ là em tặng một người. Cứ 500 lượt chia sẻ là một người nha mọi người nha. Người đầu tiên sẽ là 200, những người tiếp theo sẽ là 150. Nhưng mà phải view lên cho em một chút, 2.000 người coi đi ạ. Dép chị đang đi có bán không? Like sau em sẽ bán. Yên tâm mọi người nhá. Được chưa? Ghi em mã này. Trời ơi, cái áo cô gái này quá đẹp. Áo cô gái kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Em có hai màu là màu nâu và màu trắng, nhưng mà thật ra là khách thì chủ yếu toàn mua màu nâu thôi. 83.000 đồng một chiếc, chất cốt tông tàu nha mọi người. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi giả tiền giúp em. CV5 bao nhiêu? CV5 của em chốt trong live là CV5 em chốt trong live là 100 bao nhiêu? 132.000. Còn quần em đang mặc thì sẽ là 138.000. Ghi giúp em là Q5 lại tụt view. Trời ơi, view viết thế này chắc chết luôn đó cô mọi người ơi, chắc chết không bán nổi luôn đó mọi người.
hay nghỉ hay thôi em không bán nữa. Cổ tim còn không? Cổ tim em vẫn còn nhá. Cổ tim em chốt nốt để em còn ít thôi. Cổ tim này em cũng không về nữa đâu. Đây này, anh đi sửa giá cổ tim cho em. Hôm nay em chốt nốt cho các chị cổ tim này là 59.000. Bình thường em bán con này là 68.000 đúng không? Nhưng mà em không về hàng nữa nên em chốt cho các chị là 59.000. Em có tim trắng và tim đen rồi, mỗi màu còn khoảng 20 chiếc thôi. Nên là các chị tranh thủ chốt luôn nhá. Được chưa? CP5 kèm size đi, dép em chưa, chứ dép chắc là phải vài hôm nữa. Và áo này sẽ là áo cô gái. Áo cô gái em chốt trong live cho các chị là cô gái này, em chốt trong live cho các chị là 83.000 đồng. 83.000 đồng. Đọc lại size quần đi chị ơi. Quần này của em là có tổng 3 size SML. Tổng 3 size SML. Dưới 51 cận, dưới 50 cân là mặc S. Từ 51 đến 56, 57 là mặc M. Từ 57, 58 đến 63, 64 là mặc L. Em đọc cho mọi người bảng size. Quần này là quần bò nha. Quần bò mọi người, và mã của nó sẽ là Q5. Cổ tim này em sell nốt là 59 đi, em không về nữa đâu. Cổ tim này bán nốt thôi, không về nữa. Vì hôm mọi người có thể xem lại tất cả like cũ. Chưa bao giờ em giảm 1.000 nào và em vẫn đang bán là 68. Nhưng mà bây giờ không bán nữa vì quá nhiều mẫu áo rồi, cho nên là em tặng nốt 59.000. Chị nào lấy thì tranh thủ chốt luôn giúp em nha mọi người. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Ok, em qua mẫu luôn. Em qua mẫu luôn ở đây nhá. Bây giờ em lên cho một cái set đỉnh này nhá. Set này là set đỉnh này. Đây là hàng rẻ này. Hàng này chỉ có 139.000. Và đây là hàng đắt này. Là em đang bán 184.000 và đương nhiên em sẽ lên hàng đắt. Còn hàng rẻ em chỉ dơ lên thôi. Ai thích lấy hàng nào thì lấy. Còn em nói thật là livestream ngày hôm qua của em không có một khách nào lấy hàng rẻ luôn. Sợ thật đấy. Em bảo là em đoán là cũng không có, chắc là cũng phải vài người hoặc là 10 người, nhưng mà không có một khách nào lấy set rẻ mà chỉ lấy cái set đắt mà em bán thôi. Và em nghĩ là thôi mấy chục nghìn nhưng mà mặc nó đẹp hơn, lên mấy chân kính thì thôi mấy chục nghìn mình kênh lên mình mua cũng được mọi người. Đã mua thì mua luôn hàng đẹp, theo em là như thế. Chị Hà Linh ơi, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Tụt view rồi, cố gắng chia sẻ lên nào, lại tụt view của em rồi. Cổ tim á, áo đá đến bao nhiêu cân vừa? Áo đá nhà em là đến 65 cân. 65 cân là mặc vừa nhá. Shop có bán xỉ không? Dạ không chị ơi, bên em chỉ bán lẻ thôi. Bên em chỉ bán lẻ thôi nha, em qua mẫu luôn. Quần Q5 size như thế nào em vừa đọc rồi đấy chị ơi. 3 size SML, size to nhất thoải mái đến 64 cân. Nếu biết size gì thì tự lấy size, không biết size gì thì ghi cân nặng và chiều cao, nhân viên bên em sẽ tư vấn size cho các chị, được chưa? Còn áo nơ không bạn nhỉ, là em còn nhá. Chị thích thì cứ chốt nhá, em vẫn còn nhá. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái set này, hàng loại 1 này. Đây, em sẽ mặc cho mọi người hàng loại 1. Hàng loại 1 ấy là cái quần nó là chất da cá, còn cái áo nó là chất tăm dày. Còn hàng loại 2 này rẻ hơn thì cái quần nó sẽ là chất tăm mỏng quần áo sẽ là chất tăm mỏng và quần thì nó sẽ là chất zip. Đấy, thì em có cả hai hàng luôn và em bán cả hai loại luôn, thì các chị thích lấy loại nào thì các chị lấy. Chứ em không nói là loại nào diện xấu, loại nào đẹp, mà em chỉ nói là hàng đắt hơn và hàng rẻ hơn. Chứ em không thể đánh giá là cái nào xấu, cái nào đẹp, cái nào tùy các chị thôi. Nhưng cái nào hàng rẻ hơn và hàng đắt hơn, các chị thích lấy hàng nào thì lấy. Đây em đang mặc quần này là của bộ gì ạ? Của bộ là set đỉnh đây. Nếu như mà lấy set đắt thì chỉ cần ghi là set đỉnh. Nếu như mà lấy set rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ, thế thôi, thêm chữ rẻ mà thôi, chứ không cần phải ghi loại 1 loại 2 đâu. Q5 có co giãn không em Linh ơi? Dạ không chị ơi. Q5 nó không co giãn nhưng mà nó có size chị nhá. Mọi người tương tác và chia sẻ livestream mạnh mẽ lên cho em nhá. Để em tặng nha mọi người ơi, tương tác và chia sẻ livestream mạnh mẽ lên giúp em. Bây giờ em mặc. Đây, em mặc cho mọi người cái set đỉnh nhà em này. Hôm qua là em thấy đẹp quá cho nên là em lấy luôn một set mang về nhà, xong rồi mặc xong rồi đứng chụp ảnh cho các chị đấy. Em lấy set đấy là set của em lấy hạc luôn đó mọi người. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Và cái hàng đắt thì nó sẽ có 3 size SML. Còn cái hàng rẻ thì nó sẽ không có size. Hàng rẻ nó là chất mỏng thì nó sẽ giãn hơn và nó không có size. Còn hàng đắt này thì nó giãn ít hơn và nó có size nha mọi người. Và như em đang mặc ở đây là size S. Mà size thì nó sẽ đánh ở áo, còn quần thì không có size bởi vì quần nó giãn rất là nhiều nên không cần phải có size nha. Set này sẽ ghi giúp em là gì nào? Set đỉnh kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Em nói rồi, nếu thích hàng rẻ thì lấy hàng này. Thì chỉ có 139. Nếu mà em cầm trên tay mà rơi như này thì các chị cũng chả biết nó khác nhau ở đâu đâu. Chỉ là khi nào mà em nói rõ này, khác ở đâu, khác như thế nào thì mọi người biết. Chứ bây giờ để mà nói mà bây giờ cứ để cạnh nhau này mà nhìn trong live stream thì các chị cũng không nhận ra đâu. Set đỉnh màu em đang mặc, size em đang mặc sẽ là size S. Và em chốt trong live đối với hàng đắt là 184.000 một set. 184.000 một set đỉnh. Set đỉnh nhá, ghi giúp em là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Còn hàng rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ và cách số điện thoại. Đơn giản thế thôi nha mọi người. Set em đang mặc sẽ ghi là gì ạ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Em tư vấn size cho các chị luôn này. 49 cân đổ về mình mặc giúp em size S. 49 cân đổ về mình mặc giúp em size S. Từ 50 đến tầm 55 cân mình mặc, 56 cân mình mặc giúp em size M. Và từ tầm 56, 57 đến tầm 62 cân em có size to nhất cho các chị là 62. Thật ra cái quần này thì 65, 70 vẫn vừa. Nhưng mà cái áo này ấy, thì chỉ nên mặc đến 62 bởi vì mặc hơn nữa thì em sợ nó ôm quá, nó sẽ không đẹp ấy. Nên thành ra là em chỉ làm đặt cho mọi người đến size L đối với 62 ký thôi nhá.
Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì các chị để lại size, nếu không biết size gì các chị để lại cân nặng nhân viên chút size. Và set này tối ngoài ngày hôm qua em bán được 800 set đó mọi người. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Có chân váy jean không? Dạ em có chưa? Em có mà. Em có cái chân váy jean CV5 đây. Còn quần F21 không? Dạ vẫn về liên tục chị ơi. Hiện tại thì đang hết size S nhưng mà vẫn về liên tục đây. Cái quần quần này ghi giúp em là F21. F21 này em chốt trong live là 88.000. 88.000. Chị Vân Anh ơi lên số điện thoại giúp em đi ạ. Set đỉnh chị Minh Hằng lên số điện thoại giúp em. Mọi người đặt hàng mà không lên số thì không có đơn đâu. Đặt hàng không lên số chỉ đặt cho vui thôi. Chia sẻ nhiều lên giúp em đi ạ. Để em xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Chia sẻ nhiều mạnh mẽ lên cho em. Dép về túi có không bạn? Ui ôi mới được có 497 lượt chia sẻ này. Dép nhà em thì là like sau là sẽ có, còn túi thì hả? Không. Túi thì là mấy like nữa mới có nhá. Dép thì like sau sẽ có nhưng mà túi thì phải mấy like nữa mới có nha chị ơi. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh em đang mặc sẽ là size S và 3 size ML 184. Còn em nói mọi người, hàng kể cả bây giờ hàng này 120.000 một set vẫn có. Hàng này là hàng 139.000 một set và hàng này là hàng 184.000 một set. Đó, thế nên là em nhập cả hai loại cho mọi người, không nhiều khi các chị lại tưởng là em bán đắt mà không phải nha. Chuẩn loại 1, chuẩn có 3 size ML luôn thì mới là 184, còn hàng rẻ hơn chỉ có 139.000 thôi. Còn F21 của em là 88.000 đồng một gì ạ? F21 là 88.000 đồng một quần và mua từ hai quần sẽ là 85.000 đồng nha các chị nha. Dép với túi chưa có chị ơi, không phải là không có mà là chưa có nha. Set đỉnh kèm gì ạ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size, trời ơi mọi người chốt set đỉnh rất là nhiều luôn đấy. Mọi người chốt set đỉnh rất là nhiều luôn đấy, chia sẻ mạnh mẽ lên hộ em nha mọi người. Em vừa gửi em vừa nhận gấu kính mà shop gửi sai màu, báo với nhân viên gọi điện cho chăm sóc khách hàng để lên Ấn Độ nha em ơi. Đây nhá, quần ngố thái của em đây, quần ngố thái của em là bao nhiêu nhỉ? 38.000 đồng một quần cho tất cả các chị dồn đơn. 38.000 đồng một quần cho tất cả các chị dồn đơn. 38.000 thôi ạ. 38.000 đồng một quần và không có một ngày nào nhà em đi dưới 500 cái quần ngố thái này. Không có ngày nào nhà em đi dưới 500 cái quần ngố thái này luôn nha các chị nha. Quần Q5 còn không, em vẫn về liên tục chị ơi, xem quần đi em. Chị hỏi quần nào chị ơi, vào ngoài ra em có một cái set này nữa sẽ gọi là set B9. Set B9 thì nó chỉ khác ở dưới này sẽ là chân váy, nhưng nói thật là giữa hai set này á thì cái set quần này bán được rất là nhiều. Em bán được 800 set quần thì em mới bán được 300 set váy. Thành ra là nói để mà nói thì mặc thoải mái thì chắc chắn là quần thoải mái hơn, mặc năng động thì chắc chắn là mặc quần năng động hơn, nhưng mà nữ tính thì chắc chắn là set váy nó sẽ nữ tính hơn, thì tùy sở thích của mọi người thôi. Nhưng bản chất của cái set này mà khi mà hot girl ra hàng thì nó là ra là chân váy, về sau nó mới ra thêm loại quần đó mọi người. Kiểu em mã này sẽ là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, chuẩn 3 size ML luôn. Còn nếu lấy hàng rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ đây, 139.000 đây, được chưa? Kiểu em mã này sẽ là set đỉnh kèm size. Còn cái mà giống y xì cũng có size nhưng mà nó là chân váy thì sẽ gọi là B9 ném chốt trong live cũng mà bằng tiền 189.000 luôn. Nhưng lấy hàng mà chân váy thì gọi B9, lấy hàng quần thì gọi là gì ạ? Gọi là set đỉnh, được chưa? Em qua mẫu luôn ở đây nha các chị nha. Em qua mẫu luôn ạ. Chị nào lấy chốt luôn giúp em nha. Bộ quần ngắn đi bạn, bộ quần ngắn thì hiện tại nhà em đang bị hết hàng ấy chị. Mẫu nào cũng đang hết hàng, không có một mẫu nào còn luôn. Chia sẻ mạnh mẽ lên. Like này cứ 500 người like, cứ 500 lượt chia sẻ là tặng 200.000 đồng. Bây giờ đã là 500 là em đang tặng cho người chia sẻ này nhiều nhất, lạ like này nhiều nhất là 200.000. Lên tiếp cho em là gì? 1.000 lượt chia sẻ em tặng thêm 150, lên 1.500 lượt chia sẻ em tặng thêm 150 nữa. Cứ liên tục như thế, mọi người cứ chia sẻ nhiều lên cho em, không cần phải biết view bao nhiêu nữa luôn. Bây giờ view bao nhiêu cũng được, được chưa? Set em đang mặc em nói lại này, đây là hàng rẻ hơn này. Em không nói là loại nào xấu và loại nào đẹp, em chỉ nói là loại đắt hơn và loại rẻ hơn thôi. Đây mọi người nhìn giúp em này, đấy, đây là hàng rẻ hơn này, thì cái chất tâm này nó sẽ là tâm mỏng hơn và nó sẽ giãn nhiều hơn, các chị nhìn rõ không? Còn cái tâm này em đang mặc nó sẽ dày hơn, mặc dù em đang mặc cái áo dây đen ở bên trong nhưng mà mọi người thấy nó có lộ đâu, nó chỉ lộ cái đường viền thôi chứ nó không lộ là cái màu đen ở bên trong. Và khi mọi người mặc thì cũng không có lý do gì các chị phải mặc áo dây ở trong cả. Đây là do em đứng thay đồ trước mặt các chị thì em mới mặc thôi, được chưa? Và quần này mọi người nhìn này, đây này, hàng rẻ hơn đây này, mọi người thấy chưa? Nó là chất zip, hàng rẻ hơn thì nó sẽ là chất zip và nó sẽ kiểu như là cái chất zip nó cũng mỏng ấy mọi người. Đây mọi người nhìn rõ không? Đấy nó cũng mỏng ấy. Nhưng hôm qua em dơ ra là nhìn thấy cả đằng sau luôn ấy. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Set đỉnh rẻ. Còn set em đang mặc quần này là chất da cá và đương nhiên mọi người, ví dụ bình thường mùa đông mọi người mua một cái quần chất da cá đó là 120-130 rồi. Còn đây là cả bộ mọi người ơi, 100 bao nhiêu ạ? 184.000. Mình nhận F21 với quần ngố thái rồi, đẹp lắm shop. Em cảm ơn chị Dung Mai rất là nhiều. Em cảm ơn chị nhá. Mình nhận F21 với quần ngố thái rồi, đẹp lắm shop. Em cảm ơn chị yêu nhá. Đây trời ơi, quần ngố thái đây, còn đây là F21 đây, khách khen cả hai loại, em rơi cho các chị cả hai loại luôn. Và em nói rồi, hàng em các chị có thể bỏ qua cái gì? B9 có màu khác không em? Dạ không chứ, hàng em có thể bỏ qua cái gì, nhưng hai mã này em khuyên tất cả các chị nên mua. Và gì ạ? Và mua về
Ui, bây giờ mới thấy một khách đầu tiên là mua set định rẻ. Còn từ hôm qua giờ khách nhà em toàn lấy cái hàng này thôi. Ok chị nhá, hàng rẻ em cũng có sẵn và vẫn phục vụ các chị bình thường. Chứ không phải là em chỉ đưa ra để nói như vậy đâu. Mà em bán hàng này là hàng 184. Còn hàng rẻ hơn này thì mặc nói chung là chất nó mỏng hơn và nó hơi lộ bụng. Đấy, các chị thích hàng rẻ em phục vụ hàng rẻ, thích hàng đắt em phục vụ hàng đắt. Em có cả hai loại hàng để phục vụ các chị, được chưa? Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là F21 kèm size và kèm số điện thoại. F21 này là 88.000 đồng một chiếc. Và mua từ hai chiếc là 85.000. Và em bán hơn 5.000 cái quần F21 này rồi. Còn quần Ngô Thái là 38.000. Em bán năm nay là năm thứ tư. Và các chị có thể xem live stream của em Linh 3 năm nay nhá. Xem live stream của em 3 năm nay không có một cái live stream nào mà em không mặc cái quần Ngô Thái này. Live stream của em Linh 3 năm nay rồi, không có một cái live nào mà em không mặc cái quần Ngô Thái này luôn đó mọi người. Được chưa? 66 cân có không shop. 66 cân chắc chắn là vừa quần này đối với size to nhất. Và cái này là gì ạ? Nhầm nhé, không lấy rẻ lấy hàng đắt nhé shop ơi. Hà Như đấy, tại vì chị tự nhiên chị ghi chữ rẻ là nhân viên em nó soạn cho chị sang hàng rẻ đấy, vì em đang ngạc nhiên bởi vì từ hôm qua giờ không thấy khách nào đặt hàng rẻ, mà có một chị đặt thì em mới ngạc nhiên bảo bây giờ mới khách thấy khách hàng đầu tiên, thì hóa ra là cuối cùng khách bảo là nhầm nhé lấy hàng đắt. Ôi rồi chết mất rồi, thế là hàng rẻ này cuối vụ em phải thanh lý rồi, chứ làm gì có ai mua đâu. Em cũng nhập thử mấy chục set rẻ thôi nhưng mà khả năng là không bán được một set nào hàng rẻ luôn đấy. F21 của em là bao nhiêu? 88.000 một chiếc, và mua từ hai chiếc là 85.000. Còn Ngô Thái của em là 38.000 đồng một chiếc. Được chưa? Còn ngay bây giờ em sẽ lên cho một cái sơ mi này. Một cái sơ mi cổ đen mà tối ngày hôm qua em bán được hơn 400 chiếc. Thật sự là tưởng mã nó như vậy. Ok chị nhá. F21 này mặc thích nè. Em cảm ơn chị Nguyệt Bùi rất là nhiều đấy. Các chị đọc comment đi. F21 này mặc thích nè. Thế bây giờ em sẽ mặc cái sơ mi cổ đen này với F21 luôn, cũng rất là hợp nhá. Chứ không nhất thiết là phải mặc váy chân váy hay là quần vải đâu. Đây này. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo cổ đen này. Không phải cổ đen, cổ tàu, và sẽ mặc với quần F21 này luôn. Và quần F21 này em nói thật, em thề là chưa một khách nào vào đây chê một câu nào luôn. Chỉ có duy nhất một khách cái trưa ngày hôm trước bảo là nhận được hàng nhà bị lỗi và chưa được xử lý, duy nhất một khách đó thôi. Còn chưa có một khách nào và bảo là ủi quần này mặc xấu rồi, quần này chất xấu rồi, quần này thế này thế kia. Em thấy là có chưa nhá. Không biết ở đây có ai không, các chị có thể phản hồi lên đây giúp em. Hồng Hạnh Phan, một set đỉnh kèm size đi chị ơi. Nếu không biết size gì thì chị ghi là cân nặng giúp em nhá. Set đỉnh nhà em là có size, còn nếu không biết size gì thì chị để lại cân nặng giúp em nhá. Là ví dụ như set đỉnh 50 cân, set đỉnh 55 cân, set đỉnh 60 cân kiểu như vậy nhá. Set đỉnh kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Còn không biết size gì thì ghi là set đỉnh kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Đây, Ngô Thái 55 cân chắc chắn là vừa. Và đây hiện tại em đang cầm một cái gì ạ? Một cái Ngô Thái size S, và bây giờ em sẽ mặc, à không phải Ngô Thái. Em đang cầm một cái F21 size S. F21 nhà em là quần legging, nhưng mà nó là legging để mặc gì ạ? Dép em đang đi sắp bán rồi, vài hôm nữa là sẽ có. Em đang đặt rồi mọi người, em đang đặt 500 đôi rồi. Set chị đang mặc ạ, à, đừng ghi set em đang mặc, ghi giúp em là set đỉnh các chị. Nhìn form này. Cái hàng đắt nhìn cái form mặc lên nó đỉnh vãi trưởng luôn. Còn em thề, hôm trước em mặc cái hàng rẻ hơn ấy, em mặc nó bị gọi là nó bị lộ bụng. Bởi vì sao ạ? Không phải là nó xấu đâu, mà nó chất nó mỏng thì nó ôm sát vào người, và ôm sát vào người là nó sẽ bị lộ bụng á mọi người. Nên nếu như mà ai body đẹp á thì hàng rẻ vẫn mặc được, nhưng mà nếu mà ai mà mập thì em khuyên là đừng có mua cái hàng rẻ này, bởi vì như em là bụng to mặc nó rất là lộ. Nhưng mà nếu mà ai mà bụng vừa mà người đẹp á thì mặc set rẻ vẫn sẽ đẹp thôi nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là set đỉnh, và cái này sẽ là set đỉnh rẻ, set đỉnh 184.000, 3 size ML. Em bảo tối qua em bán view cũng chả hề cao mà em bán được 800 set, thêm chiều nay thì chắc chắn là phải hơn 1.000 set rồi, thêm chiều nay đây chắc chắn phải hơn 1.000 set rồi. Em qua mẫu tiếp theo, bây giờ em sẽ lên F21. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nào, chia sẻ nhiều lên, em nói rồi, cứ bao nhiêu, cứ 500 người là tương đương với, cứ 500 người là tương đương với 150.000, cứ như thế mọi người chia sẻ lên nha. Chị Huệ Vũ 48 cân 1m6 mặc y xỉ như em mặc luôn. Chị Hà Yến Trịnh lên số điện thoại giúp em, mọi người đặt hàng không lên số không có đơn đâu ạ. Đây này, cái chất này này, cái chất của hàng mọi người nhìn này, nhìn ở đây mọi người sẽ thấy khác này. Chất của hàng đắt nó sẽ dày hơn và chất của hàng rẻ nó sẽ mỏng hơn. Đây này mọi người, nó là cái chất tăm khác nhau mà, mọi người thấy không? Chất tam này nó mỏng hơn và nó giãn hơn này, nó giãn hơn rất là nhiều so với cái chất này. Chất dày này thì nó giãn ít hơn, nhưng mà lên form áo nó sẽ đẹp hơn, được chưa? Em qua mẫu nha. Em qua mẫu tiếp theo nha mọi người. Khách em bảo vừa mua set này 280.000, có khách thì mua 300 mấy, tiếc quá các kiểu, sao em không bán sớm hơn. Không phải là em không biết mẫu này hot, và cũng không phải là em không nhập được đâu, mà thì vì em nói thật là em khó tính, em duyệt một cái gì cũng rất là khó tính. Ví dụ như mẫu này em duyệt 5 lần mới duyệt được. Đây, ví dụ như cái mẫu áo này là duyệt 5 lần mới duyệt được. Nhưng mà em muốn là cái khi mà sản phẩm ra đến sản phẩm và đến tay khách hàng thì kiểu như là nó phải ra được một cái phiên bản mà em cảm thấy ưng nhất, chứ còn không phải là bán cho có mẫu đâu, mà phải bán đẹp và phải bán được số lượng cơ. Chứ còn
còn nếu mà bán cho có mẫu thì thiếu gì mẫu để bán đâu các chị, đầy xét đỉnh 50kg. Ok, quần Ngố Thái là cái quần em đang mặc bên trong này này chị ơi, quần Ngố Thái là chính là cái quần này này. Em chốt trong live có 38.000, 3 năm nay không có một live stream nào em không mặc. Các chị cứ tua lại, 3 năm nay không có một cái live nào em không mặc, các chị thấy chưa? 70 cân đổ về thoải mái. Và như em đã nói rất nhiều lần là quần này nhà em 3 thế hệ mặc, từ mẹ em và đến cháu em đều mặc, cả nhà cùng mặc luôn. Cả nhà cùng mặc luôn, quần Ngố Thái 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Và không có một ngày nào mà nhà em đi dưới 500 cái quần này. Bởi vì một ngày nhà em đi mấy nghìn đơn là gần như là đơn có quần này rất là nhiều. Và để em bán mục đích cái quần này, em nói thẳng luôn là em bán câu like. Còn nếu mà để bán có like thì em phải bán 40,000 chứ đâu điên đâu. Em mọi người nghĩ bán 38.000 làm sao mà có lãi được. Lãi ở đâu? Ai đi bán hàng thì biết rồi, kể cả ai bán hàng giống em các chị cũng biết là quần này nhập vào bao tiền làm sao mà có lãi được. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Là để mọi người mua kèm. Ví dụ như bây giờ mọi người lấy một cái set này, sau đó mọi người lấy kèm thành cái này, thì em chỉ ăn lời cái set này thôi. Còn cái này là em không lời nữa, thì mọi người mua kèm vào để mọi người mặc. Và mọi người mặc mấy quần 38.000 mà nếu mà đẹp thì các chị sẽ ấn tượng về shop rất là lâu, đúng không? Set đỉnh kèm size và kèm xuân thoại. Set chị vừa mặc 62 cân em mặc giúp chị size L nha em ơi. Nếu mà 62 cân thì lấy giúp chị size L nhá. Ví dụ em mã này đây, em mặc cho mọi người này. Áo này sẽ là sơ mi cổ tàu và em đang mặc với quần gì ạ? Quần này sẽ là F21. Legging F21 thì mình không cần phải ghi legging đâu, mình chỉ cần ghi F21 là được. F21 và cách số điện thoại. À, mặc quần ngố trong váy cũng được, em bầu nhưng mặc thoải mái lắm, chính xác luôn. Em vẫn hay nói với khách rằng là gì ạ? Nếu như mà chị nào đang có bầu bí thì em khuyên các chị nên mua mà mặc trong váy. Thứ nhất là nó thoải mái, kín đáo, nó sạch sẽ, nói chung là rất là thích. Chị Hằng Nguyễn lên số điện thoại giúp em đây. Sơ mi em đang mặc sẽ gọi cho em là sơ mi cổ tàu 126.000. Em thề với mọi người là em mua mỗi một cái áo 200.000 mà chất nó xấu kinh khủng khiếp luôn, không thể đỡ được luôn. Còn quần đây mọi người nhìn giúp em này, F21 hiện tại đây là em đang mặc size S, vô cùng thoải mái mà mọi người nhìn thiết kế của nó này, đây nhá. F21 là bao nhiêu? 88.000 đồng một chiếc. Và mua từ 2 chiếc là bao nhiêu? Là 85.000. Các chị nhìn đi. Đó, đằng sau nó hai cái túi này. Và đằng trước cái cạp của nó rất là cao, thành ra là ôm sát vào bụng, cảm giác như mọi người đang mặc quần nịt bụng nhẹ, đúng không? Và rốn của em tít dưới này, quần nó cạp cao như này. Còn hai cái đường viền này là do em mặc quần Ngố Thái ở bên trong nó bị cộm lên thôi nha. Quần Ngố Thái bầu 8 tháng mặc được nếu như em dưới 70kg nha. Thành ra là cái quần này vào hôm qua nhá, khách của em bảo là F21 này chị 70 cân mặc vẫn vừa và rất là gọn người. Đây cái F21 của em đây. Thì F21 nhà em sẽ có bảng size là 4 size S, M, L, XL. Bây giờ em sẽ tư vấn size cho mọi người luôn nhá. Chia sẻ nhiều lên, mạnh mẽ lên giúp em ạ. Em sẽ tư vấn bảng size F21 để cho mọi người luôn nhé. F21 của em dưới 50 cân mình lấy giúp em size S. Dưới 50 cân mình lấy giúp em size S. Từ 51 đến tầm 56 cân mình lấy 56 cân mình lấy giúp em size M. Từ tầm 57 đến tầm 62 cân mình lấy giúp em size L. Và từ tầm 63 cho đến 68 cân mình lấy giúp em size XL. Ghi giúp em là F21 kèm size và kèm số điện thoại, hoặc F21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Mọi người nhìn giúp em này. Khi hàng đến, trước và bưu tá bóc cái gì ạ? Bóc cái túi bóng bên ngoài ra, thì sau đó là đến cái túi này thì mọi người bóc luôn cả cái túi này và lôi hẳn cái quần ra mà xem. Chị Bảo Nhi lên số giúp em, chị Phạm Huỳnh Như lên số giúp em. Em thấy nhiều người đặt hàng không lên số điện thoại đâu ạ, được chưa? Và không lên số điện thoại thì không có đơn, lưu ý giúp em. Đó, mọi người nhận hàng này, kiểm hàng này, cứ đúng như thế này này. Quần F21 này, bên ngoài nhảy và bên trong cứ sờ chất, thẩm chất thoải mái. Nếu cảm thấy đẹp, cảm thấy ưng lúc đấy mới thanh toán tiền, được chưa? F21 kèm size và kèm số điện thoại, hoặc F21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Mọi người chia sẻ được bao nhiêu lượt rồi nào? Chia sẻ mạnh mạnh lên cho em cái nào. Trời ơi, tương tác như cái thế này trời. F21 cho chị Thùy Linh. Ok, chị Phong Yên lên số điện thoại giúp em nhé. À, em ơi, xét đỉnh 55 cân 1m55 size gì? 55 cân mà 1m55 cân 1m ấy là chị mặc giúp em size M. Xác định chị lấy giúp em xem M nhé chị ơi. Được chưa? Ghi hiệu em áo này sẽ là F21, em qua mẫu luôn. Còn áo em đang mặc sẽ gọi là gì ạ? Sơ mi cổ tàu kèm số điện thoại, free size 70 cân đổ về thoải mái. Sơ mi cổ tàu này em chốt trong line là 126.000. Và sơ mi cổ tàu này mặc với chân váy CV1 chất tắc ta là đỉnh nhất. Mặc với chân váy CV1 chất tắc ta là đỉnh nhất nha mọi người. Đây bây giờ em sẽ mặc luôn nha. Chia sẻ livestream lên đây mọi người ơi. Đây, mặc với cái này này, CV1 này hiện tại nhà em cũng đang cháy hàng luôn này. Đang hết đấy mọi người, nhưng mà hàng vẫn về cho nên là em vẫn like. Mã này thì sẽ gọi là gì ạ? CV1. CV1 để em chốt trong livestream cho các chị là 111, nhưng hôm nay đang chốt cho mọi người là 106.000. Đấy, mặc lại cả set này cho mọi người nhá. Em qua mẫu luôn này, chị lên bộ mặc nhà đi ạ. À, ok, tí nữa em sẽ lên nhá. Tí nữa em lên. Áo này sẽ gọi là gì? Sơ mi cổ tàu. À, em ơi, lên áo phông miu miu chị xem. Áo phông miu miu này ghi giúp em là phông đá và em lên đầu livestream rồi chị ơi. Mà đấy thì sẽ gọi là phông đá, phông đá và em lên ngay đầu livestream rồi nha. Đấy, tí nữa là có gì em sẽ lên sau. F21 cao 1m65 em nghĩ là vẫn mặc được chị ạ. Còn trên 1m65 thì không nên mua. Còn đúng 1m65 thì vẫn mặc được.
Chị Thư Phan lên số điện thoại giúp em, chị Võ Huyền lên số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Đặt hàng bây giờ lên số này đây. Em mặc size S này em lại dơ lại một lần nữa cho các chị nhìn size này. Gần 50kg mà mặc size S thoải mái thì các chị là biết form đỉnh rồi đúng không? Form thoải mái đối với size to nhất đến bao nhiêu? Đến 68 cân. Khách em bảo là 70 cân vẫn vừa, nhưng mà em cứ tư vấn kiểu như là hạn chế xuống một chút, là em tư vấn tầm 68 thôi. Bởi vì tránh trường hợp có khách lùn khách cao nữa ấy. Thế nên là em tư vấn bớt lại ấy, mọi người. Mua F nha 21 nhà chị mê luôn ạ. À. Cảm ơn em rất là nhiều, các chị thấy chưa? Mua F21 nhà chị mê luôn ạ. À. Các chị đọc được comment chưa? Thế nên là tranh thủ mua đi, chứ bây giờ tầm này em nói thật với mọi người á, bán kiểu tương tác như này em chả dám nhập nhiều, nhập nhiều về làm sao mà bán được đúng không? Set áo trắng quần sọc bao nhiêu vậy ạ? Set áo trắng quần sọc này của em là có mã là B3, có mã là B3 và em chốt trong livestream này là 158.000 thôi. Và ngày hôm qua em bán được hơn 400 set và là chắc chắn là em phải đặt thêm. Lúc đầu thì em định là không đặt nữa, bỏ mẫu luôn. Nhưng mà khả năng là thấy mọi người đặt nhiều như thế thì em lại tiếp tục đặt tiếp thôi mọi người ạ. Được chưa? Sơ mi này của em nó là cái chất gì nhỉ? Nói chung là chất đẹp lắm, chị cứ sờ chất trước khi giả tiền nhé. Chất rất là đẹp, chị cứ sờ chất trước khi giả tiền giúp em. Ví dụ em mã này sẽ là sơ mi cổ tàu, còn chân váy này cho em sẽ là CB1. CB1 này thì em có 3 màu và 3 size. Cổ tàu này thì em chỉ có 1 màu và cổ F21 ngố thái kaki đỉnh của chóp luôn. Em cảm ơn chị Doan rất là nhiều nhá. F21 này, cái gì vừa kìa, ngố thái và gì kaki, em cảm ơn chị nhá. Ngố thái của em đây, ngố thái của em có 38.000 đồng một áo thôi. 38.000 một áo ngố thái. À nhờ em xin lỗi, 38.000 đồng một quần ngố thái. Được chưa ạ? CV1, sơ mi bao nhiêu? Sơ mi của em chốt trong line này là 126.000. Cú pháp sẽ là sơ mi cổ tàu. Sơ mi cổ tàu 126.000. Chân váy CV1 106.000. Chân váy CV1 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Chân váy CV1 màu này cho em sẽ là màu kem. Và chân váy CV1 màu này cho em sẽ là màu nâu. Em chốt trong live stream này cho các chị là 106.000, 3 size SML. Và size to nhất thoải mái cho các chị đến 63 cân đồ mới mặc được. Được chưa? CV1 kèm gì? Kèm size và kèm số điện thoại. Chúng túi chị đeo còn không? Dạ đang hết sạch hàng rồi chị. Áo này sẽ là sơ mi cổ tàu. Chị Mạnh Quân lên số điện thoại giúp em. Và bây giờ nhá, hiện tại là em đang mở cổ ra và em bỏ áo ra. Còn bây giờ em sẽ cúc hết áo lên và đóng thùng vào cho các chị xem. Ngố thái 2 chiếc ok chị ạ. Sơ mi cổ tàu ok chị này. Sơ mi đấy, mọi người chốt sơ mi cổ tàu rất là nhiều. Mọi người tranh thủ chốt đơn nhá. Em về được có mấy trăm thôi và bây giờ em phải đặt gối liên tục rồi. Tại vì là áo này thì bây giờ nói thật tầm này không đắt hàng đâu mọi người. Tầm này ế á. Mọi người nhìn cái view đi, trời ơi, cái view này gọi là cái view thất bại của em ấy, thật sự luôn ấy. Hiện tại đang mặc ngố thái, mua nhà Linh 3 năm rồi nhưng mà nhà nào bây giờ cũng vậy á. Em mới mua một cái CV1 111, đúng rồi, em bán là 111 và em từ mới bắt đầu giảm từ tối qua. Lý do là bởi vì cái lô này em được giảm xuống 5.000 thì em sẽ giảm cho mọi người 5.000 cho em nói thật. Nếu mà em bán đắt ấy, thì chả lý do gì em phải giảm, bởi vì em bán 111.000 em vẫn bán đắt hàng. Nhưng có điều là bây giờ mình được rẻ hơn thì mình giảm cho khách, tính em từ trước đến như vậy rồi. Có nghĩa là lãi đủ là được, không cần phải tham, cứ đủ là được. Được, nếu mà được nhà sản xuất giảm thì em sẽ giảm cho các chị. Còn nếu mà vẫn nhập giá như thế thì em vẫn bán như thế thôi, bởi vì có ế đâu mà phải sale đúng không? Đây không phải là sale mà đây là được bớt thì em sẽ bớt cho mọi người thôi. Đây cái set em đang mặc này, mọi người thấy chưa? Chân váy này sẽ ghi giúp em là CV1. Áo này sẽ ghi giúp em là sơ mi cổ tàu. Túi này sẽ ghi giúp em là túi xích 194.000 đấy, nguyên set để em phục vụ cho các chị có bán. Chị Thanh Hàng 2 ngố thái lên số điện thoại giúp em. Chị Bonmin là 2 F21 size L lên số điện thoại giúp em. Chân váy có quần bên trong không? Dạ chân váy phải có quần bên trong chị ơi. Đối với những cái mã này chân váy không có quần bên trong không mặc được đâu. Đây này, nó đều có một lớp lót quần đùi ở bên trong để các chị mặc thoải mái và kín đáo nhất, được chưa? Có giày búp bê đi chị ơi, giày búp bê đây, để nhân tiện set này em đi giày búp bê cho các chị luôn. Giày búp bê em chốt trong livestream này. Chị Tâm Tâm F21 size M lên số điện thoại giúp em nha mọi người. Nhưng mà Linh ơi, đơn của chị thiếu F21 nhé. Chị ơi, chị có quay video lúc nhận hàng không ạ? Phải có video quay để báo thiếu hoặc là đã trừ tiền chưa? Nếu mà chưa trừ tiền là phải có video lúc bóc hàng thì bên em mới xử lý được nha. Đây em đang đi giày búp bê màu sữa đây. Giày búp bê của em có tổng tất cả là 3 màu và có tổng tất cả là 5 size. Em chốt trong live là 258.000, hàng full book và full hộp. CV8 em vẫn còn đủ size chị ơi. Còn áo em đang mặc thì sẽ ghi là gì? Áo sơ mi cổ tàu. Chân váy em đang mặc sẽ ghi là gì? CV1, được chưa? Áo trắng chân váy đen phía sau mã là gì vậy ạ? À cái này á, cái này mã là B9. Cái này là B9 184.000 đối với hàng loại 1. Hàng loại 2 thì nó sẽ là 139. Thì nếu lấy hàng loại 1 thì ghi là B9, còn lấy hàng loại 2 thì ghi là B9 rẻ và cách số điện thoại thế thôi. Và hàng loại 1 này của nhà em là có 3 size SML. 3 size SML là size to nhất đến 62 cân đổ về mặc được chị ơi. Cái chân váy này lên form đỉnh lắm luôn, nhưng mà đợt này không đi chơi đâu nên không chụp ảnh cho mọi người ấy. Giày mã là gì thế chị? Là giày này của em ghi giúp em là giày búp bê chị ơi. Giày búp bê để em chốt trong live là 258.000 nha, 258.000. Giày búp bê 258 em có tổng tất cả là 3 màu, em dơ lại cho các chị nhé. Màu em đang đi sẽ là màu gì ạ? Giày búp bê màu em đang đi sẽ là màu của cái màu kem ở đâu nhỉ?
Hay màu kem hình như nhân viên lấy rồi. Đây nhá, giấy búp bê màu này cho em sẽ là màu sữa. Giấy búp bê màu này cho em sẽ là màu đen. Lấy cho em một đôi búp bê kem đi, size khác cũng được. Hình như cái đôi 37 ở đây nhân viên lấy rồi hay sao ấy. Lên áo phông đi ạ. Ok, bây giờ em lên áo phông nhá. Đây, giấy búp bê đen, giấy búp bê kem và giấy búp bê sữa. Hàng full book full hộp 258.000 đồng. Em bán là gì ạ? Đúng rồi. Đúng rồi Huyền My ạ, không phải cái lúc thật ra là trước Tết 11.000 là cái lúc đỉnh nhất. Còn bình cái đấy là cái lúc cái view đỉnh nhất, còn không thì bình là sẽ là 7-8 nghìn. Còn ra Tết thì ví dụ như buổi tối thì cũng được 3 nghìn, nhưng mà buổi chiều chỉ được thế này thôi. Và tất cả mọi người cũng đều bị bóp như vậy á, cho nên là thôi phải chấp nhận. Với cả em nói thật là đối với em ấy, đi lên từ con số 0 thì bây giờ đi xuống số mấy em vẫn cứ ok thôi, không vấn đề gì hết, vẫn phải chiến đấu thôi. Nó cho em mượn một đôi đây nha mọi người ạ. Màu kem của em đây, form giấy búp bê như thế nào, và không phải là do Facebook của em bị bóp mà là tất cả mọi người đều bị như vậy á. Màu kem đây nhá, mã này ghi giúp em là gì ạ? Búp bê kem và kèm size và kèm số điện thoại. Đây, Facebook của nó còn lúc này lúc kia mà kiểu vậy á. Đây 36 này mọi người, đây là em đang cầm size 36 đỉnh chưa. Màu này sẽ là màu kem và màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Và màu em đang đi trong chân sẽ là màu sữa, và có một màu nữa sẽ là gì ạ? Màu đen. Ghi giúp em là giấy búp bê kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Búp bê kèm size và kèm số điện thoại. Búp bê kèm size và kèm số điện thoại đi các chị ơi nha. Sơ mi cổ tàu đi chị ơi. Ok, ok, sơ mi cổ tàu mặc với quần vẩy á. Quần F21 nặng 53 cân, muốn mặc ôm chọn size nào thì vẫn mặc size M đi chị ơi. Chứ mặc bó quá thì nhiều khi nó cũng không thoải mái. Và thứ hai nữa là quần legging mà mọi người mặc bó quá thì nó sẽ nhanh hỏng, bởi vì sát quá nó bị giãn nhiều ấy. Chị Thúy Hạnh lên số giúp em, chị Nguyên Dung lên số điện thoại giúp em nhé. Búp bê kem, búp bê sữa và búp bê đen này, hàng full book full hộp. Mua được đâu rẻ hơn nữa, quay đây hoàn hàng cho em. Còn em bán hơn 5.000 đôi rồi. Nhưng mà giày này trên thị trường cũng không nhiều người có đâu, bởi vì nhập cái này không phải muốn nhập là nhập được các chị ơi. Phải có nguồn, phải có nguồn để bên Trung Quốc, mà bây giờ có ai đi Trung Quốc ở đâu mà nhập đúng không? Đây này, ghi giúp em mã này sẽ là sơ mi cổ tàu, còn chân váy này sẽ là CV1. Còn đây sẽ là gì ạ? Đây sẽ là quần vẩy này. Quần vẩy này thì em vẫn chốt trong live cho các chị chỉ có 99.000 thôi. Không biết quần vẩy vứt đâu rồi. Đây, quần vẩy và chốt trong live 99.000 thôi. Lúc nãy chị nào bảo em mặc quần vẩy. Đây đây, quần vẩy của em đây. Full gì ạ? Full 4 size SMXL nha. Đúng rồi, giày búp bê nên lùi xuống một size, chính xác. Em cảm ơn chị Huyền My nhá. Gì nhỉ? Giày búp bê nhà em là nên lùi xuống một size, bởi vì form này nó là form Âu. Form Âu nha mọi người, form Âu. Thành ra là sao gọi điện cho bên em để chốt đơn mà không ai nghe váy vậy? Chốt đơn là phải bên em gọi cho khách chứ không phải là khách gọi cho bên em các chị ơi. Không phải khách gọi cho bên em, khách gọi bên em không chốt đơn đâu, mà là bên em gọi thì các chị mới được chốt đơn. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ai đặt trước bên em chốt trước, ai đặt sau bên em chốt sau, chứ không phải là ví dụ như là có những chị muốn được chốt đơn nhanh thì các chị sẽ chủ động gọi cho bên em không chốt đơn như vậy đâu. Cứ theo thứ tự là bên em sẽ chốt nha các chị nha. Chứ bởi vì là một búp bê đen size 37, ok chị Nguyệt Bùi lên số điện thoại giúp em, chị Trịnh Nhung lên số điện thoại giúp em. Mặc quần vẩy đi ạ. Ok, em qua mẫu luôn. Mọi người nhìn cái sơ mi tàu này form to và em thề là chất siêu đẹp luôn. Bây giờ em sẽ mặc cho người quần vẩy. Quần vẩy này em chốt trong line nó chỉ là 99.000 và vẫn diện vẫn full 4 size. 4 size SML, XL. Q99 còn hàng không linh, giờ Q99 nhà em hết hàng rồi chị ạ. Hết hàng rồi. 4 size SML, XL và size to nhất thoải mái cho các chị đến 60 cân. 60 cân nha. Bây giờ em mặc cho mọi người quần vẩy này. B9 size M, ok chị Huỳnh Như Ý để lên số điện thoại giúp em nha. Mọi người ơi, lên số đi, đặt hàng nhiều bác không lên số điện thoại luôn. Ok chị Thanh Trần lên số giúp em này. Đây, sơ mi cổ tàu là 126.000. Mặc với quần vẩy em đang mặc lại đấy. Ủa ôi, cái set này mà đi làm công sở thì quá là lịch sự luôn, thật sự. Quá là lịch sự luôn, đôi này thì cái này em sẽ đi với sục da đi. Đối với set này em sẽ đi với sục da nha các chị nha. Sục da của em thì bây giờ trừ size 38 ra thì còn lại là vẫn còn. Đây, sục da bây giờ hiện tại xếp hết mỗi size 38 thôi. Là bây giờ nói chung là đang chưa về được hàng đâu, trời lâu lắm, còn 24 ngày mới về được hàng thôi. Đúng rồi, giấy búp bê nên lùi xuống một size, chính xác. Lùi xuống nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chị đi 37 thì chị lấy 36. Chị đi 36 thì chị lấy 35, chị đi 38 thì chị lấy 37, kiểu thế nên như thế. Nhưng mà đấy là đối với những người mà đi kiểu như là còn như em ấy, thật ra để mà nói như em thì em đi 37, em hay đi 37 và em đi 37 vẫn vừa. Nhưng mà tùy, có những người chân mỏng ấy, như em là chân nhiều thịt, cả chân ú ấy mọi người. Đây nha mọi người, mặc cái set này trời ơi, quá là lịch sự luôn. Mặc một chiếc quần vẩy 99.000, mặc một chiếc áo cổ tàu 126.000, đeo một chiếc túi xích 194.000 và đi một đôi sục 248.000. Nguyên set này em phục vụ các chị. Trời ơi, cả set này luôn. Chị Lê Thu Hoàn ơi, lên số điện thoại giúp em nhé. Mọi người vui lòng đặt hàng lên số điện thoại đi. Chị Nguyễn Ngọc Mai, một quần vải xem mờ lên số điện thoại giúp em. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là sơ mi cổ tàu và quần vải và cách số điện thoại. Túi sách này em có bán. Túi sách này ghi giúp em là túi xích. Túi sách này ghi giúp em là túi xích.
Dạ ok chị Bim Bim, một quần vải 2S và 1M lên số điện thoại giúp em. Phong trơn của em vẫn chốt trong này là 59.000 thôi. Quần vải này thì là 4 size và size to nhất thoải mái là 60 cân. 4 size, size to nhất thoải mái là 60 cân. Em đọc qua luôn cho mọi người này. 48 đổ về, 48, 49 đổ về mình mặc rồi. 48 đổ về là nên mặc size S. Từ 49 đến tầm 52 là mặc size M. Từ 53 đến tầm 56 là mặc size L. Và từ 57 đến 60 cân là mặc giúp em size XL. Nha, áo đen chữ hồng áo gì chị ơi, phải có mã nhá. Không đúng đâu, chị comment như thế là không đúng đâu. Không đúng là áo đen chữ hồng đâu mà nó có mã đấy chị ạ. Được chưa ạ? Chị Thanh Huế ok lên số điện thoại giúp em nhé. Áo thỏ quần sọc ok, bây giờ em sẽ lên bộ B3 đấy nha mọi người nhá. Bây giờ em Linh sẽ bắt đầu lên cái bộ B3 đấy nhá. À, một quần vải size S cho chị Hoàng Thu Hà lên số điện thoại giúp em này. Ok chị Phượng Nguyễn này. À, còn quần kaki không dạ em có nha chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái set này. Set này sẽ ghi giúp em là set gì ạ? Set B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Set B3 này của em có 2 màu và em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 158.000 thôi. Bao giá thị trường chuẩn hàng loại 1. Áo này sẽ là chất cốt tông tàu và quần này sẽ là chất kẻ, kiểu nói chung là kiểu đẹp lắm, không biết nói sao nhưng mà nói chung là đẹp. Áo đá còn không á? Em mới nhận sơ mi đuôi với túi xích đẹp lắm chị Linh. Hàng chị rẻ đẹp chất lượng lắm luôn. Cảm ơn Thương Út nhé. Đây, túi này ghi giúp em là túi xích và mã này ghi giúp em là gì ạ? B3 màu sữa. Mã này ghi giúp em là B3 màu đen. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 158.000. Bây giờ em sẽ mặc luôn cho các chị một màu nhá. Em qua mẫu này ở đây nhé. Thật ra thì tối qua với hôm nay thì cũng lên đi lên lại có mấy mẫu thôi. Nhưng mà kiểu như là tương tác nó kém thì phải like đi like lại thôi mọi người ạ. Chứ còn chả có cái gì mới đâu. Bán đi bán lại có mấy cái mẫu này thôi. Cho em xem lại giày xíu ok, chờ em chút nhá. Đây chị em chị hay mua ở đây chị à, em hay mua ở đây chị này đồ ok lắm. Em cảm ơn chị Hoàng Hương rất là nhiều đấy. Em cảm ơn chị Hoàng Hương nhá. Đấy mọi người khách cứ giới thiệu nhau ấy. Kaki đi chị ok. Sau cái set B3 thì em sẽ lên quần kaki cho mọi người nhá. Set bộ kẻ 1m50 thì chị phải đi cắt quần. Nói chung là nếu mà cái set mà em chuẩn bị mặc đây mà chị 1m50 thì chị mang quần ra tiệm chị cắt bớt đi là mặc được nhá. Là sẽ mặc được. Xem cái cổ tàu em đang mặc là 126.000. Mọi người chia sẻ lên cho em đi nào. Chia sẻ kém quá mọi người, bây giờ chia sẻ ít quá. Em tặng mọi người rõ là nhiều ấy. Em tặng mọi người rõ là rất nhiều ấy. Nhưng mà kiểu mọi người không ấy ấy. Đây nhá, em sẽ mặc cái set này là gọi là set B3. Tặng nhiều nhưng mọi người không chia sẻ. Nhưng hôm qua em tặng lên đến 800.000 đồng ấy. 800.000 đồng nhưng mà kiểu chia sẻ kiểu như là bây giờ mọi người không nhìn thấy mình hay là do mọi người không muốn tham gia mini game nữa không biết. 1m65 thì set này đẹp. Nhưng mà 1m50 thì phải cắt. 1m65 thì set này đẹp nhá chị nhá. Nhưng mà 1m50 là phải cắt đấy. Rồi bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái set này. Set này sẽ ghi duyên là B3. Và cái chất này của em nó chất cốt tông tàu này. Các chị nhìn rõ không? Chất không phải chất cốt tông khô đâu. Cốt tông khô thì nó sẽ rẻ hơn mấy chục nghìn cơ. Mua đồ lần đầu mang ok. Em cảm ơn chị Trang Nguyễn rất là nhiều. Áo cổ nơ 124 còn không? Em còn nha. Chị lên mã túi treo đằng sau đi ạ. Hết hàng chị ơi. Nói chung là túi mà có cái gì thì em like cái đó, mà cái gì mà em không like thì đấy chỉ còn hàng mẫu thôi. Hàng đấy chỉ còn hàng mẫu thôi chị ơi. Đây này mọi người giúp em này. Set này sẽ ghi giúp em là gì ạ? B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em có B3 màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Và em có B3 màu này cho em sẽ là màu đen. Hai màu đen sữa. B3 kèm màu và kèm số điện thoại nha. Nhân viên check lại đơn giúp em nhé. Gọi điện hotline đi em ơi. Được chưa ạ? Áo set áo cộc trắng quần dài đen. Áo cộc trắng quần dài đen đấy là set đỉnh chị ơi. Cái đấy nó là set đỉnh. Được chưa ạ? Chị nào lấy mã này chốt giúp em là diện set này sẽ là B3 màu đen và màu em đang mặc sẽ là B3 màu trắng. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 158.000 đồng một set thôi. 158.000 đồng một set B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Có quần tam không dạ em không chị ơi. B3 màu này sẽ là màu sữa và B3 màu này cho em sẽ là màu đen. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong livestream này cho các chị là không nhìn thấy chân bộ B3 ở đây chị ơi. Em đứng xa ra đây này. Em đứng xa như này nhìn rõ chưa? Đó. Dài như này này thì 1m65 thì sẽ mặc được. Nhưng mà nếu mà 1m50 á thì em sợ là mọi người hơi dài thì nếu mà một là thế cái kéo cao lên mà hai thì các chị cắt cái quần đi là được. Hai thì các chị cắt quần đi là ok nha các chị nha. B3 kèm gì ạ? B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Tí nữa cuối livestream chắc là em sẽ xả hàng mọi người. Được chưa? Đẹp chưa? Ok chưa? B3 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. À chị lấy xỉ thì nhắn ở đâu nhà em không bán xỉ chị ơi. Nhà em Linh thì không bán xỉ đâu. Chỉ bán lẻ thôi và khách của em toàn mua lẻ, kiểu như là toàn mua lẻ về để bán thôi ấy. Mua lẻ nhưng mà mua rất là nhiều. Quần kẻ mã là gì em ơi? Quần kẻ thì em có hai mã này này, à ba mã này này, nhưng mà mã màu nâu thì hình như là đang hết đây. Quần kẻ nếu mà những quần em bán giờ thì sẽ là quần này này, một là kẻ xanh này, hai cái này sẽ là kẻ đen này và ba cái này cho em sẽ là kẻ nâu này. Quần kẻ kèm gì ạ? Quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong like cho các chị là 79.000 đồng nhá. Quần kaki 1m50 mặc size gì phải quan trọng cân nặng chứ quan trọng gì chiều cao của chị. 1m50 nhưng mà chị phải bao nhiêu cân chứ, bây giờ 1m50 mà chị 60 cân thì làm sao mà, hoặc là 1m50 và 50 cân nó phải là hai size khác nhau chứ.
À phông đen chữ hồng, mã này là gì anh nhỉ? Mã này sẽ gọi là gì nhỉ? Quên mất rồi. Không phải không đen chữ hồng đâu, từ từ để em xem lại mã đã. Check lại cái mã này xem là gì nào. A10. A10, cái này sẽ là A10 đen và A10 trắng chứ không phải là phông đen chữ hồng đâu chị ơi. Set chị mặc bao nhiêu? Set em đang mặc là 158.000 cùng pháp sẽ là B3 nha chị nha. B3 2 set một vàng một đen. Ok chị Nhi Đoàn lên số điện thoại giúp em. Không phải là vàng đâu, màu này sẽ là màu sữa nha chị nha. Màu này sẽ là màu sữa. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. 60 cân mặc vừa, kèm quần kẻ không em? Thoải mái ạ. Sóng cái quần này 68 70 cân vẫn vừa. Ghi em mã này sẽ là quần kẻ xanh, mã này sẽ là quần kẻ đen và mã này sẽ là quần kẻ nâu. Em chốt trong line là 79.000 nhá. 79.000 em bán nhiều lắm rồi. Còn set em đang mặc sẽ gọi là set thỏ màu màu sữa. À không phải set thỏ, set này sẽ là B3. Tại khách cứ kêu set thỏ là em nhầm đấy. B3 màu sữa và màu này sẽ là B3 màu đen. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Lên sắp đỉnh đi chị, sắp đỉnh em lên rồi chị ơi. Túi chị mới đăng mã là gì? Túi em mới đăng mã là túi xích nha chị. Túi em mới đăng mã là túi xích và cách số điện thoại. Túi xích và cách số điện thoại nha chị ơi. Đây, được chưa? Em qua mẫu luôn nhá. Em qua mẫu luôn. Ok chưa? Đó, rất là đỉnh luôn. Mã quần kaki em, ok bây giờ em lên quần kaki nhá. Bây giờ em lên quần kaki nhá, nói chung là cũng lên đi lên lại thôi. Tí nữa cuối live thì em sẽ có một ít hàng xả nha mọi người. Cuối live chắc là sẽ có một ít hàng xả đấy. B3 ok. Bây giờ em qua mẫu tiếp theo, quần kaki của em đấy. Kaki của em thì có 3 màu. Nhưng mà màu nâu thì hiện tại không còn một cái nào để làm mẫu nữa luôn. Màu nâu thì em không còn một chiếc nào để làm mẫu nữa luôn các chị ạ, chỉ còn sữa và đen thôi. Bây giờ hàng mẫu cũng hết, sợ luôn, sợ thật đấy. Đây này, em có tất cả là 3 màu, nhưng hiện tại ở đây chỉ có sẵn 2 màu nữa thôi. Túi mẫu chị đang treo bán không ra hết hàng. Lúc nào mà cái nào em giới thiệu thì là có, cái nào em không giới thiệu thì là hết nhá. Chân váy đen ngắn mã là gì? Chân váy đen ngắn đấy chị ghi giúp em là cái chân váy tắc ta gì? Cái đấy chị ghi giúp em là CV mấy nhỉ? CV1, cái đấy chị ghi giúp em là CV1 nha chị ơi. CV1 đây này. Em sẽ mặc cái quần này luôn nhá. Ok chị Ngân Châu lên số điện thoại giúp em. À, lên set trắng quần hot kia đi chị, set trắng quần hot là cái gì? Cái này á? Set này á, cái đấy là chân váy, còn set quần là set khác ạ. Bây giờ em lại để và em bảo này, ví dụ set B3 này nhá, các chị nói là nó là set nhưng thật ra mọi người mua rất là hời. Mọi người có thể mặc riêng quần được và có thể mặc riêng áo được. Ví dụ như em đang mặc áo này ở đây đúng không? Bây giờ em cởi cái quần của cái bộ B3 này ra và em mặc với quần kaki thì cái áo này như một cái áo phông bình thường. Như một cái áo phông bình thường chứ không nhất thiết là mọi người phải mặc với nhau đâu. Đấy, nó rất là hời. Quần kaki của em chốt trong live nó chỉ là 146.000 đồng một quần. Dép em mang thì đang chưa có hàng đâu, mấy ngày nữa mới có hàng chị ơi, em đang đặt rồi. Đấy mọi người thấy chưa? Hời chưa? Đây em lấy cái áo của set này và em mặc với cái quần này là thành một cái áo phông như bình thường luôn. Và quần em đang mặc sẽ là quần kaki. Ngày đầu tiên em tung cái quần này ra em bán là gần 2.000, ngày thứ hai em tung ra em bán là 1.600 quần. Cho nên là quần này về bao nhiêu cũng không đủ luôn. Về bao nhiêu cũng không đủ luôn đấy ạ. Chân váy đuôi cá size L ok chị. À đúng rồi, chân váy đuôi cá là 94.000. F21 là 1m7 em sợ là chắc là hơi cọc đấy. Nếu mà nói không cọc thì là nói điêu, em nghĩ là vẫn hơi cọc đấy. Nên là chị hãy cân nhắc trước khi mua nhá. Vì dù sao thì em 1m7 là chiều cao nó cao rồi ấy. Còn em chỉ được có 1m6 thôi. Kaki kèm màu kèm size và kèm số điện thoại 146.000. Mọi người nhìn form quần này đỉnh chưa? 3 size SML. Và form của nó thì cũng giống như Q5 ấy, cũng form to nhất thoải mái cho các chị đến phong to nhất thoải mái cho các chị là 64 cân đổ về mặc được nhá. Quần kẻ nâu ok chị, và ví dụ như áo này mặc với quần kẻ cũng rất là hot luôn. Quần sọc đỏ mã là gì? Ok, bây giờ em lên quần kẻ một chút nhá, mọi người hỏi quần kẻ rất là nhiều. Bây giờ em mặc quần kẻ và sẽ mặc cho mọi người với á, áo cổ u đi là cũng hợp nha. Bây giờ em sẽ mặc quần kẻ này đi. Cái này sẽ gọi cho em là kẻ đen. Rồi bây giờ em lên luôn. 79.000 đồng một quần. Chị nào lấy kaki thì chốt giúp em là kaki này sẽ là kaki đen và kaki này cho em sẽ là kaki sữa, kèm size và kèm số điện thoại. Linh ơi, túi xích bao nhiêu giờ? Túi xích là túi này này chị ơi, túi xích là 194. Và hiện tại nhà em chỉ còn duy nhất mã túi xích nữa chứ không còn một cái túi gì nữa luôn. Còn kaki mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị Minh Thắm rất là nhiều nhá. Còn xếp dạ không? Không chị ơi, xếp dạ gì? Xếp dạ gì? Nhà em làm gì có bán xếp dạ đâu. Kể cả trước Tết cũng không bán xếp dạ luôn đấy. Bây giờ em lên quần kẻ nha. C1 của em là 106.000 quỷ. Quần kẻ 3 cái 3 màu, chị Thanh Vân màn rèm ok chị luôn. Quần kẻ chị Bảo Phương 2 chiếc lên số lần loại giúp em. Chị Mạnh Lệ Thu quần mặc đã lắm Linh ơi. Em cảm ơn chị Công Tiệp một kaki đen mờ lên số điện thoại giúp em. Mọi người đặt hàng vui lòng phải lên số nhé. Không có số không bao giờ có đơn. Không có số là các chị sẽ không bao giờ có đơn đâu. Không có số chị mặc, chị bán cho, chị đặt cho vui thôi. Túi em đang đeo còn không em? Dạ không chị ơi, hiện tại em chỉ còn mỗi túi xích thôi. Chị Quỳnh Nguyễn ơi lên số điện thoại giúp em nha. Chị Quỳnh Nguyễn lên số giúp em với. Đặt hàng vui lòng lên số, không có số không có đơn. Em nhấn mạnh lại, không có số là không có đơn đâu ạ. Được chưa? Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em, cái nào mọi người chia sẻ ít quá luôn ấy.
Hôm nào cũng tặng nhiều nhưng mà mọi người chia sẻ ít quá. Được chưa? Áo Mickey em mã là gì? Em lấy hai cái, một cái đen, một cái nâu, quần kaki size S. Hiện tại mọi người đừng đặt nâu vì nâu còn lâu mới về ấy. Mọi người đặt thì mọi người sẽ phải chờ rất là lâu. Tốt nhất là mọi người đặt đen hoặc sữa đi. Màu sữa em bán rất là đắt hàng. Nên là em mặc cho mọi người màu này đi. Mọi em sẽ mặc quần kẻ, màu này sẽ gọi là quần kẻ đen. Quần kẻ đen 79.000 đồng một quần, mặc cho các chị xem luôn này. Dây này là dây rút thật này, không phải là máy vào đâu. Và form nhà em là form rất là to luôn. Form to lắm, hiện tại quần này thị trường bán rẻ nhất, em nói thật cũng phải tầm 90.000 đấy là rẻ nhất. Em bán cho các con, ví dụ như còn nếu như mà giá gọi là giá mà giá vừa vừa thì phải tầm 120. Và em đang bán cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 79.000 đồng một quần. Và form thì em là form to, mọi người thấy chưa? 68 70 cân mặc được, form rất là to. Như em bán này sẽ là gì ạ? Quần kẻ đen. Và bây giờ em mặc sang cho mọi người một cái áo cổ U. Cổ U này em chốt trong line là 63.000 đồng một chiếc. Đơn 4 ngày chưa nhận là bình thường em ơi. 4 ngày chưa nhận là chuyện rất là bình thường của shop em. Quần kẻ 60 cân chắc chắn vừa chị ơi, không phải là vừa không mà là chắc chắn vừa. Đây ghi của em mã này sẽ là cổ gì ạ? Cổ U. Và quần này cho em sẽ là gì ạ? Cổ U và quần kẻ. Cổ U và quần kẻ nha các chị ơi. Cổ U và quần kẻ đấy, em đang mặc ở đây sẽ là quần kẻ đen, mọi người thấy chưa? Nhận hàng nhà Linh rồi nha, đẹp xuất sắc luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Chi rất là nhiều, em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Chi ạ. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Áo cổ U và quần này sẽ là quần kẻ đen. Đó, cái quần kẻ này em thề với các chị là em phải bán trên 2.000 chiếc rồi và vẫn rất là đắt hàng. Lên xác định đi chị, ok chờ em chút. Đây này mọi người nhìn thấy chưa? Quần này sẽ ghi giúp em là quần gì ạ? Quần kẻ gì ạ? Quần kẻ đen. Màu thứ hai cho em sẽ là gì ạ? Sẽ là quần kẻ xanh. Và màu thứ ba cho em sẽ là quần kẻ nâu. Em có tất cả là 3 màu. Free size 68 cân đổ về auto vừa. Và em chốt trong like cho các chị là 79.000 đồng một quần. 79.000 đồng một quần. Còn áo em đang mặc sẽ là gì ạ? Cổ U. Em chốt trong like là 63.000 đồng một áo cổ U, không có sai chứ, quần thì cũng không có sai. Cái nào có sai thì em sẽ tư vấn cho các chị là có sai. Quần đen em vừa mặc gọi là quần kaki, em vừa lên like rồi. Áo cổ U rất đẹp, mặc đỉnh mà rẻ nữa. Em cảm ơn chị Phương Thảo. Em vừa nhận quần F21 đẹp xuất sắc chị ạ. Cảm ơn Phương Mai rất là nhiều. Cảm ơn Phương Mai và Phương Thảo rất là nhiều nha mọi người thấy chưa? Khách vào comment nhá, còn em mà ví dụ như em mà ví dụ nhờ ai comment hay là nhờ thế này thế kia hay là tự lấy nick ảo comment, em mất sạch lọc không bán được hàng nữa, được chưa? Đây khách đang khen F21 và cổ U này mọi người. Cổ U chỉ có 63.000 và đương nhiên hàng nhà em nhá, kể là cái quần 38.000 hay là một cái áo 63.000 hay là một cái quần 79.000. Chị Hồng Nguyễn ơi, lấy hai chiếc lên số điện thoại giúp em. Thì mọi người bắt buộc vẫn phải kiểm hàng trước khi nhận. Và kiểm hàng vẫn phải thấy ưng thì mới nhận, chứ không phải là em ép khách là chị ơi chị đặt hàng là chị phải chắc chắn lấy, chị ơi phải chuyển khoản trước cho bên em hay này kia. Không phải lăn tăn cái vấn đề đấy, không phải là cứ hàng rẻ là hàng vớ vẩn đâu, mọi người được kiểm hàng mà. Quần kaki đen sẽ cho chị Nguyễn Trinh lên số điện thoại giúp em nhé. Ok, cho chị xem F21 với quần Ngô Thái còn không, về liên tục, ngày nào em cũng về ít nhất là 500, mọi người thấy chưa? Cái set này trẻ trung, mọi người đi du lịch đi chơi các thứ quá là xinh luôn, còn gì. Đi thêm cái dép này, like sau em sẽ bán. Quần này sẽ gọi là quần kẻ đen 79.000. Áo này sẽ là áo cổ U đen 63.000, 63.000 cộng 79 hơn 100.000 một chút cái set này. Mặc xinh vãi chưởng ra. Em đọc lại cho mọi người bảng màu cổ U một lần nữa nhé. Nha. F21 nhà em là có 4 size S, M, L, XL đến 68 cân rồi mới mặc được. Màu này cho em sẽ gọi là cổ U đen. Màu này sẽ là cổ U bò, cổ U hồng, cổ U nâu, cổ U xanh và cổ U trắng. Cổ U kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 60. Em chốt trong livestream cho các chị là 63.000 đồng một áo, 63.000 đồng một áo cổ U. Đây các chị nhìn vào giúp em này. Em có cổ U mà em đang mặc sẽ là màu đen này, màu bò này, màu hồng này, màu nâu này, màu xanh và màu trắng này, được chưa? Cổ U kèm màu và kèm số điện thoại. Ok chị Hoa Lê, quần kẻ đen lên số điện thoại giúp em. Tụi em đang mang hết hàng rồi chị ơi. Quần này là quần kẻ đen 79.000, quần này là quần kẻ xanh 79.000 và quần này là quần kẻ nâu cũng 79.000 luôn. Quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live là 79.000, các chị nghe rõ giúp em, 79.000 đồng, được chưa? Lên hàng, lên bảng bọc quần kẻ em vừa lên rồi chị. Chị Dương Ngọc Kỳ Duyên lên số điện thoại giúp em. Và mọi người đừng quên là tí nữa cuối live chắc là em sẽ xả hàng một chút đấy, thì mọi người cố gắng chờ một chút nhé, để em lên nốt cái hàng mới xong rồi. Đang có một cái ít cái bot mà nó bị lỗi em cũng xả rẻ cho mọi người luôn. Chị Nguyệt Bùi lên số điện thoại giúp em này. Ok chị mọi người chốt cổ U nhiều thế. Chị Trang Minh Phạm lên số điện thoại giúp em, có cả một ít bot mới và một ít bot lỗi thì đều là xả luôn nha mọi người. Ôi mọi người chốt cổ U rất là nhiều đấy, mọi người thấy chưa? Quần này sẽ ghi giúp em là quần kẻ này em chốt trong livestream là 79.000 chỗ. Em thề là em mặc cái set này em không muốn cởi. Nhìn xinh nhá mọi người. Mặc cái set này nhìn xinh mà nhìn kiểu eo ấy, tự nhiên là nhìn nó eo mà đấy không mặc nào nhìn mặc như này nhá. Nhìn mông thì to ra mà eo thì bé lại. Nói chung là đây là một cái set đồ mà em thấy rất là gì nên mua nhá. Lên lại set đỉnh đi chị.
lại xét đỉnh nhà. Trời ơi, em mặc phát chán lên luôn, suốt ngày xét đỉnh thôi. Quần em đang mặc gọi là quần kẻ đen 79.000, quần này gọi là quần kẻ nâu 79.000, và quần này gọi là quần kẻ xanh 79.000, được chưa? Cú pháp sẽ là quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Sơ mi đợt này em chả có cái mẫu gì luôn. Đợt này công nhận là ít mẫu thật. Thứ nhất là ít mẫu, thứ hai là tương tác kèm nữa. Nói chung là khủng hoảng tinh thần. Lên cái gì ạ? Cần kẻ kèm size. À đây, chị nào vừa bảo cho xem F21 đúng không ạ? F21 của em đây. Váy này ngày mai em sẽ về được 300 chiếc này. Váy này này, không có một cái line nào là không bán được. Đắt hàng vô cùng luôn. Em nhập mấy trăm triệu tiền váy này rồi đó mọi người. Rồi bây giờ em lên cho mọi người, em giới thiệu lại bảng màu của U một lần nữa này. U này sẽ là U đen này, U bò, U hồng, U nâu, U xanh và U trắng, được chưa? Rồi chị nào vừa bảo em giới thiệu là F21 đúng không? Đây, F21 thì em nói là một cái quần legging, mặc rất là thích, nhận hàng kiểm hàng sờ chất thoải mái luôn. Ưng thì mình lấy không thì thôi. 88.000 đồng một chiếc, mua từ 2 chiếc là 85.000. Em có tất cả là 4 size S, M, L, XL. 50 cân đổ về mặc size S, từ 51 đến 56 mặc size M, từ 56 từ 57 đến 63 mặc size M và size L, và từ 63 đến 68 mặc giúp em size XL. Em chốt trong line là 88.000, mua từ 2 chiếc là 85.000. Váy chị vừa rơi là váy gấu, em ơi chỗ nhiều là em rơi một cái mọi người lại hỏi quá trời đây. Máy này ghi cho em là váy gấu, em chốt trong line là 163.000. Ghi hiểu em mã này cho em là, trời ơi chuyển khoản rồi mình chụp bill giúp em, và nếu như chưa thấy check thì gọi hotline giúp em. Ghi hiểu em mã này sẽ gọi cho em là, hoặc là cái đơn của chị chưa đi thì chưa check thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chị Nguyễn Linh Đan lên số điện thoại giúp em nhé. Đấy mọi người chốt, cứ chốt F21 kèm size, và em khuyên các chị là cứ lấy 2 chiếc. Hàng đến kiểm hàng đẹp thì lấy cả 2, không đẹp các chị hoàn cả 2, được chưa? Chị Hoàn Vũ legging size S lên số điện thoại giúp em. Chị Như Ý Ngô legging 49 cân 2 chiếc lên số điện thoại giúp em. Ví dụ em mã này sẽ gọi là váy gấu rêu. Màu này cho em sẽ là váy gấu nâu, và màu này cho em sẽ là váy gấu đen. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu nhỉ? 163.000 đồng. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại 163.000. Váy này gần giống váy Mickey năm ngoái em mặc đến lúc đẻ. Chị không nhớ mẹ váy Mickey năm ngoái là như nào, nhưng váy này nó là hàng khá là đẹp đấy. Tức là hàng này đẹp hơn hàng mỗi năm em bán. Hàng này nếu như mà hôm trước em thấy có một shop live ở trên Top Top là bán 230.000. 230.000 cái váy này á. Bớt đi chị ơi, bớt thì cuối live mới xả được, tí nữa nhá. Chị xem màu cổ U nào ok chị. Và váy này em bao vừa cho chị 80 cân. 80 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại. Áo em đang mặc bao nhiêu cân vừa xốp. Dạ áo em đang mặc 60 cân đổ về thôi chị ạ. Váy gấu chị mặc đi, tí nữa em mặc sau nhé. Váy gấu rêu này, váy gấu gì ạ, nâu này, và váy gấu đen. Và đương nhiên màu đen vẫn là màu em bán được nhiều nhất trong 3 màu, tại vì nó dễ mặc và nó gọn người ấy. Ok chị Diêu Hoàn lên số điện thoại giúp em. Chị Linh đang mặc áo gì đó? Dạ em đang mặc áo cổ U nhé. Em đang mặc ở đây là áo cổ U. Cổ U này, mọi người nhìn cái set này này. Trời ơi đẹp chưa. Đấy là một cái áo 79 cộng với quần 63 là cả set hình như là có 130.000 thôi đúng không? Quần Linh mặc dạ mã gì đó? Dạ quần em đang mặc là quần kẻ đen chị nhá, quần kẻ đen. Và quần này là em có 3 màu, 3 họa tiết. Một là quần kẻ đen, hai là quần kẻ nâu và ba là quần kẻ xanh. Các chị thích mặc quần nào lấy hình nào các chị lấy. Và áo em đang mặc thì sẽ gọi là cổ U đen. Màu này sẽ là U bò này, U hồng này, U nâu này, U xanh này và U trắng này. 63.000 đồng một áo cổ U. Ok chị Hải Anh 2F21 em chốt đơn này. Tiếc quá mình 65 cân có vừa áo này không. Thật ra 65 cân á thì vẫn chui vào được, nhưng mà em sợ là nó không đẹp, tại vì form này nó khá là kiểu ôm vào người ấy. Thế nên là em tư vấn là đến tầm 60 thì sẽ là mọi người mặc đẹp, chứ còn chui vào mà để mà mặc thì vẫn mặc được thôi, nhưng có điều là em sợ là nó không đẹp lắm. Thế nên là em không dám tư vấn cho mọi người á. Còn quần nhung ly tâm không em? Quần nhung ly tâm là quần gì ta? Quần kẻ ok. Váy gấu của em là 163.000 thôi. 163 ok. Mọi người hỏi váy gấu nhiều quá, em lại mặc váy gấu nhá. Nhưng mà mọi người phải chờ hàng về đấy nhá. Em nói trước là phải chờ đấy. Không chờ không có hàng đâu. Em mặc cho mọi người màu rêu này. Màu rêu này mặc siêu trắng da luôn. Em đang like bằng cam thường 100%, không có áp đâu ạ. Quần kẻ size đến bao nhiêu? 68-70 cân chị ơi. Size đến 68-70 cân nhá. Áo chị mặc bao nhiêu? 63.000. Cú pháp là cổ U và cách số điện thoại. Cổ U đen 63.000 và cách số điện thoại. Cú pháp của em sẽ là cổ U nha các chị nha. Được nha Phương Mỡ ơi, được. Được nha. Người đặt hàng vui lòng phải lên số nha, vui lòng phải lên số điện thoại giúp em nhá. Bộ đang treo mã là gì vậy? Ủa chị hỏi bộ nào chị ơi? Mọi người chia sẻ livestream tích cực lên cho em nhá. Ok chị Thương Na Bi lên số điện thoại giúp em. Thương Na Bi lên số điện thoại giúp em nha, đặt hàng phải lên số nhá. Cổ U đen cho chị gì đây ạ? Chị Phạm Huyền, hai cái U đen và bò cũng lên số giúp em. Mọi người ơi, đặt hàng vui lòng lên số đi. Không lên số làm sao mà có đơn được. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người váy gấu rêu nhá. Váy gấu rêu. Ok chị Phạm Kiên, ok chị Huỳnh Gia Ra, ok chị Dư Quỳnh, ok chị Ngọc Ánh, ok chị Quỳnh Trần, chị gì đây, chị Ngọc Linh.
Lên A10 đi shop. A10 là cái gì vậy ta? A10 là cái áo mà ấy phải không chị? Cái áo mà có cái chữ hồng hồng kia phải không? Cái áo mà có chữ hồng hồng kia đúng không? Ok, chờ em chút nha. Bộ đang treo quần trắng áo đen, cái đấy không phải là bộ quần trắng áo đen mà bộ đấy ghi giúp em là set VIP. Set VIP nha chị ơi, set VIP và cách số điện thoại này, mọi người nhìn này, đẹp chưa? Đó. Đỉnh chưa? Váy rêu nhá, em đang like mà cam thường không có áp đâu. Đấy, nếu mà nó áp thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều, nó rất là nổi da. Màu này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Giơ lại màu quần kẻ giúp mình là ok, chờ em chút. V10 chị còn bán không? Dạ không, em bỏ mẫu rồi. Chị Thu Hiền một quần kẻ đen lên số điện thoại giúp em nhé. Đây mọi người nhìn này, đẹp chưa? À váy này sẽ ghi giúp em là váy gấu rêu và em bảo rồi. Váy này nếu như 70-75 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại, bởi vì chất này nó là chất zip tàu giãn rất là nhiều. Chứ còn nếu như cũng là cái váy này mà thay bằng cái chất cốt tông khô hoặc là bằng cái chất cốt tông tàu thì không thể đẹp bằng được. Cốt tông tàu chỉ có thể làm áo thôi, còn cốt tông khô thì cũng làm áo và làm váy, bởi vì cốt tông khô thì nó lại không giãn cơ. Cốt tông tàu thì nó có giãn, còn cốt tông khô nó không giãn. Thành ra là đối với cái váy này để mà đẹp là phải làm bằng chất này thì mới đẹp này, mọi người yên tâm. Chứ còn nếu mà mọi người thích hình in giống như này mà rẻ hơn, em có thể bán cho mọi người từ 99 đến 120.000 một váy. Còn cái váy này nói thật em bán 163.000 em còn không lãi bằng cái quần vẩy mà em bán 99.000 luôn, thật sự là như thế. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là váy gì ạ? Váy gấu rêu. Màu này cho em sẽ là váy gấu nâu và màu này cho em sẽ là váy gấu đen. Em chốt trong livestream. Ui giời ơi. Trời, bộ đỉnh có size đúng không chị nhỉ? Bộ đỉnh em có 3 size SML luôn. 3 size SML luôn, bộ thỏ, bộ này ghi cho em là bộ B3. Anh kẹp lại cái bộ B3 màu sữa cho em đi. Được chưa ạ? Túi T8 còn không? Để em hỏi nhân viên xem không biết là còn màu đen không, còn màu kem thì chắc chắn hết rồi. Màu đen em còn nhá. Túi T8 màu đen thì em còn. Đây, túi T8 túi T8 màu đen thì kè còn chị ạ, còn một kem thì hết. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là 163.000. Nghe kỹ giúp em, 163.000 em có váy gấu rêu, 163.000 em có váy gấu nâu và 163.000 em có váy gấu đen. Váy này em bán lên 1.500 chiếc rồi, bây giờ vẫn đang nợ cực kỳ nhiều đơn. Thật sự là rất 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 đắt hàng luôn đấy. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại, có cần em phải mặc màu đen nữa không? Thôi em không mặc đâu nhé. Mặc là cũng hết rồi, các chị thích mặc rồi cũng thiếu rồi, các chị thích mã nào các chị lấy hai bên của nó là có túi này. Và hàng này em nói rồi, 80 cân 75 cân không vừa các chị được quyền hoàn hàng, to lắm luôn đấy, to đùng đùng luôn đấy. Đây cái này ghi giúp em là, cái này ghi giúp em là B3 thì có hai màu, đó là màu đen và màu này sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu sữa. B3 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. B3 kèm màu kèm số em chốt trong livestream này là 158.000 thôi, 158.000, được chưa? Váy gấu đen thì Trần Thu Phương lên số điện thoại giúp em, chị Khánh Linh Phương quần kẻ 79k lên số điện thoại giúp em nhé. Cho em kẹp lại hộ em cái quần kẻ vừa xong hết đây này, bên này kẹp lại cho em, dơ lại quần kẻ, khách hỏi nhiều quá, được chưa? Lên quần vẩy với Q96, không phải Q96 đâu mà là Q86 chị ơi. Q5 thì lúc nãy em cũng lên rồi nhá. Q5 lúc nãy em cũng lên rồi ấy mọi người, chờ em một chút. Cả bộ đùi có không chị? Dạ em có, nhưng mà bây giờ em không dám lên tại vì đang thiếu đơn nhiều quá. Mệt mỏi vì hàng hóa luôn đó mọi người. Đây em rơi lại quần kẻ nhá. Quần kẻ này sẽ là quần kẻ đen, quần kẻ này sẽ là quần kẻ nâu và quần kẻ này cho em sẽ là quần kẻ xanh. Quần kẻ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này là 79.000 đồng một quần. Váy gấu đen là 163.000 đồng một váy nhá. Thôi em mặc cho mọi người cả màu đen, ok mọi người đề nghị nhiều quá. Ngày mai em sẽ về nhá, ngày mai em sẽ về thêm là được mai em sẽ về thêm được 300 váy gấu, ngày kia lại tiếp tục về tiếp. Váy chị đang mặc mã là váy gấu nhưng bây giờ em sẽ mặc cả màu đen đi, mọi người đề nghị nhiều quá luôn. Đây. Màu đen là màu em bán được nhiều nhất. Nếu như mà em bán được 1.500 chiếc á, thì phải bán được 1.000 chiếc màu đen và màu 500 chiếc màu nâu và màu rêu, thật sự là như thế. Mọi người mua màu đen rất rất là nhiều. Bây giờ em sẽ mặc màu đen nhanh này. Bộ lụa đi chị, ok chờ em chút nhá. Set B9 ok chị, áo sơ mi đi chị. Sơ mi thì em nói thật với mọi người là đợt này bây giờ chỉ có mỗi sơ mi, có mỗi sơ mi hôm nay chỉ có mỗi sơ mi cổ đẹ, cổ tàu ấy, cái cổ đen đen mà em gọi nó là cổ tàu ấy mọi người. Váy gấu đen chị Thái Tiến ok lên số điện thoại giúp em mọi người ơi, đặt hàng lên số đi, làm ơn hãy lên số điện thoại giúp em với, không có số không có đơn đâu. Đây mọi người nhìn giúp em váy gấu đen này rất là hot hit. Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại, ok chị Thương Nam Bi lên số giúp em nhé. Đây ở sau cái này em sẽ lên áo phông đi. Áo phông lúc nãy em lên được cái gì nhỉ? Áo phông lúc nãy cái gấu kính này đang hết sạch này, con này cũng hết rồi này, con này cũng hết mới về thêm này, con này cũng hết này, con này thì đang về này, con này về rồi này, à con này chiều mới về, con kia thì tối qua bán rồi, chỉ có mỗi con này là chưa lên thôi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là váy gấu đen và cách số điện thoại. Còn váy điều dài không chốt rồi, từ trước Tết mà chị em sell hết rồi. Chân váy CV1 của em có 3 size SML và size to nhất cho các chị đến 63 cân đổ về mặc được. Mặc lại quần kẻ đi, đây này mọi người giúp em này, váy này là váy gấu đen, em bảo là 80 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa?
Áo phông này sẽ là phông tam giác, có 62.000 một chiếc thôi. Tam giác đen và tam giác trắng, 62.000 đồng một chiếc. 62.000 đồng một chiếc thôi các chị ơi, phải là siêu rẻ, rẻ vãi trưởng luôn. Được chưa? Váy gấu đúng rồi, váy gấu kèm màu và kèm số hai bên cổ túi này. Váy gấu kèm màu và kèm số hai bên cổ túi. Vest đen không chị ơi, không về B8 à chị. B8 theo lịch là ngày mai sẽ về, còn chiều nay là sẽ về bộ chữ. Nói chung là vẫn có về nhưng mà nó sẽ bị lâu á, nó sẽ bị lâu đấy ạ. Lên chân váy jean đi, chân váy jean thì hôm nay em chỉ có một mã duy nhất là cái mã này thôi. Mã này sẽ vào cho em là CV5. Từ đầu năm đến bây giờ em chỉ có một mã chân váy duy nhất. Chân váy bò này là mới về thôi, là chưa có mẫu nào mới nữa. Mẫu này là mới vào tối qua. Mã của nó sẽ là CV5, em chốt trong này là 132.000. CV5 132.000 nha các chị ơi. F21 không phải E21 đâu chị ơi, quần F21 nó là quần legging, các chị thích thì các chị chốt thôi chứ cái quần đấy thì cũng chả cần mặc mẫu đâu. Em cũng mặc mẫu rất là nhiều lần rồi, nó là quần legging. Legging mà nó có size 4 size SML XL. Chị lấy hai váy nâu rêu, chị phải ghi rõ cho em là váy gấu nha chị ạ, đừng có ghi váy nâu rêu. Chị phải ghi là váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Em có váy gấu màu em đang mặc sẽ là màu đen này. Em có váy gấu màu này sẽ là màu nâu này. Và à, màu này sẽ là rêu và đây sẽ là nâu. Em chốt trong line là 163.000 nha chị nhé. Chứ đừng có ghi là chị lấy váy nâu rêu là không có đơn đâu. CV5 size như thế nào? 3 SML size to nhất thoải mái là 63 cân đổ về mặc được. Nha mọi người. Bây giờ mọi người muốn em lên cái gì? Bây giờ mọi người muốn em lên cái gì? Chứ em bế tắc chả biết lên cái gì. Không biết lên cái gì luôn. Dép em like sau em mới bán. Quần ngố thái cho tất cả các chị dồn đơn là 38.000 một quần nhé. Cho các chị dồn đơn. Quần này là để mọi người dồn đơn vào để đi đơn thôi. Đây, quần ngố thái cho tất cả các bác dồn đơn đây nhé. Ghi của em mã này sẽ là quần ngố thái kèm gì ạ? Kèm số điện thoại. Hàng này của em thì nó free size. Free size 70 cân đổ về là mặc được nhé các chị nhé. 70 cân đổ về là mặc được. Chị xả hàng đi nhá, chờ em một chút nhé, tí nữa. À, xem lại áo cổ U. Lại xem lại áo cổ U. Đây áo cổ U của em đây. Cổ U của em tổng là bao nhiêu ạ? Tổng em có tất cả là 6 màu. U bò, U hồng, U nâu, U xanh và U trắng và U đen. Cổ U của em chốt trong line là 63.000 đồng một áo. Và cổ U nếu như mà phối đẹp nhất ấy, thì em thấy phối quần kẻ là đẹp. Đây này. Phối quần kẻ là đẹp này. Đấy, mặc như này đẹp này. Cứ như thế này nguyên bộ là đẹp nhất. Mặc với áo màu xong rồi đi với quần kẻ là nó hợp lý ấy, mọi người. Cho em cốc nước ấy. Lấy chưa? À hình như lúc nãy anh Khánh lấy rồi lắm nhỉ. Hay là nước hôm qua nhỉ? Đổ đi. Không nhớ. Váy gấu 3 màu chị Trần Hương Giang, ok em chốt đơn. Quần ngố thái, ok ạ, quần ngố thái em chốt trong line này là 38.000 nhá. Em xem set quần kẻ, set này sẽ là set B3. Set B3 158.000 đồng. Áo đá trắng, ok mọi người đừng quên áo đá nhé. Em là một cái mắt cực kỳ xuất sắc, thật sự luôn. Em sẽ mặc cho một người áo đá nâu là cái màu đắt hàng nhất. Cái màu đắt hàng nhất sẽ là màu nâu. Em mặc cho một người màu đá nâu và em sẽ mặc với quần kaki sữa cho mọi người coi nhé. Ồ, không biết hình như kaki sữa còn hàng không. Đây này áo đá nâu rồi mọi người này. Đá nâu này có thể mặc với quần bò Q5 hoặc có thể mặc với quần kaki đen hoặc có thể mặc với, nói chung là rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Hoặc là mặc với quần vẩy hoặc là mặc với chân váy. À chân váy rồi là quần vải rồi là quần bò rồi CV8. Nói chung là em thấy là mặc được với rất là nhiều thứ luôn và kể cả là mọi người mặc với quần này cũng được luôn. Đây này cũng nguyên set này cũng được luôn. Quan trọng là mọi người thích mặc như thế nào. Hoặc mọi người mặc với quần kaki sữa như này này, auto hợp luôn nha. Váy gấu có 3 màu chị ơi, váy gấu em đang mặc là có 3 màu. Em chốt trong line là 163.000, 3 màu và màu em đang mặc sẽ là màu đen nha chị nhá. Mặc chân váy bò đi bạn, ok thế thì em sẽ mặc nhanh cái chân váy bò đấy nhá. Chân váy bò đấy của em nó là CV5, CV5 132.000, CV5 132. Ok em sẽ mặc cái chân váy bò trước cho mọi người nhá. Sơ mi trắng tay chun em đang tặng mọi người nốt là 68.000 thôi. 68.000 thôi, ghi giúp em là sơ mi tay chun. Quần kẻ 58 cân vừa không, dạ chắc chắn vừa luôn chị. Quần kẻ 58 cân thì chắc chắn vừa luôn chứ không phải là vừa. Kiểu gì cũng sẽ vừa. Nha. Lên Q5 đi, ok. Lại lên lại Q5 à. Line này em lên Q5 mấy phát rồi nhỉ? Hình như mới lên có một phát hay sao ấy. Đây, em mặc cho mọi người CV5 trước đi đã. CV5 này là có 3 size SML. 3 size SML và thoải mái cho các chị đến đó. 3 size SML thoải mái cho các chị đến bao nhiêu nhỉ? Đến 60 cân. Sơ mi tay chun dồn đơn ok. Set B9 còn không ạ? Set B9 còn chị ơi. Hàng này mới bán tối ngày hôm qua thì kể cả không đủ em vẫn về tiếp mà. Chứ nó không phải là mã cũ, mã mới thì em vẫn nhận đơn mọi người thoải mái. Xong rồi hết thì em lại đặt bù mà. Được chưa? Dép em đang đi chưa có hàng chị ơi, like sau nhá. Đây, đẹp chưa này? Đó, sơ mi tay chun đấy. Sơ mi tay chun em vẫn tặng các chị là 68.000 đồng một áo nốt. Đây nhá, chị nào lấy mã này ghi giúp em là gì ạ? Chân váy CV5. CV5 kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Mặc về áo em mặc sẽ là áo đá. Thật sự áo đá là một cái áo mà bán đắt hàng nhất từ giá Tết đến bây giờ. Đây là mã sản phẩm. Anh ơi, tìm cho em cái đá trắng đi đâu rồi? À đây.
Cái áo đá là cái mã sản phẩm em bán đắt hàng nhất, một mã áo đắt hàng nhất trong các loại áo khác ấy nữa ấy. Còn quần thì nhiều mã đắt hàng lắm. Đây này, áo đá màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Áo đá màu này cho em sẽ là màu sữa, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Áo đá kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị là 72.000 một áo đá nha mọi người. 72.000 đồng một chiếc áo đá. Áo đá kèm gì ạ? Kèm màu và gì ạ? Và kèm số điện thoại giúp em. Đây, em lên cho mọi người coi. Ở bên em vẫn đang chốt nha chị Cải Thảo ơi, vẫn đang chốt mà lên lại bằng màu cổ u, lại cổ u à, được chưa? Đá gì ạ? Đá nâu, đá sữa, đá đen, đá trắng và đá đỏ. Em chốt trong livestream này là 72.000 đồng một áo đá nhá. Chị nào lấy chốt luôn giúp em qua mẫu này. Rồi tiếp này. Chân váy em đang mặc sẽ gọi là gì ạ? Chân váy em đang mặc sẽ gọi là CV5. CV5 của em có tất cả là 3 size SML và size to nhất cũng thoải mái cho các chị đến đó. CV5 size to nhất thoải mái cho các chị đến đến 60 cân. Đến 60 cân nha các chị. Đây các chị mặc cái set này này, siêu trẻ và siêu đẹp luôn đúng không? Rồi còn cái quần Q, quần Q5 là cái quần này này, quần Q5 của em nó là mã này. Mã này sẽ gọi cho em là quần Q5, nó là một chiếc bò baggy rất là đẹp, nói chung là form đẹp, màu đẹp, chất đẹp và giá tiền thì quá đẹp luôn. Áo đá kèm màu kèm số điện thoại 72.000 đồng một chiếc nha các chị. Các chị không chia sẻ livestream cho em mà các chị ơi. Áo đá khách của em toàn lấy 2 chiếc thôi. Dồn một đá nâu ok này, cứ lên đá là mọi người lại chốt đơn. Chị thấy không ạ? Em không ạ, đặt thêm mấy món rồi. Không cần phải em thấy đâu mọi người, cứ đặt mã cách số điện thoại là có đơn. Chân váy đang mặc bao nhiêu? 132.000. Đây chị ơi, quần baggy ở đây, quần này ghi giúp em là Q5. Q5 này em chốt trong livestream cho các chị là 138.000, 138.000. Đây, rất là đẹp. B3 lúc nãy em mặc rồi thì em mặc lại chị ơi, chưa mặc được đâu ạ. CV5 132.000. Em xem lại màu váy gấu ok chị ạ. Đây váy gấu nhà em đây. Váy gấu màu này cho em sẽ là váy gấu đen, váy gấu màu này cho em sẽ là váy gấu rêu và váy gấu màu này cho em sẽ là váy gấu nâu. Em chốt trong livestream là 163.000 đồng. Áo đá của em là 63-64 cân đổ về là mặc được. Chị Trang Vũ áo đá lên số điện thoại giúp em nhé. Quần này em bao vừa 64 cân đổ về mặc được size to nhất. 64 cân đổ về mặc được size to nhất. Đây quần này ghi giúp em là chân váy này ghi giúp em là CV5, CV5 kèm size và kèm số điện thoại. Còn quần này là Q5. Cái này là CV5, cái này là Q5. Bây giờ em mặc nhanh sang Q5 cho các chị luôn nhá. Nói chung là cũng chả có cái gì mới mấy đâu, cứ bán ly bán lại mấy cái vã này thôi mọi người. Chị thử quần jean đi ạ, ok luôn. Bây giờ em lên luôn đây. Chân váy là CV5, còn áo thì là Q5. Mọi người nhớ nhá, chân váy là CV5 và áo là Q5. Lưu ý giúp em. Quần kẻ sau lưng đi shop, lại quần kẻ sau lưng đi shop. Ok, để em dơ lại quần kẻ cho các chị lần nữa nhá. Các chị có vẻ vẫn rất là mê cái quần kẻ này. Quần kẻ này em là có 3 họa tiết này. Một là họa tiết kẻ nâu này, hai là họa tiết kẻ xanh và ba là họa tiết kẻ đen. Em mặc nhanh nhá. Quần kẻ này của em chỉ có 79.000 đồng một chiếc thôi. 79.000 đồng một chiếc. Quần kẻ gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại, free size 65-68 cân đổ về thoải mái đây này. Mọi người nhìn giúp em này. Quần kẻ này mặc với cái áo đá này cũng đẹp luôn. Nói chung là quan trọng các chị thích phối nhà thôi. Chứ có nhiều kiểu phối, nhiều cách phối lắm. Đây, mọi người mặc này cho em, thấy chưa? Quần kẻ em đang mặc với áo này sẽ gọi là áo đá, đẹp chưa? Quần kẻ này là 3 màu. Màu em đang mặc sẽ là quần kẻ đen. Màu này cho em sẽ là quần kẻ xanh. Như lúc nãy em mặc với cổ u cũng rất là hợp. Nhưng mà mặc với cái áo đá này cũng được luôn. Nói chung các chị thích mặc với cái gì các chị mặc. Ví dụ em áo này sẽ gọi là quần kẻ xanh. Và màu này cho em sẽ là quần kẻ gì ạ? Kẻ nâu. Kẻ em đang mặc là kẻ đen. 79.000 đồng một quần. Em qua mỗi luôn, chị nào lấy tranh thủ chốt luôn nhá. Để em tiếp tục qua mẫu nhá. Q86 thì like hôm qua và like hôm nay là em đều không lên. Lý do thì em có nói rồi, bởi vì đơn tồn nhà em đang quá nhiều cái quần Q86 đấy, cho nên là em không thể nhận thêm đơn cho các chị được nữa. Sợ lắm rồi, lúc nào mà giả được hết đơn cũ, lúc đấy muốn bán thì bán tiếp. Còn bây giờ nói thật là cho tiền em không dám bán nữa, sợ lắm. Đơn tồn nhà em bây giờ như này rồi mọi người ơi. Thôi em không bán đâu. Q86 để like sau đi. Chị Nga Nguyễn lên số điện thoại giúp em nhé. Đây, bây giờ em sẽ mặc cái Q5 này cho mọi người nhá. Váy đen sau với Linh ơi, váy đen sau là váy đen nào chị ơi? Váy đấy hết hàng rồi chị ơi. Đây nha, bây giờ em mặc sang Q5. Em nói thật là em đố các chị đi mua được ở đâu cái quần này bằng tiền, không cần rẻ hơn. Chị Hiền Lương Lê lên số điện thoại giúp em đi ạ. Mọi người vui lòng đặt hàng lên số nhá. Áo gấu nha shop, áo gấu là áo gì ta? Rồi em mặc quần này rồi, để em mặc áo phông cho các chị luôn. Lấy cho em cái áo phông này anh ơi. Con này sẽ gọi là A10 này, áo mẫu ở đâu nhỉ? A10 lại tìm cho em cái áo mẫu luôn. Đây thì áo trắng đây. Không biết áo đen chữ hồng thì ở đâu. Đây mọi người giúp em này. Quần này sẽ ghi giúp em là quần Q5.
Quần Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Q5 của em có tất cả là 3 size SML. Q5 của em có 3 size SML. Và em chốt trong line để cho các chị là bao nhiêu? 138.000. Mua được ở đâu bằng tiền nữa, quay ở đây hoàn hàng cho em nha các chị nhá. Còn mọi người đừng quên rằng khi mọi người có đơn, đừng có quên rồi, cái quần Ngô Thái là cái quần không thể thiếu trong tủ đồ các chị được đâu. Quần này là cái quần không thể thiếu trong tủ đồ các chị được. Thật sự luôn, quần Ngô Thái này này, 38.000 đồng cho tất cả các chị dồn đơn nha. Còn quần này em đang mặc này sẽ gọi là gì ạ? Q5 kèm size, mọi người nhìn cái form này đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Cái dáng bách ghi của nó này không có một từ gì để chê về chất, về form và về giá tiền nữa hết. Quan trọng là các chị có thích hay không thôi. Còn áo này sẽ là áo đá nâu mặc với quần gì ạ? Quần Q5. Q5 này là một màu và 3 size SML. SML size thoải mái cho các chị đến tận 64 cân, chứ không phải là em bán hàng rẻ là em bán form bé đâu. Chẳng qua là em ăn lãi ít thôi. Chị Phan Ngọc Thơ lên số điện thoại giúp em nói thật. Hot Girl người ta bán 300 đơn, người ta cũng lời bằng em bán hơn 1.000 đơn. Nhưng mà mình thì không thể nào bán được đắt như Hot Girl, ai mua? Người ta xinh người ta mới bán được đắt thôi. Chị Huỳnh hai bò quần bò Thái. Trời, bò Thái là cái gì cơ? Chị làm gì có quần bò Thái? Quần này sẽ là quần Q5 xanh, còn Ngô Thái thôi chứ không có quần bò Thái nha chị nha. Mọi người nhìn cái form đằng sau này, 138.000 đồng. Bao nhiêu ạ? 138.000 đồng. Q5 kèm size, kèm số điện thoại. Q5 kèm cân nặng và kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Còn đây là Ngô Thái này, không phải bò Thái đâu. Ngô Thái là 38.000 đồng một quần Ngô Thái. Mọi người ơi, tí nữa là em có xả hàng này, xả hàng lẻ linh tinh và xả gì ạ? Và xả một ít cái bốt, những cái hàng mà còn lẻ sai và có một số cái thì nó hơi lỗ một chút, thì tóm lại là tí nữa sẽ xả cho mọi người nhá. Váy gấu đen của em là 163.000. Chị Hoa Liễu Ngô Thái lên số, ok chị cái gì Zero Hương lên số điện thoại giúp em nhá, đặt hàng phải lên số. Và em nói rồi, Ngô Thái cái gì có thể không mua, nhưng Ngô Thái nhà em các em khuyên tất cả các chị nên mua. Đây, cái quần Ngô Thái của nhà em này nó thiết kế đơn giản thôi, nhưng nó như này này đấy, nó thọ co giãn thoải mái đến 70 kg. Và thật lòng là nhà em ba thế hệ mặc quần Ngô Thái, mẹ em và cháu gái của em, hai đứa, một đứa lớp 3, một đứa lớp 5 đều mặc quần này hết. Nó thoải mái và nó dễ mặc. Và như em có tâm sự với các chị là áo phông của em cực nhiều, nhưng cùng Ngô Thái em chỉ mặc duy nhất một loại này, không mua bất kỳ một loại khác mà ở bên ngoài, kể cả hàng hàng. Em không biết xịn sò đến đâu, nhưng em chỉ mặc cái quần này em bán thôi, vì nó thoải mái và nó quá là rẻ, tội gì đúng không mọi người. Còn đây là A10 này, A10 này em tặng các chị có 62.000 đồng thôi. A10 em có màu này sẽ là màu trắng, và A10 màu này cho em sẽ là màu đen, hai màu đen trắng. Ví dụ con trai thì sẽ mặc màu trắng, con gái thì sẽ mặc màu đen. Và ví dụ như cái đen này mà đóng thùng cái quần em đang mặc cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ mặc nhanh cho mọi người luôn nhé, được chưa? Cái này là ghi giúp em là Q5 và quần này kia là Ngô Thái. Và ai có đơn mà không dồn quần Ngô Thái này thì em thấy đấy là một điều hối tiếc, hơi bị tiếc luôn nha mọi người, cực kỳ tiếc luôn. Một cái quần này, và em nói rồi, quần Ngô Thái hàng đến vẫn bóc ra và kiểm hàng như một mã sản phẩm bình thường, không ưng vẫn hoàn lại bình thường. Chứ phải là 38.000 em bắt khách phải nhận hàng, em ép khách phải nhận hàng, em chả bao giờ ép khách cả, được chưa? Thích thì mới nhận, cảm thấy đẹp thì mới nhận, cảm thấy ưng thì mới nhận. 38.000 đồng một quần, cố gắng lấy từ hai quần và dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Rồi bây giờ em mặc sang cho mọi người áo A10 nhé. Em qua mẫu áo này sẽ là áo đá nâu này, đỉnh của chóp luôn. Bán em bán được hơn 1.000 cái màu nâu rồi, điều mất lộc luôn. Em bán hơn 1.000 cái màu nâu luôn mọi người. Cái màu nâu là một màu đỉnh nhất. Còn váy gấu đen không, dạ ngày mai em lại về tiếp chị ơi, chị cứ chốt đi. Nói chung là hàng em sẽ giả từ từ, đầu năm thì hàng hóa nó khan hiếm, công nhân thợ thuyền nó cũng đang khá khan hiếm. Gọi là gì ạ? Bên Trung Quốc là mọi người biết không, có cái video mà chủ hàng ấy phải đi ra tận chợ để tìm công nhân đấy mọi người, tìm công nhân bởi vì thiếu khan đến như vậy luôn á. Q5 kèm size và kèm số điện thoại, đá nâu mã là đá nâu luôn chị. Đá nâu chị chỉ cần ghi cho em là đá nâu và cách số điện thoại thôi nhá. Đây này, áo này sẽ là A10 mọi người nhìn này, form rất là to, con trai con gái dưới 75 cân, à quên, dưới 72 75 cân và dưới 1m75 là mặc được. Áo này sẽ gọi cho em là A10 và áo này đóng thùng với quần bò xanh cũng sẽ rất là đẹp. Nói chung là cái quần bò xanh mã Q5 này thì em nghĩ là trừ những khách hàng nào mà không mặc vừa thì không mua thôi. Chứ còn nếu mà mặc vừa nên mua. Vừa nhận áo đá nâu với quần kaki, không thể tin được là quần hơn trăm và áo mấy chục, đẹp quá Linh ơi. Em cảm ơn chị Trần Lan Phương rất là nhiều. Vừa nhận áo đá nâu và quần kaki, không thể tin được là quần hơn trăm và áo mấy chục đẹp như thế. Mọi người đọc comment của chị Lan Phương đi ạ. Mọi người đọc đi ạ, thấy chưa? Quần hơn 100 và áo mấy chục, cái áo đá là 70.000 thì sẽ là mấy chục. Cái quần kaki 146.000 là hơn 100 đúng không ạ? Còn áo đang mặc ở đây thì sẽ là A10 62.000 đồng chất cốt tông khô. Em có A10 màu này sẽ là màu đen, và em có A10 màu này cho em sẽ là màu trắng. A10 kèm màu và kèm số điện thoại 62.000 đồng. Ok, chị Trà Văn Duy lên số điện thoại giúp em nhé. A10 kèm màu và kèm số điện thoại.
A10 kèm màu và kèm số điện thoại. Em hỏi mọi người mặc cái set này có trẻ không ạ? Năm nay em 31 và không, em 32 rồi, em nhầm đấy là năm ngoái thôi. Còn năm nay là 32 rồi nhưng em vẫn thích mặc mấy cái kiểu như thế này, vẫn mấy cái kiểu này là em cứ auto mặc đi và mặc lại thôi. Chứ còn mọi người để ý mà xem chỉ có Tết, trừ khi là Tết thôi. Chứ còn hiếm hoi lắm mọi người mới thấy một cái ảnh mà em up lên mà em mặc váy, mặc đồ, mặc đi bốt đi bùng là không có đâu. Chị Hoa Liễu ơi, chị lên số điện thoại giúp em nhé. Bạn mặc quần size gì vậy? Dạ em đang mặc quần size S. Mọi người chia sẻ lên cho em đủ 1000 lượt để em tặng cho người chia sẻ like nhiều nhất là 200.000 nhá. Cố gắng chia sẻ lên cho em 1000 lượt đi để em còn tặng mọi người nha. 1000 lượt là em tặng mọi người được chưa? Mọi người nhìn giúp em này, đỉnh của chóp chưa? Đằng sau quần này, đằng trước này. Đó, thấy chưa? Này không mua thì em nói thật cũng chịu. 146 cộng 62 tức là cả set này là bao nhiêu? 146 cộng 62 tức là 200 mấy nghìn, có 200 mấy nghìn bạc cả một cái bộ này, em ơi, không thể đỡ được luôn đúng không? Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? A10 và quần này sẽ là gì ạ? Q5 và cách số điện thoại. Dạ nhà em không tư vấn theo vòng eo đâu, 43 cân mặc quần này em nghĩ là vẫn mặc được, hoặc có thể thì vẫn là hơi rộng một chút, hơi rộng một chút thì chỉ có thể chị mang bóp đi nhá chị nhá, bóp cái vòng eo vào giúp em nhá. Dép có bán không? Dép nhà em là có bán nhưng mà chưa bán chị ơi, chắc là phải like sau em mới có nhá. Quần này có size to không? Size to nhất thoải mái đến 64 cân đối với mặc được. Và gì ạ? Và áo này thì sẽ là gì? Áo A10 đen và màu này cho em sẽ là áo A10 trắng và cách số điện thoại, được chưa nào? Rồi lên cái gì nữa nào? Không biết lên cái gì nữa luôn này. À, áo sơ mi cổ bèo em về rồi này. Sơ mi cổ bèo này em vẫn chốt trong line cho các chị là 124.000 đồng thôi. 124.000 đồng. Chị nào chưa có thì tranh thủ chốt nhé. Còn áo gì để em mặc được vậy? À đây, áo này em về rồi này. Áo này chiều nay là em sẽ về. Áo này chiều nay là sẽ về và áo này em bán được rất là nhiều. Livestream ngày hôm trước em bán được 500 chiếc. Áo này sẽ đi giúp em là áo tam giác form to kinh khủng. Áo này chiều này sẽ về nha mọi người. Và hôm trước thì là em bán hết sạch rồi, nhưng mà lịch là chiều nay về thì em vẫn sẽ nhận đơn mọi người bình thường. Áo này sẽ gọi là áo tam giác trắng và màu này cho em sẽ là áo tam giác đen. 60 mấy nghìn ạ. Hình như là có 62.000 hay sao ấy, vãi cả trưởng luôn. Hình như là có 62.000 thôi, đúng rồi, áo này cũng 62 luôn. Áo tam giác 62.000. Những cái áo này năm ngoái chất cốt tâm khô em toàn bán 79.000. Năm nay là ép được giá rất là rẻ luôn đó mọi người. Năm nay là vải nó rẻ nên ép được giá là rẻ ấy. Tư vấn size quần ok chị luôn ạ. Quần em đang mặc này, dưới 50 cân như em mặc size S, hoặc 51 đổ về mặc size S. Từ tầm 51, 52 đến 56, 57 mặc size M. Từ tầm 57, 57, 57, 58 cho đến 63, 64 cân mặc giúp em size L. Quần này ghi giúp em là gì ạ? Q5 kèm size và kèm số điện thoại, hoặc Q5 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với áo tam giác trắng với quần này luôn nhá. Áo Mickey lên cho em á, Mickey nào chị nhỏ, đây em sẽ mặc áo này nhá. Hai áo tam giác trắng ok. Ok chị. Đây áo Mickey, áo này gọi là áo chuột hay là áo gì nhỉ? Tự nhiên em quên rồi, tí nữa em sẽ lên lại mã sau. Áo này đúng không? Tí nữa nha mọi người, chờ em chút xíu. Size quần F21 như thế nào? Size quần nhà em là 4 size SML XL chị ạ. Size quần F21 nhà em là 4 size SML và XL. SML và XL nha chị ơi. Rồi, bây giờ em sẽ mặc sang cho mọi người cái áo tam giác đi. Áo tam giác em cũng chốt trong line là có 62.000 đồng thôi. 62.000 các chị ơi. 62.000 đồng, trời ơi, rẻ hơn cả cho luôn chứ không phải là rẻ nữa. Đây, em mặc cho mọi người áo này sẽ là áo tam giác. Sụp còn không xốp, à xốp còn sụp không? Dạ sụp da nhà em còn. Sụp nới y còn đủ size, sụp da nhà em còn còn em có váy mới này, anh treo luôn cho em đi, ủi váy này đẹp đấy, treo luôn. Váy này quá đỉnh luôn. Có một mã váy mới chuẩn bị mà săn này mọi người ơi, em thề không đẹp không lấy tiền luôn. Đẹp như váy cô gái mà nếu mà hình y này thì còn tùy gu của mọi người, nhưng mà thật sự là em thấy đẹp đấy. Chờ em chút nhá. Bán mũ cói năm ngoái đẹp hơn váy gấu, em xin lỗi. Bán mũ cói năm ngoái thì phải tầm một thời gian nữa đi chị ơi, chứ bây giờ đang mùa này làm gì đã có ai đi du lịch đâu mà bán sợ không ai mua ấy chứ. Đây này, đẹp chưa? Áo này ghi giúp em là áo tam giác. Trời ơi, mặc này siêu trẻ luôn. À tam giác 62.000, chiều nay em sẽ về nhá. Đó, đây. Đỉnh của chóp chưa? À tam giác của em là 62.000, chiều nay em sẽ về đủ hai màu. Tam giác màu em đang mặc sẽ là màu trắng và tam giác một màu nữa sẽ là màu đen. Áo tam giác kèm màu và kèm số điện thoại. Đây, tam giác trắng và tam giác đen 62.000. Hình in của em là hình in nổi 100% nhá. Hình in nổi 100% nhá các chị nhá. Ghi giúp em là tam giác kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Bộ lụa đi chị, ok. Rồi chị nào lấy chốt tam giác luôn giúp em để em qua mẫu luôn nè. Mẫu tiếp theo luôn nè các bác ơi. Đó. Trời ơi, cả set này là 138.000 cộng 62.000 đúng không? 138 cộng 62 vị trí đúng 200.000 tròn luôn à, đúng không? 138 cộng 60 là 198 cộng 62 nữa thì chẳng là đúng 200.000 tròn cả cái bộ em đang mặc. Trời ơi, rẻ chưa? Không rẻ nữa thì em chịu. Dạ có váy mới bây giờ em đang lên. Sau cái này em lên luôn đây. Sau cái này em lên váy mới cho các chị luôn. Tụi em đang đeo hết sạch hàng.
Áo số sau xếp đỉnh mã là gì? Áo số sau xếp đỉnh cái đấy là bộ chị ơi, nhưng mà hết hàng. Đây, em có cái mã váy này mới này. Thật ra mà để mà nói về form dáng ấy và chất liệu á thì giống y xì như cái váy cô gái, nó chỉ khác hình thôi nhá. À giống y xì như váy gấu nhưng nó chỉ khác hình thôi. Đây này, mọi người đẹp chưa? Nhưng mà nó có thêm màu ghi này. Ghi của em mã này sẽ là vì gì? Ui đẹp thế, trời ơi. Áo này sẽ gọi là, váy này sẽ gọi là váy gì anh ơi? Váy mã hay là váy em bé đây? Này, đẹp thế. Váy em bé, cái này là em bé đúng không? Đấy, đẹp lắm luôn. Em sẽ mặc cho mọi người màu màu ghi nhá, hay là mặc màu nâu? Em mặc màu nâu đi hay là mặc màu đen? Váy này sẽ là váy em bé. Về form dáng và chất liệu là y xì như cô gái, à là y xì như con gấu, thì là mọi người biết đẹp như nào rồi đấy. Nó chỉ khác cái hình thôi, cùng một nhà sản xuất nhá. Đây bây giờ em sẽ mặc cho mọi người luôn. Váy này sẽ gọi là váy em bé. Bây giờ mặc luôn nhá. Qua mẫu nha mọi người, tụi em đang đeo hết hàng. Quần em đang mặc mã là gì? Ok, em tư vấn lại một lần nữa cái áo và cái quần em đang mặc để em còn qua mẫu này. Áo em đang mặc thì gọi là áo tam giác này. Tam giác thì em có tam giác đen và tam giác trắng này. Giá thì chỉ có 62.000 thôi này, xong chưa này. Còn quần này, quần em đang mặc thì váy em bé đủ màu luôn, vãi cả trường. Còn quần em đang mặc thì sẽ là Q5 này. Q5 này của em thì sẽ là có 3 size SML này. Và size to nhất thì thoải mái cho các chị đến size to nhất thoải mái cho các chị đến bao nhiêu nhỉ? Đến 64kg, có giá là 138.000. Rồi, thì em sẽ lên váy cô gái nha các chị nha. Bây giờ em lên váy cô gái cho các chị nhé. Còn mã CV5 không? CV5 thì thật ra là em vẫn đang bán thôi, nhưng mà bây giờ chả biết còn không. Thì mọi người cứ chốt thôi, em đang tiếp tục đặt gối rồi. Em đang đặt gối thêm 500 váy nữa rồi nha. Váy em bé, trời ơi, chưa cần mặc là bao nhiêu chị chốt váy em bé rồi. Có quần kaki không em? Dạ em có chị ơi. Thật ra nó nói thì mã nó là kaki, nhưng thực tế thì nó không phải là kaki mà nó là bò ấy. Nhưng mà chẳng qua là em đặt tên bị sai á mọi người. Rồi bây giờ em mặc cho mọi người váy em bé, xinh chưa? Ướm lên đã thấy đẹp rồi. Túi chuông hết hàng chị ơi, đang hết sạch. Chưa về đâu, lúc nào về em sẽ nhận đơn sau nhé. Bây giờ đang hết sạch hàng rồi chị ạ. Quần rin bách ghi mã là gì? Quần em vừa mặc đấy gì? Q5. Quần em vừa mặc Q5. Q5 chị ơi, này, đẹp chưa? Đỉnh của chóp chưa? Đó. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là váy gì ạ? Váy cô gái. À quên, váy em bé, em xin lỗi. Trời ơi, xinh chưa? Xinh vãi luôn em ơi, đáng yêu này, mọi người nhìn thấy chưa? Váy gì ạ? Váy em bé và cách số điện thoại. Váy em bé và cách số điện thoại. Em nói rồi, về bản chất là cái form dáng là nó giống nhau. Đây này, form dáng và chất liệu nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ví dụ bảng màu. Cái thứ nhất là bảng màu, cái thứ hai là hình in thôi, nó chỉ khác thế thôi. Còn form và chất là giống nhau đấy. Váy em bé kèm màu và kèm số điện thoại, hai bên có túi này, form cân nặng thoải mái cho các chị đến 75 80 cân đổ về mặc được. Em có váy này sẽ là em bé đen, em có váy này sẽ là em bé ghi, và em có váy em đang mặc sẽ là em bé nâu. Trời ơi, chất zip tàu nha mọi người, không phải chất cốt tông khô mà cũng không phải chất cốt tông tàu, mà của em nó là chất zip tàu nha, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là váy em bé. Váy em bé kèm màu và kèm số điện thoại. Trời ơi mọi người chốt nhiều váy em bé dã man. Lên váy caro đi. Váy caro là cái gì ta? Váy caro là cái gì chị? Xét lụa trái tim em hôm nay thì đang hết, nhưng mà ngày mai lại, à tối nay là em về rồi. Tối nay là em sẽ về nha. Váy em bé đây cho chị Đỗ Thị Phương, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Có áo phông trơn không? Dạ em có nha chị ơi. Mọi người nhớ là gì ạ? Mọi người nhớ là có đơn thì dồn cái quần ngố thái vào mà mặc nhá. Quần ngố thái nhà em chỉ có 38.000 thôi, nhưng mà không mua là tiếc ấy. 38.000 một quần ngố thái nhưng mà mặc rất là sướng luôn. Bộ lụa đi chị, ok, bộ lụa nhà em là bao nhiêu nhỉ? Bộ lụa nhà em là 154.000. Váy gấu xám à? Váy gấu ghi đi chị ơi, gọi giúp em là màu ghi nhá. Màu này, à không phải váy gấu. Cái này làm gì phải gấu đâu, cái này là em bé mà. Còn cái này là váy gấu rêu này. Đây là màu rêu nha chị nha, không phải xám đâu. Còn váy em mặc thì là váy em bé. Em bé này sẽ là em bé nâu, em bé này sẽ là em bé ghi, và em bé này cho em sẽ là em bé đen. Và cũng bằng tiền như thế luôn, 163.000. Ok, để Thu Hoài một váy em bé lên số điện thoại giúp em. Ok, chị Hai đã Hà Đặng. Chị Hà Đặng hai váy em bé này nha. Đặt hàng bắt buộc phải lên số điện thoại mới có đơn nha các chị nhá. Váy em bé kèm màu và kèm số điện thoại. Váy em bé kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Nhớ nha mọi người, 163.000 đồng. 163.000 đồng, được chưa? Hai quần ngố thái một váy em bé đen, chị Tú Uyên lên số điện thoại giúp em đi ạ. Quần ngố thái của em là 38.000 đồng. Váy em bé là 163.000 đồng. Ok, chị Cẩm Bình một váy gấu rêu em chốt đơn cho, nhìn form váy này. Form nhà em là form dài, chất là chất cốt tông zip tàu rất là giãn nhiều.
form váy đẹp, chứ còn mọi người thích hàng na ná như thế này mà thay bằng chất cốt tông khô thì em nói thật váy này chỉ bán 99.000 thôi chứ không đến 120 ấy. Còn cốt tông mà cốt tông tàu thì tầm 120. Ok chị Đỗ Thị Phương và em bé đen lên số điện thoại giúp em được chưa? Em qua mẫu váy em bé ở đây nhá. Em bé màu ghi này, em bé màu nâu này và em bé màu đen này, 100 bao nhiêu ạ? 163.000 đồng. Em qua mẫu này. Bây giờ mọi người muốn em lên cái gì comment giúp em nào. Có lên lại xếp đỉnh không hay là lên cái gì mọi người ơi? Lên nốt đi để em xả hàng nhá. Chứ thật ra hàng mới thì cũng bán đi bán lại bán mãi rồi cũng chả có cái gì mà bán nữa. Thật, không có gì mà bán nữa luôn. Và em bé nâu chị Lê Cẩm Bình lên số điện thoại hộ em nha. Đặt hàng lên số giúp em đi ạ. Đầm caro đen cổ bèo phía sau hết hàng ạ. Quy năm kèm size nha chị kinh cáo ơi, kèm size giúp em. Set kẻ à, mọi người muốn muốn cái set này đúng không? Cái set này gọi giúp em là B3. Cái này gọi là B3, không phải gọi là set kẻ đâu. B3 màu này sẽ là màu sữa và B3 màu này cho em sẽ là màu đen. Em chốt trong line là 158.000 đồng chị ạ. Áo sơ mi chả có mẫu gì luôn, có mỗi mẫu cổ tàu em lên rồi, chả có mẫu gì luôn ấy. Ít mẫu lắm. Áo ngực em hết hàng nha chị ơi. Đây, yêu em mã này sẽ là B3 đen và mã này sẽ là B3 sữa, cách số điện thoại. Quần kẻ em lên rồi. Cho em coi lại set đỉnh. Ok. Cái này là B3, chị nào lấy chốt luôn nhá. B3 100 bao nhiêu nhỉ? 158.000. Set đỉnh á. Set đỉnh hàng này là hàng rẻ này, hàng đắt đâu ta. Đây. Hàng đắt của em đây các chị ơi. Đây set đỉnh của em đây nhá. Set đỉnh của em mọi người muốn lên quần thì là set đỉnh, còn váy sẽ là B9. Quần thì mã sẽ là set đỉnh, còn váy thì sẽ là B9. Đây. Mọi người nhìn giúp em này. Hàng chuẩn loại 1 của em này, mọi người nhìn rõ không ạ? Là chất của bên quần nó là da cá. Và chất của bên áo á, thì nó sẽ là chất tăm dày. Còn hàng loại 2 của em thì áo là chất tăm mỏng và quần là chất zip. Đấy, nó khác nhau. Và chênh nhau 40 mấy nghìn đấy. Và em đang mặc đi giúp em là váy em bé. Váy em bé và cách số điện thoại. B9 cho chị cô gái họ Trịnh lên số giúp em. Rồi anh ấy tắt đi ra ngoài. Em mặc nó set đỉnh cho các chị nha. Bộ lụa gấu cao cho chị Hương Thu lên số điện thoại giúp em. Đúng rồi, váy em đang mặc là về kiểu dáng và chất liệu là y xì váy gấu. Và nó chỉ khác mỗi cái bảng màu và hình in thôi chị ạ. Còn kiểu dáng và chất liệu là giống nhau chị ơi. Đây như em đang mặc này, kiểu dáng và chất liệu là y xì nhau, khác mỗi hình in thôi. Em xem bộ lụa, ok chờ em chút. Đây là em mặc lại set đỉnh nhá. Ok, Duyên Phùng một váy gấu và một Q5 lên số điện thoại và cân nặng giúp em để bên em lấy size nha chị ơi. Lên số điện thoại và cân nặng giúp em để bên em lấy size. À, còn áo ghi lê khúc nâu không? Dạ không chị ơi, em bỏ mẫu rồi mà. Từ trước Tết rồi làm gì còn hàng nữa. Váy đen treo. Váy em bé đó chị, cô gái họ Trịnh lên màu và số điện thoại giúp em. Bây giờ em lên set đỉnh cho mọi người nhá. Lên set đỉnh xong thì khả năng là em sẽ xả hàng luôn, em không lên cái gì nữa đâu nhá. Thì bán đi bán lại mà cái mẫu này giống tối qua chả khác gì, thôi em không lên nữa. Đây. Mua à Phong nhiều nơi chất khác nhau rồi nhưng vẫn thích chất cốt tông như mọi năm mà chị Linh bán mát nhẹ, mặc giãn nhiều. Đúng rồi, thế thì em lấy cái này này, cô gái này. Cái cô gái này là cái chất mà như mọi năm chị bán ấy là 83.000, là giống này, cái chất cô gái này hoặc cái con ngoài cùng kia. Tức là bây giờ em sẽ bán hai loại chất, nhiều loại chất ấy. Loại nào cũng sẽ có tùy giá tiền và tùy kiểu. Các chị thích thì ví dụ như cái hàng cốt tông khô thì nó sẽ rẻ hơn. Thì nó lại không mát bằng, nó khô vì nó là dòng khô. Còn ví dụ cốt tông tàu thì nó sẽ mềm hơn và nó mát hơn nhưng mà giá thì nó cao hơn. Bộ chữ cam còn không em, là em đang trên đường về chứ em đang thiếu 300 bộ cơ. Hiện tại thì là đang hết chị nhá. Nhưng mà chắc chắn là sẽ về tiếp. Bởi vì em đặt rồi. Áo thỏ trắng không phải áo, nó là bộ đấy, bộ B3 đấy chị ơi. Đây set đỉnh của em đây nhá chị, set đỉnh này hôm qua em bán được hơn 800 set này. Và hàng của em là full 3 size SML các chị ơi. Full 3 size SML đây nha các chị. Đẹp chưa? Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là set đỉnh. Và như em đã nói này, là em có hai loại. Hàng này cho em sẽ là hàng rẻ, thật sự là cầm cái set này nó nhẹ hơn hẳn luôn ấy. Hàng này chỉ có 139.000 một bộ. Còn hàng em đang mặc là 189.000 một bộ và mã của nó sẽ là set đỉnh. Còn hàng rẻ thì các chị ghi là set đỉnh rẻ nhưng mà thật ra hôm qua giờ em chưa thấy khách nào lấy luôn đấy. Lúc đấy có một khách comment hàng rẻ nhưng mà về sau bảo là comment nhầm lấy hàng đắt. Set đỉnh em là có size, em tư vấn size cho mọi người này. 49 cân đổ về như em đang mặc mình lấy giúp em size S. Đây như em đang mặc ở đây là size S. Từ 50 đến tầm 55 cân mình lấy giúp em size M. Và từ tầm 56 đến tầm 62 cân mình lấy giúp em size L nha mọi người. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại 184.000 chuẩn hàng loại 1. Còn hàng loại 2 là 139.000 đồng. Các chị thích lấy hàng nào các chị lấy nhá. Còn mọi người nhìn này, cái phần bên dưới nó là về chất da cá thì lên form quần nó mới đẹp. Chất zip thì nó sẽ mỏng. Và thứ hai nữa là nó sẽ ôm vào đây thì nhìn bụng nó lộ.
và cái chất tăm mỏng cũng như thế. Nói chung là chênh nhau 47.000 thì chắc chắn là nó phải khác, còn nó không khác thì không bao giờ nó chênh nhau đâu mọi người, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Còn nếu không biết size gì thì ghi là set đỉnh kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Cái set này thật ra là thị trường bán rất là lâu rồi, Hot Girl bán cách đây em nghĩ là gần tháng rồi, nhưng mà em phải lựa chọn ra làm sao mà cái chất liệu và cái form dáng mà phải em phải ưng nhất thì em mới tung ra và em bán cho các chị nha. Và có cả hàng rẻ cho các chị lựa chọn nếu như các chị không thích cái hàng đắt này. F21 là 88.000, còn set đỉnh là 184.000 kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh 1m66 mặc quần bị ngắn không? Dạ không ngắn đâu chị ơi, 1m66 mặc được cái này, chị nhìn giúp em này. Đó, thấy chưa? Ghi của em mã này sẽ là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, mọi người nhìn đằng sau này. Đó. Còn set giống như vậy mà nó là chân váy thì nó sẽ là B9. Giống như vậy mà chân váy thì nó sẽ là B9, còn như thế này mà quần thì nó sẽ là set đỉnh. Đấy, mọi người vẫn chốt xếp đỉnh rất là nhiều. Áo bèo chị ơi, ok. Cho em coi vest đen treo trên với hết hàng. Chị ơi, nhân viên nó chưa tháo xuống, nhà em hết sạch cái vest đấy rồi. Chờ em một chút rồi em xả hàng ạ. Em có quần bò hoặc kaki màu trắng không? Em không, em chỉ có màu sữa thôi, chứ không có màu trắng. Nó màu nó kiểu như màu mỡ gà ấy chị, kiểu dạng như màu mỡ gà. Set đỉnh size M chị Đào Nguyễn, ok, lên số điện thoại giúp em. Đặt hàng phải có số, không có số không có đơn nha các chị nha. 1m50 mang dài không chị? Set này 1m50 mặc được, em nghĩ là vẫn mặc được. Còn nếu như mà sợ dài ấy, kéo cao quần lên. Còn nếu như không thích kéo cao quần thì có thể cắt gấu đi là xong nha các chị nhá. Áo cổ béo em mới về thêm rồi chị ơi, mới về thêm rồi nhá. Ghi vào em áo này sẽ là set đỉnh, mọi người nhìn này. Mặc dù bụng em rất là to nhưng mà áo này này vào nhìn vẫn eo óp. Và đây là em đang mặc hai áo đấy, một kéo dây ở đằng trong nữa. Chứ nếu mà không có áo dây ở đằng trong nó còn đẹp hơn nữa cơ nha. Túi bao nhiêu vậy shop? Dạ túi em đang đeo hết hàng. Set đỉnh hàng em đang mặc là 184.000. Còn hàng rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ 139.000. Chất liệu khác, nó là chất liệu khác nha mọi người. Ngô Thái 2 chiếc ok, mọi người đừng quên là Ngô Thái có đơn thì các chị dồn đơn vào giúp em. Một quần Ngô Thái này là 38.000, cho tất cả các chị dồn đơn vào giúp em nhá. 38.000 đồng. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, hoặc set đỉnh kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Áo nơ của em là đây này, áo nơ của em là bao nhiêu nhỉ? 127.000. Đây, áo nơ của em là 127.000. Full 3 size ML 127. Full 3 size ML nha các chị ơi. Em nghĩ là 1m7 vẫn mặc được. Cộc hơn em nhưng mà không đến nỗi là bị cộc lắm đâu. Em nghĩ là vẫn mặc được. Ngô Thái không có sai đâu chị ơi, 70 cân đổ về mặc được, không có sai. Tại vì cái quần Ngô Thái nó giãn rất là nhiều. Em có chị xem này, đây này, nó giãn nhiều lắm đây này, thấy chưa? Nó giãn rất là nhiều, cứ 70 cân đổ về là auto vừa. Ngô Thái 38.000 đồng một quần. Khi mọi người nhận được nó sẽ trong cái cuộn như này này. Chị Đoàn Quý ơi, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Đặt hàng vui lòng lên số giùm em nha chị. Áo nơ CS ok chị bé Phan, lên số điện thoại giúp em nhá. Quy Nam mà em lên rồi, Quy Nam là lên 2 lần rồi, áo đá lên 2 lần rồi, em không lên nữa đâu nha. Chị nào lấy áo, lấy set em đang mặc nó đi giúp em là gì ạ? Set đỉnh kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Quần F21 52 cân mặc size gì? Mặc giúp em CS nhá. F21 nhà em là 88.000 đồng một quần. 88.000 đồng một quần và mua từ hai quần là 85.000. Còn quần Ngũ Thái nhà em thì sẽ là 38.000 đồng một quần. 38.000 đồng một quần nhá. Set em đang mặc gọi là set đỉnh. Tối ngày em qua em bán được 800 set này. Set đỉnh em chốt trong line này là 184.000 chuẩn hàng loại 1. Còn hàng loại 2 em đang bán ở đây là 139.000. Các chị thích lấy hàng nào thì các chị lấy nhá. Được chưa? Chị nào chị mới có áo chống nắng dài á, trời ơi mới đầu mùa mà em chưa có nhập đâu. Mới đầu mùa mà. Bây giờ chưa nắng nên em chưa nhập. Áo jean đằng sau đây, tối nay chiều nay sẽ về được áo này. Áo này sẽ gọi giúp em là gấu thêu. Chiều nay em sẽ về được áo này gấu thêu. À sơ mi, áo này xin lỗi. Bò thêu, cái này sẽ ghi giúp em là bò thêu. Bò thêu này em chốt trong line là bò thêu này là em chốt trong line là 126.000 thôi. 126.000 toàn bộ là thêu 100%. Mình ghi giúp em là bò thêu nhá, bò thêu. Được chưa? Xác đỉnh có màu hồng không? Dạ em không nhập màu hồng. Tại vì là màu hồng em sợ em không mặc mẫu được. Như con lợn nên không thể mặc mẫu được. Cho nên là không nhập màu hồng, chỉ nhập màu này thôi. Các bạn nhìn form hàng này, đỉnh của chóp luôn. Hề, quá là đẹp. Túi sách bao nhiêu Linh? Túi sách em đang đeo hết hàng rồi chị ạ. Túi sách em đang đeo hết hàng rồi. Thông trơn có bao nhiêu màu? Ok em tặng mất mọi người. Thông trơn là 59.000 đồng này. Thông trơn nhà em có 8 màu. Phong trơn nhà em lên có 8 màu, em tặng nốt cho mọi người là bao nhiêu ạ? 59.000 đồng một chiếc phong trơn luôn. Phong trơn màu này sẽ là trắng này, phong trơn đỏ này, phong trơn hồng này, phong trơn nâu này, phong trơn cam này, phong trơn ghi này, phong trơn đen và phong trơn sữa. Phong trơn kèm màu và kèm số điện thoại.
trắng, đỏ, hồng, nâu, cam, ghi, đen và sữa, 59.000 đồng một phông trơn. Set đỉnh chân váy thì gọi là B9 chứ không phải là set đỉnh. Cái đấy thì gọi là B9 nhá mọi người. B9 nhá. Xả hàng nhỉ? Xả hàng nhỉ? Em bắt đầu xả hàng đấy mọi người ơi. Chứ hàng mới thì hôm qua cũng like rồi, bây giờ có like đi thì cũng like lại cùng mấy cái mẫu này thôi, không có gì mới. Đẹp chưa? Set này nó không thể chê vào đâu được. Không thể chê vào đâu được. À phông phong nào giấu quần nhỉ? Em nhiều phông giấu quần lắm, rất nhiều. Rồi, em bắt đầu xả hàng nha mọi người. Em bắt đầu xả hàng nha, dừng hàng mới tại đây nha. Nếu như ai thích xem hàng mới nữa, tí nữa có thể xem lại livestream sau. Set em mặc bao nhiêu? Set em đang mặc gọi là gì ạ? Set đỉnh, em chốt trong line là set đỉnh, em chốt trong line này là 184.000 chuẩn hàng loại 1 và full 3 size SML. Full 3 size SML nhá, 49 cân đối với mặc S, 50-55-56 mặc M, 56-57-62 cân là mặc L. Cả set em đang mặc là hàng loại 1, còn hàng loại 2 đây chỉ có 139 một set thôi. Các chị thích lấy hàng nào thì các chị lấy nhá. Bây giờ em bắt đầu xả hàng nhá. Vẫn là cái tiết mục mà xả những cái hàng lẻ tẻ trước Tết em còn. Là em xả nha mọi người nha. Xả lỗ, nói chung là không hòa vốn đâu. Không có mã nào mà em xả hòa vốn đâu. Em xả lỗ toàn bộ cho các chị rồi nhá. Những cái hàng lẻ tẻ mà trước Tết mà em rồi cái này gọi là gì đây? Bày hot à? Bày hot này là like trước xả rồi mà. Xét đỉnh size L, chị Trần Thoa lên số điện thoại giúp em. Đặt hàng vui lòng lên số đi ạ. Mọi người đặt hàng không có số, không có đơn đâu. Không có số, chỉ đặt hàng cho vui thôi. Không có đơn đâu nhá. Ok, chị Nguyễn Lầu Thu Hồng lên số điện thoại giúp em. Đó, set này thì quá đỉnh, không phải đỉnh. Không phải tự nhiên em đặt tên là nó set đỉnh đâu, vì nó rất là đỉnh. Váy hot, mà cho em xin số lượng nào. Có mấy mã thôi đúng không? Cũng không nhiều đâu mọi người, hôm nay hàng xả ít lắm. Nhưng mà chủ yếu hôm nay hay là xả bốt trước đi. Đưa bốt trước cho em đi. Nhưng mà thống kê số lượng, ở đây này bốt số lượng còn đây này. Ui dồi, còn là rất nha, rất nhắt thế này. Còn được có mấy đôi rồi mọi người ạ, ít lắm. Rất là ít luôn. Tổng số lượng bốt ngắn là còn từng đây à? Từng đây thôi đúng không? Đây cho em. Em xả bốt trước đi này. Check lại giá bán cho em cái bốt này luôn. Có bây giờ em đang xả đây, em đọc cho mọi người sai luôn đây này. Nó ít vãi cả ít luôn á. Em bán là bao nhiêu? 300. Bao nhiêu? Đây này, màu nâu là 35 là còn 11 đôi, màu đen là còn 1 đôi, màu kem là còn 1 đôi, màu 36, 37 màu nâu là còn nhiều nhất là còn 15 đôi bởi vì em nhập nhiều 37. 38 là còn 1 đen này, 39 là còn 2 đen, 7 nâu và 1 kem này, 40 đen là còn 2 đôi này. Nó lắp nhau lắp nhắt lắm thì mình bây giờ em sẽ đọc cho mọi người. À, em xả, sau đó mọi người sẽ comment theo nhu cầu của mọi người. Thế bây giờ ở đây nó lẻ tẻ lắm rồi, đưa cho em cái đôi màu đen phía bên này luôn này. Đây. Bốt ngắn nhà em thì nói thật là bốt thì chả có cái mã nào mà em bán dưới 2.000 đôi cả. Thật sự là không có mã nào em bán dưới 2.000 đôi. Và ơi bốt này bản thân em cũng đi. Mọi người thấy cái hôm mà mùng 1 Tết mà em mặc ảnh không? Mùng 1 Tết mà em mặc ảnh em mặc váy đấy. Là cái bốt mà em đem đi màu kem đấy là bốt em bán đấy. Là vẫn là hàng nhà em luôn. Thì vì em xả luôn em bán 366.000 đúng không? Giá gốc em bán là 366.000. Điều mất lọc các chị có thể tua lại livestream, tất cả những livestream cũ mà em đã từng bán cái bốt này được chưa? Mình sẽ ghi cho em là bốt ngắn nâu, bốt ngắn đen và bốt ngắn kem kèm size. Nhưng em khuyên chân thành là tất cả các chị là tập trung chốt cho em cái màu nâu size 37 là còn nhiều nhất, là còn 15 đôi. Còn lại là nhiều nhất là 7 đôi. Đối với nâu 39 là 7 đôi, nâu 35 là 11 đôi. Còn lại là 1, 2, 3 hết, chỉ có như thế thôi. Nên là tập trung cho em chốt cái size 37 màu nâu là còn nhiều nhất thì các chị mới có cơ hội để có hàng ấy. Thì em sẽ có một kem, còn đôi nào màu kem không? Ui, màu kem còn có 2 đôi thôi, màu kem không còn phải dơ đâu. Đây nhá, màu này sẽ là màu nâu này, nên lau qua cho em cái này. Và màu này cho em sẽ là màu đen, đây là đôi em đi mẫu, nó hơi bụi. Màu này cho em sẽ là màu đen, bốt ngắn kèm size và kèm số điện thoại hàng nhà em thì các chị biết rồi. Bốt Mizili hàng cao cấp, em đố chị nào mua được trên thị trường bốt này dưới 450 luôn ấy. Em bán là 366 và bây giờ em xả cho các chị là bao nhiêu ạ? Em xả lỗ sấp mặt luôn nhá. Phải dùng từ là lỗ sấp mặt luôn, không lỗ em đi đầu xuống đất luôn nha mọi người, được chưa? Bao nhiêu ạ? 280.000. 280.000, 280. Em bán là 366 và thật sự là lỗ sấp mặt luôn. Xả nốt là 280, tập trung chốt bốt ngắn màu nâu 37 là các chị có cơ hội để có hàng nhiều nhất. Còn những cái khác nhá. 35 đen còn 1 đôi, 36 kem còn 1 đôi, 38 đen còn 1 đôi, 39 đen còn 2 đôi,
39 nâu còn 7 đôi, đen 40 là còn 2 đôi. Màu đen này size 40 là có 2 đôi, size 40 nhé. Chị nào lấy 40 tranh thủ vượt này. Bốt ngắn kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Chủ yếu bây giờ chỉ nên chốt nâu 37 là có cơ hội có hàng nhiều nhất. Hàng em là hàng full hộp Mizili. Đưa cho em một hộp em rơi cho khách xem nào. Đây này, hàng em là hàng full hộp Mizili. Ở cái đất Việt Nam này ít người bán giúp lại. Mà em nói thật nhé, bốt này đi ra chợ không bao giờ có hàng luôn, khẳng định chỉ có vài những cái shop mà cũng phải là shop xịn sò mới có, chứ còn shop thường thường cũng không có hàng này đâu các chị ơi. Bởi vì hàng này là hàng nhập cao, trong khi hàng trên thị trường một đôi bốt bây giờ chỉ 199.000 cũng có rồi, hơn 200.000 cũng có rồi. Mà hàng của em nhập đã là hơn 300.000 một đôi rồi, thì các chị biết là nó hàng ở một cái đẳng cấp khác rồi, ở một cái chất lượng khác rồi. Và không phải là em không nhập được hàng rẻ mà em muốn bán hàng xịn sò cho mọi người, chứ hàng rẻ các chị cần gì mua của em. Đi ra chợ, đi ra gần nhà các chị đầy, người ta bán đầy ra. Mua của em làm gì, vừa không được thử này, vừa còn mất ship này, đúng không? Cho nên là em muốn bán chất lượng luôn cho mọi người cái hàng Mizili này này, được chưa? Ok, hết bốt luôn nha, được chưa? Chủ yếu là bây giờ còn nâu 37 là nhiều nhất, bởi vì em nhập size 37 là size nhiều nhất, vì size 37 là size bán được nhiều. Chị Nguyễn Quế Hoa lên số giúp em nhé. Bốt ngắn đen, bốt ngắn nâu và bốt ngắn kem, kèm size và kèm số điện thoại. Em bán là 366 và xả là 280.000. Và mọi người xem cái ảnh em up hôm mùa Tết là em đi đúng cái bốt mà em bán luôn đấy. Chị Ninh Nguyễn lên số điện thoại giúp em, chứ không phải là em bán cái này rồi em đi mua hàng khác em đi. Em không có một đôi bốt nào ngoài hàng em bán, thề hiện tại ở nhà em. Rồi tiếp đi anh ơi. Bốt dài là chỉ còn hàng lỗi thôi à? Phải không? Ừ. Thế có xả luôn không? Ừ. Bốt dài có xả luôn không? Ừ. Đây là cái gì? CV9 à? Ừ. Còn size gì giấy đâu nào? Đây. Hết bốt nha các chị ơi. CV9M màu nâu à? Lấy xả luôn đi để làm gì nữa. Nó tiện xả cho nó gọn kho. Lỗi thì em mình sẽ tính chung là lỗi cả, thì mình xả lỗ một nửa luôn cho nó hết đi. Lỗi thật ra là lỗi ít thôi, nhưng mà vẫn là có lỗi một chút xíu ấy, vẫn là nó hơi lỗi một chút xíu. Bộ thỏ mã là gì? Bộ này ghi giúp em là B3 và cách số điện thoại. B3 và cách số điện thoại ạ. Sao lại được mỗi đôi một đôi các màu chứ? Màu giống nhau không biết. Đây, thế việc phải cho em số lượng như nào, lỗi như nào chứ. Có đôi nào bình thường không hay là toàn lỗi? Đa số là lỗi. Đây, cái bốt dài này thì chỉ còn hàng lỗi thôi. Tức là không, nó sẽ... Còn lên mấy. Thế thì phải thống kê thì mới xả được chứ. Như này xả kiểu gì? Thì còn 7 đôi thôi, cứ nói đài đang nào sẽ xong chốt miệng mà. Nhưng mà bây giờ mình phải biết là cái nào mới còn cái gì, còn lỗi còn nó cái gì chứ. Nó chỉ có nhiều thì 2, mà ít thì 1 thôi. Đôi này em bán là bao nhiêu? 400 mấy? 400 bao nhiêu ấy? Này, bốt nhà em đây này. Bốt dài đây này. 496. 486 hay sao ấy? Bộ em đang mặc gọi là set đỉnh. Bộ em đang mặc gọi là set đỉnh nha mọi người, set đỉnh. Bộ em đang mặc gọi là set đỉnh, 184.000 hàng, chuẩn hàng loại 1. Chuẩn hàng loại 1 nha các chị. Bốt dài này của em là các bác ơi mua legging F21 đi, em khuyên thật đấy, 88k mà mặc phê vãi luôn, cảm ơn Hoàng Thương nhá. Cái bốt này của em sẽ ghi là bốt dài. Thôi bây giờ không cần thống kê đâu, mình cứ tính ngang giá hàng lỗi luôn đi cho nó hết luôn đi, bởi vì đôi mới em chỉ còn 1-2 đôi thôi này, đúng không? Còn lại toàn chủ yếu là nó bị lỗi nhẹ. Ví dụ như đôi này này là hơi sức nhẹ đây này, đấy nó hơi lỗi nhẹ nhưng không đến mức là không thể đi được đâu nhá. Ví dụ như đôi này này, nó chỉ có một cái đường xước nhỏ xíu ở đây này. Đó. Thì bên em vẫn tính đó là hàng lỗi. Chứ không bởi vì một cái đôi bốt gần 500.000 thì không bao giờ mà khách chấp nhận là bị lỗi, cho nên là những cái đôi mà nó chỉ ví dụ như có cái thì dính cái keo một chút, có cái thì hơi xước nhẹ một chút, có cái thì hơi bị gập một chút, tóm lại là mỗi một đôi có thể là nó sẽ bị dính lỗi một chút xíu gì đó. Thì anh đếm xem còn tổng khoảng bao nhiêu đôi để em biết. Khoảng bao nhiêu đôi? Khoảng 20 đôi. Bên em còn khoảng 20 đôi bốt dài này. Không biết màu gì và size gì cả. Nói thật là bây giờ em cũng chưa thống kê được. Thì các chị cứ lấy theo size, theo nhu cầu của mọi người. Sau đó là còn đôi nào bên em sẽ lấy tới bán đôi đó. Và cái áo, cái bốt này thì chủ yếu là em chỉ còn hàng hơi lỗi một tí thôi. Chỉ còn 1-2 đôi là còn là hàng không bị lỗi. Còn lại là có cái thì nó bị gập ở đây này. Có cái thì nó bị xước nhẹ ở đây này. Có cái thì nó bị dính keo ở đây này. Kiểu như vậy. Nó sẽ có một cái lỗi gì đó nhỏ nhỏ ấy. Nhưng mà vẫn đi được nhé. Chứ không phải là lỗi mà không thể đi được. Cái sứt sẹo, rách riết là không có đâu nhé.
chỉ là lỗi ở những cái vết xước này thôi, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ gọi là bốt dài nâu hoặc bốt đóng cửa là anh ơi. Bốt dài nâu hoặc bốt dài đen hoặc bốt dài kem kèm size và kèm số điện thoại. Em chỉ dơ một màu tượng trưng thôi. Có cả đen, có cả kem và có cả nâu. Và có tận 5 size, bộ 35, 36, 37, 37, 38, 39. Và nó lại còn tận 3 màu. Nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 20 đôi cho tổng những từng đó thôi. Thì có nghĩa là nó lắt nhắt vô cùng luôn. Và em sẽ xả cho mọi người với giá là hàng lỗi nhé. Có nghĩa là nó bị xước xước hoặc là nó bị chóc chóc một tí hoặc là nó bị dính keo một tí. Tóm lại ấy, nếu các chị đi lên chân thì các chị cũng không bao giờ nhìn thấy được và người khác cũng không nhìn thấy được. Nhưng khi mà em đã bán cho khách một cái đôi gần 500.000 thì không bao giờ khách chấp nhận cái chuyện mà nó bị xước hay là nó bị lỗ nhỏ. Cái đấy là điều người ta không chấp nhận. Chả thà là cái đôi 100-200, chứ đôi này nhà em bán 472.000. Em đố chị nào mua được ở thị trường Việt Nam rẻ hơn luôn ấy. Em đố các chị luôn ấy, 472 đúng không anh? Và em xả lỗ cho mọi người với giá là bốt hơi bị lỗi một chút, 370.000. Em không lỗ, em đi đầu xuống đất luôn, 370.000. Và những đôi bốt này không có mã nào em bán dưới 2.000 đôi. Không có một mã nào kể cả ngắn kể cả dài nhá. Ví dụ là bốt dài kèm màu kèm size và kèm số điện thoại. Đối với đôi hàng hơi lỗi, cho nên là khi hàng đến các chị đừng có kiểu như đối với hàng này là chắc chắn lấy hàng, chứ em không ship đến cho các chị kiểm xong là các chị kêu bảo lại kiểu là ừ mình tưởng là lỗi này chứ còn lỗi kia thì mình không thể lấy được thế này thế kia, là không có đâu mọi người nhá. Cho nên là đối với cái hàng bốt này là chắc chắn lấy hàng và tốt nhất là cọc hộ em cái, chứ hàng này đã là hàng xả và xả lỗ sấp mặt rồi nhá. Bốt kèm màu kèm size và kèm số điện thoại. Mỗi một đôi nó, ví dụ đối với hàng ngắn là nó không lỗi, nhưng đối với hàng dài có một chút vài chiếc lỗi một chút thì em xả cho mọi người là 370.000 một đôi. Chốt luôn giúp em. Nói chung là hàng này bán đỉnh của chóp luôn mọi người, bán xuống kinh khủng. Một livestream em nhận order hàng nghìn cái đôi bốt này luôn đấy, sợ thật. Được chưa? Mọi người ai mà biết em từ đợt mùa đông rồi các chị biết là hot như thế nào rồi. Thôi em hết nha. Mình cứ lấy theo size cũng theo nhu cầu của mình. Còn bên em còn đến đâu thì bên em chốt cho các chị đến đó. Được chưa? Rồi bây giờ đến cái này. Cái này là một cái chân váy hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam nhá. Hàng tàu nó là CV8. Còn cái này hàng Việt Nam nó là CV9. Thì nó không đẹp hàng tàu nhưng cũng không xấu đâu. Và bây giờ em chỉ còn duy nhất size M. Còn mỗi size M và còn mỗi màu nâu thôi. Ghi cho em mã này sẽ là CV9 nâu. Nhà mình có CV9 nhá. Vẫn là cái này thôi đúng không? CV9 nâu M và cách số điện thoại. Chỉ còn size M thôi nhá. CV9 nâu M và cách số điện thoại. Em xả luôn là 65.000. 65.000 em nhập vào vẫn là hơn 100.000 một váy. 65.000, chỉ còn ai mà mặc được màu nâu size M thì chốt. Ai mà mặc được màu nâu và size M thì chốt giúp em 65.000 ạ. 65k, ai mặc được màu nâu và size M thì chốt giúp em nhé. 65.000 đồng một chân váy. Đây. CV9. Ok chị Đào Mến lên số điện thoại giúp em nha. Ok chị Phương Ely lên số điện thoại giúp em. 65.000. Cái này thật ra là nó vẫn đẹp nhưng có điều là em bán cái hàng tàu rồi, thành ra là mọi người là không thích mua cái hàng Việt Nam này nữa. Chứ mọi người nhìn bằng mắt thường này nó không hề xấu nha. Chỉ có là nó không nét bằng cái hàng tàu thôi. Nó rẻ hơn hàng tàu mấy chục nghìn ấy, được chưa? Em còn 25 chiếc size M và màu nâu. Ok, tiếp đi anh ơi. Cái này là cái gì đây? Váy ren còn 8 chiếc. Váy ren này nhà em còn 8 chiếc này. Váy này thì em bán là 170.000 hay sao ấy, không nhớ nữa. Đây này. Váy ren này em còn 8 chiếc nha. Còn bốt ngắn không linh là đầu live em xả luôn rồi chị ơi. Em xả ngay đầu live stream rồi. À ngay lúc nãy rồi chứ không phải là đầu live stream đâu. Lúc nãy chứ không phải đầu live stream đâu ạ. Không khách VIP mà cũng cho số điện thoại. Đúng rồi, VIP hay không VIP thì vẫn phải lên số. Thì em mã này sẽ gọi cho em là váy ren ạ. Váy ren và cách số điện thoại em xả luôn nhá. 100.000 em bán là 170 sao ấy, xả 100k. Chốt giúp em sẽ là váy ren và cách số điện thoại 100.000. Váy ren và cách số điện thoại 100.000 giúp em nha mọi người. 100k. Cái gì đây? Cái đấy sẽ là Q2 sao ấy. Ừ, đúng, Q2. Váy ren nhá, chị nào lấy chốt luôn 100k, em còn 8 chiếc thôi. 100k. Ok chưa? 100k. Bộ đang mặc bao nhiêu tiền để Linh ơi? Bộ em đang mặc là set VIP. Set VIP này là áo, em xin lỗi, set đỉnh. Em chốt trong line là 184 và có 3 size SML đến tận 62 cân đổi mới mặc được. Rồi, Q2 này. Q2 này là em còn 2 màu, tổng là 14 chiếc. Thì em bán không chọn màu luôn nhá. Q2 này, một là mọi người sẽ nhận được màu ghi và hai là mọi người sẽ nhận được màu nâu. Một trong hai màu này. Và hai mã này thì em chỉ còn 14 chiếc thôi. Và quần này thì em vẫn bán là 138, 142, về sau là giảm 138 ở đợt trước Tết. Và bây giờ em xả cho các chị là 88.000 một quần. 88.000 một quần không chọn màu. Ghi cho em là Q2 có chưa nhỉ? Mã năm nay đã có mã nào là Q2 chưa?
Từ từ nha mọi người, để em check nha. Ok, mình sẽ ghi là Q2 giúp em và không chọn màu nhá. Không chọn màu. Một là sẽ nhận được màu này và hai là sẽ nhận được màu này. Không chọn màu giúp em, được chưa? Ghi giúp em là Q2 và cách số điện thoại. Lấy 2Q2 thì ghi là 2Q2. Quần này em nhớ chắc chắn luôn là em bán 142, về sau em giảm là 138. Và bây giờ em đang bán cho các chị là một bao nhiêu ạ? À 88.000 là xả không chọn màu. 88.000 xả không chọn màu, nghe kỹ giúp em. Đây, chất u mì à chất mì nỉ nhá, em nhắc lại. Chất này là chất mì nỉ cực kỳ đẹp luôn. Chất mì nỉ nhá. Q2, một là sẽ nhận được màu này và hai là sẽ nhận được màu này. Một trong hai màu này 65 cân đổ về là mặc được. Q2 không chọn màu mà còn comment nâu làm gì chị ơi? Chỉ cần ghi là Q2 thôi. Một là bên em sẽ gửi cho các chị màu nâu và hai là sẽ gửi màu ghi. Và em cũng chỉ còn tổng là 14 chiếc cho hai màu thôi. Không có nhiều đâu ạ. 14 chiếc cho hai màu. 14 chiếc dành cho hai màu nha. Hết luôn. Rồi cho em xin con tiếp theo đi. Q2. Có quần này đẹp lắm em dở. Ừ nhờ, em chưa dở ra, ngáo thật. Đây này nó đẹp lắm đây này. Dở ra thì còn đúng cái móc. Đây này mọi người thấy chưa? Hôm qua mẹ em mặc quần này luôn. Quần này đẹp lắm. Nhà em mặc đây này. Đây này, quần nó như này này, chất mini này, một là nhận được nâu và hai là nhận được ghi. Hết luôn nhá. Dơ quần lên thì nó thật là không còn đâu mọi người. Đây này. Dơ lên thì nó thật là còn đúng cái móc thật. Rồi tiếp. Tiếp lời cái gì anh? Mãi không giao hàng và do đơn hàng bị thiếu sản phẩm đấy chị ạ. Nên là thôi chịu khó chấp nhận chờ giúp em, chứ bây giờ em cũng chả biết làm thế nào. Hàng phải hóa chán đời lắm các chị. Tiếp, con này là cái gì? Tóc tà ren. Đúng rồi. Con này ghi cho em là tắc ta ren. Tắc ta ren nhé, tức là tắc ta ở bên dưới nó có cái ren này này. Tắc ta ở bên dưới có ren thì nó sẽ đắt hơn tắc ta thường. Ghi của em mã này sẽ là quần tắc ta ren. Đây này mọi người ơi, quần tắc ta ren nhé. Đây mọi người nhìn rõ không ạ? Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? Đây, em chốt trong line này tắc ta ren cho các chị là em bán ấy thì bây giờ chả nhớ là chín mấy nghìn gì đó. Em xả luôn nhé. 50.000 tắc ta ren 3 size SML. À 2 size SM không có L đâu, 2 size SM. 50.000 tắc ta ren. Đằng trên là nó là tắc ta, đằng dưới nó có pha cái lớp ren rất là xinh. 50.000. Comment luôn giúp em là tắc ta nhá. Tắc ta ren, phải ghi thêm chữ ren vào. Có giá là 50.000 đồng. Các chị ơi nhanh lên hộ em cái. Tắc ta ren 50.000. Tắc ta ren 50.000. Thôi em qua mẫu luôn nhá. Ok chưa? Em chỉ còn bao nhiêu quần thôi? 13 quần thôi, cũng không còn nhiều đâu. Tắc ta ren S hoặc tắc ta ren M 50.000 đồng. Ok. Gì đây? À, quần giả váy đen và à, quần giả váy đen này còn S và M thôi. Đây. Quá là đỉnh. Quần này em bán số lượng gần 1 vạn quần. Khủng khiếp luôn. Đây, mọi người nhìn, nhớ cái quần giả váy này của em không? Em bán là 138 hay sao ấy. Đây này. Đỉnh chưa? Bây giờ chỉ còn màu đen và chỉ còn size S và size M. Quần giả váy này là trước Tết là em bán năm ngoái, tức là cái tầm mùa tháng 8 tháng 9 năm ngoái là em bán là 138.000 hay sao. Đây này, quần giả váy này có size S và size M. Size S là dưới 50 cân, size M là dưới 57 cân. Size S là dưới 50 cân, size M là dưới 57 cân. Mình ghi nhanh giúp em là quần giả váy bây giờ chỉ còn màu đen và chỉ còn SM. Ai mặc được SM thì hạng chốt. Dưới 50 cân là mặc S, dưới 56, 57 cân là mặc M. Và em bán là 138, em xả lỗ sấp mặt cho các chị luôn nhá, 79.000. Và chắc chắn đến mùa hè năm nay em nghĩ em vẫn sẽ nhập lại thôi. Nhưng bây giờ cứ xả đi đã cho nó gọn kho, bởi vì bây giờ nó bị còn lẻ. 79.000 quần giả váy, nhanh tay hộ em gái. 79.000 một quần giả váy. 79.000, ghi cho em là quần 79.000. Ghi cho em là quần giả váy S hoặc quần giả váy M. Các chị được, đương nhiên là các chị được chọn sai rồi. Chị Genki cái gì ấy, lên số điện thoại giúp em đi. Chị Genki Hangu ơi. Cái tên mà em không đọc méo cả mồm luôn ấy. Bộ chị đang mặc bao nhiêu? Bộ em đang mặc ghi giúp em là set đỉnh. Set đỉnh này hàng nhà em chuẩn hàng loại 1 là 184.000. Và nó là có 3 size SML. Còn hàng loại 2 đây thì chỉ có 139.000 thôi nhá. Set em đang mặc là set đỉnh. Biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Bên em có size SML cho các chị đến 62 cân đổ về mặc được. Còn quần giả váy em xả 79.000, em không lỗ, em nói đi em mất lọc luôn. Em bán là 13 mấy mà. Đồ nhà chị Linh vừa rẻ vừa đẹp, đúng cái gì đấy. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này. Đó, đằng sau là nó có chút nhẹ, dưới 50 cân mặc S, dưới 57 cân mặc M, ghi là quần giả váy kèm size và kèm số điện thoại, chỉ cần thế thôi. Chỉ còn SM không có L đâu chị Hiền Phượng, à không có L đâu chị Linh Hoàng ơi. Hết L rồi. Chứ nếu mà còn đủ size thì em để em bán cho em cũng không xả đâu, được chưa?
Chị ạ, ghi hộ em là quần, giả váy, kèm size và kèm số điện thoại. Hết hàng nha các chị ơi, chốt nhanh hộ em. Trời ơi, quá là đỉnh luôn. Mới thấy chưa? Kèm size và kèm số điện thoại, quần, giả váy. Rồi tiếp anh ơi, set em mặc là set đỉnh chuẩn hàng loại 1. Còn hàng loại 2 thì có 139 em cũng có bán luôn. Ui, còn mỗi màu này à? Cái này mới, hình như có cả màu nâu mà. Cái này mới là cái mọi người bắt buộc phải đặt tay lên bàn phím luôn. Trời. Hết, chắc là không ấy hết. Bây giờ vẫn còn đây này, 14 chiếc. Xả thôi. Còn hai màu đúng không? Xem còn màu nào nữa không? Cái này là các chị phải đặt tay lên bàn phím nhanh này. Không chọn màu giúp em. Ghi lê cúc. Một là mọi người sẽ nhận màu này. Và hai sẽ là màu này. Và ghi lê cúc là em dám tự tin nói với các chị rằng là em bán hơn 1 vạn chiếc. Trước Tết em bán hơn 1 vạn chiếc ghi lê cúc này. Một là sẽ nhận được màu này. Hai là sẽ nhận được màu này. Cái này là phải nhanh tay thì mới có. Không nhanh tay không bao giờ có được luôn ấy. Thật sự đối với con ghi lê cúc này. Em nói thật đấy. Xả cho các chị luôn với giá là bao nhiêu ạ? Đây, 83.000 đồng. 83.000, một là nhận được màu này. Và hai là nhận được màu này. Chả có một cái màu nào xấu hết trơn ấy. Chỉ có màu đen là màu em bán được ít nhất. Màu đen là bán được ít nhất, không xấu. Nhưng mà bán được ít nhất so với những màu khác. Ghi lê cúc và cách số điện thoại 83.000 đồng. Bộ chị đang mặc mã là gì? Bộ em đang mặc mã là set đỉnh. Set đỉnh. Set đỉnh 100. Set đỉnh này là 184.000. Full 3 size SML. Ôi dồi ôi, thôi các chị nha, hết sạch. Rồi tiếp đi anh ơi. Còn gì nữa không nào? Nốt đi nào. Bộ này gọi là gì? Gọi là bộ xả nhá. Bộ xả gấu nhá. Bộ xả gấu đi. Đây, đưa cả 3 màu đây. Khách chọn, khách sẽ nhận được 1 trong 3 không chọn màu. Đây này, bộ xả gấu này là em còn 14 bộ. Và bộ này không có một bộ nào mà em nhập dưới 200.000 luôn. Bộ này không một bộ nào em nhập dưới 200.000 nha các chị nha. Toàn hàng đắt thôi. Hàng siêu đắt luôn đấy. Chị Thu Huyền ơi, lên số điện thoại giúp em. Đắt hơn cả hàng áo len, áo lủng luôn đấy. Đây này mọi người nhìn, hàng này hàng dạ. Hàng này là nỉ 2 da cao cấp. Một là mọi người sẽ nhận được màu này. Mình sẽ ghi cho em mẫu này là bộ gấu xả. Bộ gấu xả đen. Bộ gấu xả nâu. À không chọn màu, em xin lỗi. Một là sẽ nhận được bộ gấu xả màu này. Hai là sẽ nhận được bộ gấu xả màu này. Và ba là sẽ nhận được bộ gấu xả màu này. Thì em sẽ bóc ra cho mọi người một màu nhá. Và bộ này bản thân em Linh cũng lấy mặc. À không, em lấy cái bộ thêu nhưng nó cũng giống như thế này. Đây nhá. Một sẽ nhận được một trong ba màu này, bộ gấu xả và cách số điện thoại. Em sale lỗ sấp mặt luôn. 179.000, em không lỗi, em đi đầu xuống đất luôn ạ. 179.000 nha. Đây là mọi người nhìn cái chất này. Chất của nó toàn bộ là nỉ 2 da cao cấp, form to đùng, 65-68 cân đồ phải mặc được. Bộ kiểu như em Linh có mấy bộ trong tủ. Và cái mùa Tết về mới thấy cái giá trị của nó luôn ấy mọi người, nó ấm ấy. Bộ xả nhá, bộ xả kèm màu. À không còn màu, em xin lỗi. Không chọn màu, em xin lỗi nhá. Không chọn màu. Một trong ba màu mà em vừa dơ lên ấy. Rồi, được chưa? Một trong ba màu em vừa dơ lên, ok, hết sạch luôn. Còn set em đang mặc sẽ gọi là gì nào? Set em đang mặc sẽ gọi là set đỉnh. Set này thì sẽ gọi cho em là set đỉnh. Set đỉnh này thì em sẽ chốt trong live cho các chị là 184.000. Nhưng mà hàng này em là chuẩn hàng loại 1 nhá. Chuẩn hàng loại 1, full 3 size SML. Chứ không phải là hàng rẻ. Hàng rẻ em có bán luôn. Và hàng rẻ chỉ có 139.000 thôi. Các chị thích lấy hàng nào thì các chị chốt hàng đó giúp em, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi là set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại giúp em đi ạ, được chưa? Bộ gấu xả ok, hôm nay mọi người không chia sẻ nhiều, em chỉ tặng được một người chia sẻ like này nhiều nhất là 200.000 đồng thôi nhá. Bộ này sẽ gọi là set đỉnh full 3 size SML. Ví dụ như cái set này này nó là hàng rẻ hơn này, đây. Cái này nó là hàng rẻ hơn này. Thì cái này mình đi là set đỉnh rẻ và không có size. Còn set này là hàng đẹp hơn, chất nó khác thì gọi là set đỉnh kèm size. 3 size SML từ 45 cho đến 62 cân đổ về là mặc được. Quyền 4 em hết hàng rồi chị ơi. Còn mọi người đừng quên là có đơn thì dồn quần ngố thái này vào giúp em. Quần ngố thái là của em chỉ có giá là 38.000 đồng một quần thôi cho tất cả các chị dồn đơn. Và tối ngày hôm qua em bán được hơn 800 set này. Mặc dù em bảo giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ là bóp tương tác và bán ế luôn ấy. Mà em còn bán được 800 set đó mọi người. Đấy, nói chung là set này thì thị trường rất nhiều người bán và rất nhiều loại hàng. Các chị cảm thấy ở đâu ai bán với giá tiền phù hợp thì các chị mua thôi. Còn em thì em phục vụ các chị hai loại, các chị thích lấy loại nào các chị lấy. Và em cũng nêu ra điểm khác nhau của hai loại cho các chị cùng nắm được rồi. 54 cân mình mặc giúp em set đỉnh size M. Gấu xả hết rồi, các chị đừng comment nữa, hàng xả hết rồi đấy. Hàng xả em chỉ có thế thôi, nên này có một tí tẹo với cả một ít bốt thôi. Bởi vì là nhà em xả mấy hôm mà cũng hết rồi. Giờ mới thấy thông báo đấy, bảo sao mà không đất, bảo sao mà ế thế. Quần ngô thái là 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Mà ngày nào nhà em cũng đi từ 500 đến 1.000 quần.
ghi lên cúc hết thì ơi thôi các chị đừng comment những cái mã mà em đã like qua rồi nữa nhá, không có đâu, được chưa? Chị nào lấy em đứng dậy cho mọi người xem xét đỉnh nhá. Xét đỉnh em chốt trong like là 184.000 đồng đối với chuẩn hàng loại 1 như em đang mặc, các chị thấy chưa? Chuẩn hàng loại 1 như em đang mặc những cái form này đó. Còn hàng loại 2 ấy, cái hàng loại 1 này là chất tăm dày và quần là chất da cá, còn hàng loại 2 là chất tăm mỏng và quần là chất zip mỏng đấy, thì nó khác nhau về chất. Thứ hai nữa là hàng này thì là có size SML. Set đỉnh em chỉ bán mỗi màu đen thôi, em chốt trong line là 184.000 thì ghi là set đỉnh, còn lấy set đỉnh rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ là 139.000 nha mọi người. Ai lấy set em đang mặc là chốt luôn giúp em, mọi người có muốn xem cái gì cứ comment giúp em nhé, vẫn còn 1.000 người xem này. C5 lên size giúp em, set đỉnh em đang mặc size S chị ơi, em đang mặc size S. Dép em đang đi là like sau sẽ có, em đang đặt rồi, like sau sẽ bán cho mọi người nhá. Túi em đang mail thì hết rồi, chắc là phải 10 ngày nữa mới có hàng. Ngô thái của em là 38.000, ngoài váy gấu còn vào váy nào giống như vậy? Có luôn chị, mới về hôm lúc nãy luôn, mới về có một tiếng. Đây này, đây chị ơi, váy này này. Váy này ghi giúp em là váy em bé, có cả màu nâu nữa. Váy em bé có cả màu nâu nữa, đây này để em treo. Anh ơi, thì váy em bé nâu đâu nhỉ? Treo lại em phết nào. Đây, nếu mà để mà giống về form và về chất là con này y xì, nó chỉ khác nhau về hình in và về bảng màu thôi. Đây, váy em bé ghi, váy em bé đen và váy em bé gì ạ? Váy em bé nâu. Em chốt trong line này là có 163.000 cũng bằng con kia đây này. Mới luôn, mới tinh tình luôn, em chưa cả up ảnh luôn đó mọi người. Xác định size cho chị Lệ Venus lên số điện thoại giúp em nhá. Quần bò em lên rồi, em lên đi lên lại thì các chị xem lại live stream cho nó nhanh. Chứ like đi like lại nó cũng thế à? Đúng không? Q86 thì nhà em đang chờ hàng về tiếp chị ạ, đang chờ hàng về tiếp. Ghi lên cúc em vừa dơ rồi đấy, hết rồi, ai comment trước thì được trước thôi ạ, được chưa? Váy em bé ghi, váy em bé đen và váy em bé nâu cách số điện thoại 163.000 đồng. 163.000 đồng váy em bé. Em bảo là cái này là form giống váy gấu, còn set em đang mặc là set đỉnh. Set đỉnh là 184.000 đồng. Túi em đang đeo hết hàng rồi chị ơi. Váy gấu là 163. Váy em bé cũng là 163 luôn. Quần vải của em là 99.000 thôi chị ạ. 99.000 full 4 size SML XL, quần ngũ thái là 38.000. Set quần kẻ này là B3, B3 này em chốt trong line là 158.000 chị ơi. 158.000 set B gì ạ? B3 và cách số điện thoại 158.000. Đây. B3 này là em có hai màu là màu gì ạ? Màu sữa và màu đen, 158.000. Bộ bao nhiêu chị? Bộ em đang mặc á, bộ em đang mặc là 184. Bộ em đang mặc là 184 chị ạ. Túi xích bao nhiêu em? Dạ túi xích là túi này này chị ơi, túi xích là 194.000 là nó đấy. Là đây ạ, 194.000 túi xích đây chị ơi. Đây ạ. B3 có size không? Dạ B3 là free size, 70 cân đổ về mặc được, 68 70 cân tối đa, nếu như mà ai thấp quá thì tầm 65. Ai mà người cao thì phải đến 68, trung bình là từ tầm 65 đến 68. Em xem F21, ok F21 của em đây. F21 của em là một mã legging mà nó là để hàng để cho mọi người mặc mùa xuân, mùa thu. Còn mùa hè ấy, còn mùa đông thì mọi người sẽ mặc sang cái hàng dày hơn nhá. F21 này của em là 88.000 đồng một quần và mua từ hai quần sẽ là 85.000. 88.000 đồng một quần và mua từ hai quần sẽ là 85.000. Quần này thì em bán lên đến 67.000 chiếc rồi. Túi xích có màu gì nữa? Túi xích có hai màu là màu đen và màu ấy chị ạ, có cả màu đen nữa. Bên này vứt đâu rồi? Đây này. Màu đen và màu sữa. Và túi này là quai của nó là mọi người, đây là em đang cho nó ngắn lại, còn nếu mà mọi người thích dài ra thì mọi người mở ra mọi người ấy như này này. Đó. Để dài như này thì sẽ là đeo chéo, còn vắt ngắn như thế này thì nó sẽ là đeo cắp nách cho mọi người nhá. Đó, mọi người thích đeo kiểu gì mọi người đeo. Ví giúp em mã này sẽ là túi xích kèm màu và kèm số điện thoại. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Xích đen và gì? Xích sữa nhá. Túi xích đen và túi xích sữa. B3 em 42 cân mặc được không? Mặc hơi rộng đấy em ạ. 42 cân là mặc hơi rộng đấy nhá. Được chưa? Chị nào lấy set gì nhỉ? Set gì ạ? Túi xích đẹp quá, mới nhận hôm qua. Cái này là hàng tàu chứ chị, hàng xưởng gì, hàng Việt Nam xưởng gì mà làm đẹp được như này chị? Hay nó là hàng tàu. Em không bao giờ bán túi hàng Việt Nam nha. Toàn bộ túi xách nhà em là hàng tàu hết nha. Phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam đến 100 lần nữa các chị. Nếu như mà nói túi này, em không biết là chị hỏi mã nào. Nhưng mà túi xách nhà em là hàng tàu hết. Được chưa? Bởi vì hàng tàu nhà em cũng chỉ tầm 1XX đến 2XX thì tội gì mà không mà đeo hàng tàu cho nó đẹp các chị. Đúng không? Tội gì? Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Em cao 1m6 và nặng 49 cân. Ghi của em mã này sẽ là B3. B3 này em chốt trong line. À em xin lỗi. Xét đỉnh, còn cái này mới là B3 này. Cái con mèo, à con thỏ này mới là B3 này. Có giày búp bê không? Em có nha, nhưng mà đang có size bị hết rồi. Có hai size bị hết rồi, còn lại thì nó vẫn đủ nhá.
Set gì ạ? B3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là 158.000 một set B3. 158.000. Túi đang đeo có không? Túi đang đeo đang hết sạch hàng rồi chị ơi. Xem lại quần vải là quần nào chị ơi? Q5S và một quần cardi ki đen S cho chị Phương. Phương lên số điện thoại giúp em nhé. Đặt hàng vui lòng lên số đi chị ơi. Còn các chị toàn không lên số điện thoại, không có đơn đâu. Đặt hàng phải lên số giúp em nha. Dép em đang đi thì hiện tại chưa có hàng đâu, vài hôm nữa mới có. Ok thì Thùy Giang Nguyễn một phong chữ trắng, một cổ u, một quần vẩy lên số điện thoại giúp em nha mọi người. Túi này có màu trắng không? Túi này á, không. Túi này thì có hai màu này thôi. Đây. Còn túi em đang đeo thì đang hết rồi, không nhận đơn ạ. À phong đỏ là chị hỏi mẫu nào à chị ơi? Chị hỏi phong đỏ là chị hỏi mẫu nào? Túi xích của em là 194.000 đồng, 194.000 đồng. Quần bò của em là Q5. Đây quần bò của em là Q5. Q5 em chốt trong line này là 138.000 đồng thôi, rẻ vãi cả rẻ luôn ấy, rẻ không tưởng tượng được luôn ấy. Đây, Q5 của em đây này. Có mọi người mặc này này, đỉnh của chóp chưa? Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là 138.000. Bộ hồng trên cùng kia em đang hết hàng rồi chị ơi. Bộ em đang mặc mã là set đỉnh nhá. Set em đang mặc mã là set đỉnh này em chốt trong line là 184.000 chuẩn hàng loại 1. Chuẩn hàng loại 1 là 184. Còn hàng loại 2 đây, hàng loại 2 thì là 139, đây là hàng loại 2 thì là 139. Hàng loại 2 thì ghi là set đỉnh rẻ, còn hàng loại 1 thì ghi là set đỉnh và cách số điện thoại. Ok chị Kiều Nguyễn lên số điện thoại giúp em nhá. Sơ mi tiểu thư là cái sơ mi gì ta? Không loát được luôn, tiểu thư là cái gì? Là trước Tết à? Ra Tết thì em làm gì đã có mã nào là tiểu thư, chắc là chị hỏi cái nào trước Tết rồi. Set đỉnh mờ bao nhiêu cân? Em đọc cho mọi người bảng size của set đỉnh này. Em đọc cho mọi người bảng size của set đỉnh luôn này. Set đỉnh nhà em là có 3 size. 3 size dưới gì ạ? Dưới 49 cân như em đang mặc, mặc giúp em size S. Từ 50 đến 55 cân mặc giúp em size M. Và từ 56 đến 62 cân mình mặc giúp em size L. Được chưa ạ? Áo phông hình gấu mã là gì? Phông hình gấu này giúp em là gấu kính 63.000, kính đen, kính hồng, kính nghi và kính trắng. Ngày mai sẽ về hàng, hôm nay thì đang hết rồi. Gấu kính kèm màu và kèm số điện thoại 63.000 đồng thôi, rẻ vãi chưởng luôn, được chưa? Chị lên mã túi sách khác đi ạ. Không có, em không có mã nào luôn. Bây giờ em đang hết sạch túi sách luôn, không có để bán luôn. Sơ mi tay chun em vẫn đang trả nốt cho các chị là 68.000, nhờ lấy chốt nha. Đây, sơ mi tay chun 68k form to và bao các chị giặt máy luôn ấy. Em bao cho các chị giặt máy không nhăn luôn ấy. Bao phê. Sục da còn không ạ? Sục da em còn trừ size 38, còn lại là vẫn còn. Vẫn còn đủ size trừ 38 nhé. Set đỉnh em chỉ bán một màu thôi. Set em đang mặc gọi là set đỉnh. Chốt trong livestream này là bao nhiêu ta? 184.000. Rồi chị nào lấy chốt luôn giúp em là tay chun. Sơ mi tay chun. Sơ mi tay chun kèm gì ạ? Kèm số điện thoại. Thế thôi, cháu chỉ có một size thôi. 68.000 đồng. 68.000 đồng. Đây cổ bèo của em đây, cổ bèo này là vẫn là 124.000, mặc với quần vẩy này hoặc là mặc với quần vải Q86 này hoặc là mặc với chân váy tắc ta CV1 thì đều rất là phù hợp đối với cái bèo này nha mọi người. À phong thỏ mã là gì? Con này hết hàng rồi chị ạ. Em chưa tháo xuống nên hết hàng rồi. Còn chị nào lấy set đỉnh nữa chốt nữa giúp em nhé. Set đỉnh kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại hoặc kèm cân nặng và kèm số điện thoại tùy các chị nhé. Một là kèm size mà hai là kèm cân nặng giúp em và kèm số điện thoại để bên em để nhân viên chốt đơn nhé. Dưới 49 mặc S, từ 50 đến 55 mặc M, từ 56 đến 62 mặc L đối với cái gì ạ? Đối với cái set đỉnh mà như em đang mặc ở đây nha các chị ơi. Phông đỏ đô mã là gì thế? Phông đỏ đô á, ở đây à đây á. Phông chữ chị ơi, chữ đen, chữ đỏ, chữ trắng và chữ nâu. Chữ đen, chữ đỏ, chữ trắng và chữ nâu em chốt trong line là có 62.000 là một áo hay sao? 62 hay 63, 63 thôi. Q86 thì chắc là phải mấy ngày nữa sau khi giả được hết đơn cũ thì em mới nhận đơn chị nhé. Gấu chữ còn không á, gấu chữ là hết rồi, hết sạch từ cách đây phải hơn một tuần rồi ấy chị, lâu lắm rồi. Em bỏ mẫu đấy khá là lâu rồi đó. Lên chân váy bò á, chân váy bò em lên rồi chị ơi, chân váy bò em lên rồi. Túi đang đeo còn hàng không? Dài hết sạch chị ạ. Túi đang đeo nhà em hết sạch hàng rồi. Chị nào lấy gì nó chốt nốt giúp em không phải em nghỉ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream của ngộ em nhá. Em nghỉ đây bởi vì like đi like lại thì có mấy cái mã này thôi. Thì tốt nhất là em tắt đi các chị xem lại còn nhanh hơn. Mất công ngồi xem em livestream, em tắt đi các chị xem lại còn nhanh hơn đi nhá. Bởi vì em lên hết hàng mới rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Đơn của hôm nay thì ngày mai bên em mới chốt. Thì các chị cố gắng là có đơn thì chủ động inbox cho bên em.
inbox địa chỉ số điện thoại và mã hàng cho bên em, sau đó để ý nghe điện thoại để nhân viên bên em gọi điện chốt đơn nhé. Còn chị nào mới vào sau chưa chốt được, chị Nguyễn Cẩm lên số giúp em, chị Huệ Phạm lên số giúp em. Chị nào mới vào sau thì có thể tua lại livestream và xem lại livestream, thích mã nào thì comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Hệ thống máy tính bên em vẫn lên đơn và chốt đơn như bình thường nếu như sản phẩm đấy có nha. Quần kẻ bao nhiêu là quần kẻ nha, là 79.000 có 3 màu. Quần kẻ nhà em là 3 màu, em có kẻ này sẽ là kẻ xanh, kẻ này sẽ là kẻ gì ạ, kẻ nâu và kẻ này sẽ là kẻ đen. Và quần kẻ nhà em mặc với cổ u nhà em là hợp lý nhất đây này, mặc với cổ u này. Cổ u là 63.000, quần kẻ là 79.000. Mọi người cứ phối hai cái này với nhau không đẹp, em cho giả lại, đẹp lắm luôn, thề. Váy gấu của em là 163.000 đủ màu nhá, váy gấu là 163 đây. Váy gấu thì bán em bán là 1.500 chiếc rồi đây này, váy gấu đây này. Váy gấu là có 3 màu, 163.000, một livestream em bán được hơn 500 chiếc, trung bình là như thế. Đối với cái váy gấu này, đối với những hôm nào mà đắt hàng ấy, đây, váy gấu màu này sẽ là màu rêu, váy gấu màu này sẽ là màu nâu và váy gấu màu này cho em sẽ là màu đen. 163.000 nha các chị nha. Ok chưa? Cho em tắt nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye mọi người. Like thế thôi. Chứ còn view thấp này không có hứng để like mọi người ạ. Bye bye. Thêm lụa xước và lụa gấu dồn đơn hôm qua thì báo với nhân viên đi ạ. Nếu mà dồn đơn tối qua mà đơn chưa được chốt thì mình báo với nhân viên luôn nhé. Đừng có dồn ở đây. Bởi vì đơn ở đây và đơn bây giờ và đơn tối qua thì em sẽ không dồn nó vào nhau đâu nha mọi người nha. Bye bye mọi người. Phong trơn em lên rồi, tí nữa mọi người xem lại đi. Phong trơn thì em chỉ dơ mẫu chứ em không có mặc nha. Bye bye.